Cao thủ áo đen bỗng lên tiếng, bỗng có một con dao găm xuất hiện trong tay ông ta. Dao găm bay tới không đâm chúng vào người Dương Thanh mà bị anh bắt lại. Ngay khi anh nắm chặt con dao trong tay, một luồng khí thức cuồn cuộn bộc phát từ trong người anh. Dương Thanh đột nhiên có ảo giác như con dao găm này vốn thuộc về chính mình, hơn nữa còn cảm thấy quen thuộc lạ thường. Giết, anh nổi giận gầm lên, thoát cái xuất hiện ở trước mặt cao thủ áo đen con dao trong tay anh vạch ra một đường vòng cung xinh đẹp giữa không trung đâm thẳng vào tim đối phương. Con người của cao thủ áo đen chợt co lại, dùng sức dưới chân tức tốc lùi lại. Thế nhưng Dương Thanh lại theo sát tiến tới, lưỡi dao cách trái tim của ông ta ngày càng gần. Vẻ mặt anh giữ tận nhìn ông ta, ánh mắt tràn ngập sát khí mãnh liệt. Chết đi, anh hét lớn một tiếng, dao găm trong tay chạm tới lồng ngực của cao thủ áo đen. Bốp, một cái tay bất thình lình hiện ra bắt lấy cổ tay của Dương Thanh. Bấy giờ, lưỡi dao chỉ còn cách tim của cao thủ áo đen 1 cm cuối cùng, sắp đâm vào ngực ông ta. Ông Miêu, Dương Thanh kinh ngạc nhìn ông lão đang tóm lấy cổ tay mình. Lửa giận hừng hực trên người anh lập tức tan biến. Miêu Thành chủ mỉm cười nhìn Dương Thanh, gật đầu nói, cuối cùng cũng kích hoạt được tộc văn. Anh sừng suốt hồi lâu mới lên tiếng hỏi lại, ông nói vậy nghĩa là sao? Miêu Thành chủ bật cười đáp, cháu bỏ dao xuống trước đã. Dương Thanh ngơ ngác làm theo tuy anh rất muốn báo thù rửa hận cho bố mẹ nhưng miêu thành chủ bảo anh bỏ dao xuống anh không thể không bỏ đợi dương thanh buông dao găm xuống miêu thành chủ mới cười nói thật ra ông ấy là cao thủ mạnh nhất bên cạnh ông miêu trấn đông không phải là kẻ thù giết hại bố mẹ của cháu đâu không chỉ như vậy nhờ sự trợ giúp của ông ấy cháu mới có thể thuận lợi kích hoạt tộc văn bây giờ cháu thử cảm nhận xem có phải cảm thấy thực lực đã tăng tiến rồi không nghe miêu thành chủ nói vậy Dương Thanh sững sờ không hiểu đầu cua tai nheo gì. Cao thủ áo đen vừa muốn lấy mạng mình chính là người do Miêu Thành chủ phái tới sao? Nghe xong, Dương Thanh mới hiểu ra, ngạc nhiên đáp, vậy tức là những lời vị tiền bối kia vừa nói với cháu không phải là thật sao? Miêu Thành chủ cười đáp, không sai, kích hoạt rồi. Sau này chỉ cầu cháu kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, trên trán cháu sẽ hiện ra tộc văn. Cháu có thể thử xem." Dương Thanh vội vàng tiến vào trạng thái cuồng hóa rồi lôi điện thoại ra xem anh thấy giữa trán mình xuất hiện một đường vân màu đỏ có hình dạng cực kỳ phức tạp không nhìn ra được là cái gì điều khiến anh vui mừng chính là trước kia mỗi lần kích hoạt huyết mạch cuồng hóa cơ thể của anh sẽ phải nhận lấy áp lực cực lớn sau khi trạng thái cuồng hóa mất đi anh đều có thể cảm giác được rõ ràng tim mình rất khó chịu nhưng lần này anh không hề cảm thấy khó chịu ở chỗ nào ngược lại càng tu luyện anh lại cảm thấy sức khỏe của mình càng ngày càng tốt nói cách khác hiện giờ anh có thể yên tâm kích hoạt huyết mạch cuồng hóa để chiến đấu, không cần phải lo lắng gì nữa. Sau khi cơn kích động qua đi, Dương Thanh vội vàng nói, cảm ơn ông Miêu. Ông Miêu, con dao găm này là thứ gì? Tại sao cháu lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, dường như nó vốn thuộc về cháu? Cảm giác này rất kỳ diệu. Miêu Thành chủ đáp, đây là một vật quý ông từng tình cờ có được, nghe nói chính là bảo vật quý giá nhất của gia tộc huyết mạch cuồng hóa. Xem ra giờ cháu đoạt được nó cũng là nhờ có huyết mạch cuồng hóa. Con dao này có thể đem lại cho cháu lợi ích gì thì chỉ có thể dựa vào cháu tự mình nghiên cứu." Dương Thanh cầm con dao lên ngắm nghía. Chuôi dao cực kỳ đẹp, được nạm một viên đá quý màu xanh lam rất lớn. Lưỡi dao vô cùng sắc bén, lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Anh cảm thấy cầm con dao này rất thuận tay, giống như nó được làm riêng cho anh vậy. Dương Thanh cất con dao đi, cảm kích nói, "Cháu cảm ơn ông Miêu nhiều." Anh và Miêu Thành chủ mới nhận nhau không được bao lâu, nhưng trong suốt mấy ngày nay ông lão vẫn không ngừng trợ giúp anh đạt được rất nhiều lợi ích anh không chỉ được uống rượu của ông lão tăng cảnh giới lên siêu phàm thất cảnh giờ đây còn kích hoạt được tộc văn đã vậy ông lão còn cho anh một con dao găm vô cùng phù hợp dương thanh biết ơn miêu thành chủ từ tận đáy lòng miêu thành chủ bật cười bấy giờ có một người giúp việc già đi tới cung kính nói thành chủ hoàng chủ vực tới rồi được miêu thành chủ nhìn dương thanh cười nói nào để ông dẫn cháu đi gặp một người chẳng mấy chốc anh đã đi theo ông lão tới phòng khách. Dương Thanh lập tức im lặng. Mặc dù anh với Lưu Lão Quái là kẻ thù của nhau nhưng đối phương đã bị anh kết liễu. Bây giờ phải xem thử Hoàng Tiến có thể buông bỏ hận thù hay không. Hoàng Tiến im lặng một lát rồi lắc đầu nhìn Miêu Thành Chủ, vô cùng xin lỗi Thành Chủ. Nhưng cậu ta đã giết sư huynh của tôi, nếu tôi không làm gì thì tôi khó mà an lòng. Nghe thấy Hoàng Tiến nói thế, Dương Thanh lập tức sầm mặt anh đã không so đo với hoàng tiến vì nể mặt miêu thành chủ nhưng hoàng tiến lại không định bỏ qua cho anh miêu thành chủ nhìn về phía hoàng tiến tôi nghĩ chắc cậu cũng biết rõ nguyên nhân dẫn đến ân oán giữa sư huynh cậu và dương thanh nếu sư huynh cậu không trêu vào dương thanh sao dương thanh lại giết sư huynh cậu chứ hoàng tiến không nói gì chỉ nhìn dương thanh với vẻ mặt u ám dương thanh cũng đang quan sát hoàng tiến tuy hai người im lặng nhưng đều thấy được sát khí trong mắt đối phương một lúc lâu sau Hoàng Tiến mới nói, tôi cũng không muốn khiến thành chủ khó xử, cảnh giới của cậu ta đã đạt đến siêu phàm thất cảnh, bây giờ tôi cũng là siêu phàm thất cảnh, chỉ bằng cứ để chúng tôi đánh một trận sống còn với nhau, nếu tôi chết, sau này khu vực thứ 9 của Miêu Thành sẽ do cậu ta phụ trách. Dương Thanh nhíu mày, lạnh lùng nói, tôi vốn không có thủ oán gì với ông, chính lưu lão quái sư huynh ông đã chủ động trêu vào tôi, ông ta bị tôi giết cũng đáng, ông thật sự muốn đánh một trận sống còn với tôi à? Hoàng Tiến thản nhiên nói, tôi biết người sai là sư huynh tôi, nhưng dù sao đó cũng là sư huynh tôi, tôi là sư đệ, bắt buộc phải làm gì đó cho ông ấy, cho dù bị cậu giết thì cũng là do tôi đáng đời. Thành chủ, xin ông đồng ý với tôi, Miêu Thành chủ nói, Hoàng Tiến, tôi biết rõ thực lực của cậu và Dương Thanh, tôi có thể nói cho cậu biết, cậu không phải đối thủ của Dương Thanh, nếu đánh một trận sống còn, cậu chỉ có con đường chết. Hoàng Tiến cười nhạt, chết thì sao chứ, tôi không sợ, tôi chỉ cần một trận chiến thôi miêu thành chủ thở dài biết không thể thuyết phục được hoàng kiến bèn nhìn về phía dương thanh rồi nói còn ý cháu thì sao dương thanh đáp nếu hoàng vực chủ đã muốn đánh một trận sống còn với cháu đương nhiên cháu cũng không sợ rồi miêu thành chủ nói được nếu cả hai người đều đồng ý đánh tôi sẽ giúp ba người rảo bước đến bờ long khê miêu thành chủ vẫn đội mũ rộng vành mặc áo vải một tay xách sọt cá tay kia cầm cần câu ngồi bên bờ long khê bắt đầu thả câu như thể ông lão không hề có hứng thú gì với trận chiến sống còn giữa dương thanh và hoàng tiến hết dương thanh và hoàng tiến đứng ở hai bên ông lão nhìn về phía nhau ra tay đi khí thế trên người hoàng tiến lập tức mạnh mẽ hẳn lên trong mắt ông ta lóe lên vẻ lạnh lùng dầm ngay sau đó tay hai người va vào nhau hơi thở cuồng bạo lấy hai người làm trung tâm lập tức lan ra bốn phía hoàng tiến có vẻ kinh hãi hình như không ngờ đòn tấn công toàn lực của mình lại bị dương thanh dễ dàng đỡ được Dương Thanh trông vẫn rất thản nhiên, nhưng ánh mắt khi nhìn Hoàng Tiến lại phức tạp hơn hẳn. Audio điện tử võ tấn bền lúc trước, khi Hoàng Tiến cứu lưu lão quái, Dương Thanh mới đạt đến bán bộ siêu phàm cảnh nhưng đã đánh với ông ta. Anh cứ tưởng Hoàng Tiến chỉ có thực lực siêu phàm nhất cảnh, bây giờ mới thấy, thực lực của Hoàng Tiến hơn xa mức ấy, chẳng qua ông ta không muốn ra tay độc ác với anh, bằng không ông ta đã có thể dễ dàng giết anh từ khi đó rồi hoàng tiến đã hạ thực lực xuống mức siêu phàm nhất cảnh rồi đánh mấy chiêu với dương thanh tính ra xem như hoàng tiến đã tha mạng cho dương thanh một lần dương thanh lạnh lùng nói hoàng vực chủ ông chỉ có chút thực lực ấy thôi ư nếu chỉ có thế tôi khuyên ông nên nhận thua rồi rời đi thì hơn hoàng tiến cười lạnh lúc này mới chỉ là giai đoạn làm nóng người thôi cậu vội gì chứ sau khi ông ta dứt lời khí thế của ông ta càng mạnh mẽ hơn chỉ trong nháy mắt khi thế của Hoàng Tiến đã tăng vào tới mức siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, hình như chỉ cách siêu phàm bát cảnh một bước. Nhờ sự hỗ trợ của chiến thần quyết và huyết mạch cuồng hóa, cao thủ mới bước vào siêu phàm thất cảnh như Dương Thanh cũng có thể phát huy thực lực ngang với siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, thậm chí đã đạt đến bán bộ siêu phàm bát cảnh. Cho dù thế nào, có vẻ Hoàng Tiến vẫn không phải đối thủ của Dương Thanh. Dương Thanh, chịu một đấm của tôi đi. Hoàng Tiến hét lớn, lại lao tới chỗ Dương Thanh. Dương Thanh cũng không kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, chỉ dùng thực lực vốn có để đánh với Hoàng Tiến. Dầm dầm dầm, Hoàng Tiến cười lạnh, tôi biết cậu vẫn chưa tiến vào trạng thái cuồng hóa, nếu cậu tiến vào trạng thái đó thì sẽ dễ dàng giết được tôi. Tôi cũng không cần cậu nương tay, nếu hôm nay cậu không giết tôi, sau này tôi vẫn giết cậu. Hoàng Tiến nói rồi lao thẳng tới chỗ Dương Thanh. Dương Thanh nhíu mày, anh đã nói đến mức này mà Hoàng Tiến vẫn muốn đánh tiếp. Dầm dầm rầm hai người lại đánh nhau khí kình đáng sợ đã phá hủy mặt đất dưới chân họ từ nãy nhưng cho dù hoàng tiến đang ở trạng thái mạnh nhất thì vẫn không làm gì được dương thanh anh còn phải nương tay nữa dương thanh bỗng thấy hơi tức giận ông muốn chết đến thế à anh đã định tha cho hoàng tiến nhưng ông ta cứ muốn đánh với anh dương thanh không muốn giết hoàng tiến vì hai nguyên nhân thứ nhất là vì trước đó tuy hoàng tiến có năng lực giết anh nhưng lại không làm thế thứ hai là do anh nể mặt miêu thành chủ Tuy anh và Miêu Thành Chủ mới gặp nhau mấy ngày nhưng ông lão đã cho anh rất nhiều. Dù sao Hoàng Tiến cũng là vực chủ khu vực thứ 9 của Miêu Thành, nếu Dương Thanh giết ông ta thì sẽ khiến Miêu Thành bị tổn thất nặng nề. Tôi nói rồi, nếu cậu không giết tôi, một ngày nào đó, tôi sẽ đích thân giết cậu để báo thù cho sư huynh. Hoàng Tiến nói rồi lại dốc toàn lực, đánh về phía Dương Thanh. Lời Hoàng Tiến nói đã khiến Dương Thanh hoàn toàn nổi giận, anh đấm một phát, đẩy lùi ông ta. Dương Thanh cắn răng, nếu ông muốn chết, tôi đành giúp vậy. Ngay sau đó, sức mạnh cuồng bạo lập tức bùng nổ từ người anh, mắt anh đỏ ngầu, đồng thời trên trán anh xuất hiện một hoa văn màu máu. Nét mặt hoàng tiến hết sức nghiêm nghị, ông ta đã cảm nhận được khí thế không gì ngăn nổi từ Dương Thanh, ít nhất anh đã đạt đến siêu phàm thất cảnh đỉnh phong rồi. Trong mắt hoàng tiến tràn ngập vẻ kiên nghị, ông ta không hề định lùi bước khi thấy Dương Thanh mạnh hơn. Giết, Dương Thanh tức giận quát rồi lao tới chỗ hoàng tiến. Hoàng Tiến bỗng dậm mạnh chân, bước lên đỡ đòn. Dầm, đòn đánh của hai người va vào nhau, Hoàng Tiến lập tức lùi bảy tám bước, còn Dương Thanh thì vẫn tiến lên phía trước, lao về phía ông ta. Dầm dầm dầm, đòn tấn công nào của Dương Thanh cũng khiến Hoàng Tiến lùi bảy tám bước, sau mấy lượt đánh, Hoàng Tiến đã lùi mấy chục bước, khóe miệng còn dỉ máu tươi. Ai? Ông ta nói rồi tức giận quát, khai, hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, kinh, tử, tám cửa mở, ngay sau tiếng quát đó, khí thế cuồng bạo lập tức bùng nổ từ người ông ta. Dương Thanh biến sắc, anh có thể cảm nhận được thực lực của Hoàng Tiến đã đạt đến siêu phàm bát cảnh rồi. Anh biết Hoàng Tiến chỉ có thực lực siêu phàm thất cảnh, đây vốn là một lần danh, rất ít người có thể phát huy được thực lực siêu phàm bát cảnh khi đang ở siêu phàm thất cảnh. Ngay cả anh cũng chỉ giữ được thực lực siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, miễn cưỡng đạt đến bán bộ siêu phàm bát cảnh dưới sự giúp đỡ của huyết mạch cuồng hóa và chiến thần quyết. Nhưng bây giờ, Hoàng Tiến lại phát huy được thực lực siêu phàm bát cảnh khi đang ở siêu phàm thất cảnh. Cậu chuẩn bị xong chưa? Hoàng Tiến chợt hỏi. Dương Thanh không dám khinh thường, lập tức vận chuyển chiến thần quyết đến cực hạn, còn kích hoạt cả huyết mạch cuồng hóa, tộc văn trên trán anh trông rất nổi bật. Khí thế bán bộ siêu phàm bát cảnh lan ra từ người anh. Dương Thanh quát, tới đi. Sau khi nhận được câu trả lời, Hoàng Tiến không trần trừ nữa. Ông ta bỗng rậm chân, lập tức nhảy bật lên khỏi mặt đất như lò xo so rồi lao tới chỗ Dương Thanh. Nét mặt Dương Thanh hết sức nghiêm nghị, anh không dám phân tâm, hơi nhích chân, cũng lao về phía Hoàng Tiến. Dầm, ngay sau đó, hai người đụng vào nhau, khí thế cuồng bạo bùng nổ từ người họ. Dầm dầm dầm, sau khi đánh mấy chiêu, khóe miệng Dương Thanh đã dỉ máu. Không ngờ anh lại bị nội thương, Hoàng Tiến cũng không thoải mái gì cho cam, sắc mặt ông ta tái nhợt, còn có vẻ đau đớn, hình như đang phải chịu áp lực khổng lồ. Chiến! Hoàng tiến hét lớn, lại lao tới chỗ Dương Thanh. Dương Thanh chưa kịp hồi phục thì đã phải đánh tiếp với Hoàng Tiến rồi. Ban đầu, Dương Thanh vẫn phải chịu áp lực cực lớn, nhưng sau khi hai người tiếp tục chiến đấu, Dương Thanh chợt phát hiện khí thế của Hoàng Tiến đang dần yếu đi. Dầm! Mãi đến khi Dương Thanh đánh bay Hoàng Tiến, anh mới nhận ra ông ta thực sự không chịu nổi nữa rồi. Dương Thanh hơi choáng váng, hồi nãy thực lực của Hoàng Tiến vẫn ngang với siêu phàm bát cảnh, sao chỉ sau thoáng chốc đã yếu hẳn đi. Còn bị anh đánh bay trong một đòn nữa chứ. Sau khi rơi xuống đất, Hoàng Tiến hộp máu, khí thế lập tức tan biến. Đôi mắt đen nhánh của Hoàng Tiến cũng dần trở lại bình thường. Ông thua rồi. Dương Thanh nhìn Hoàng Tiến từ trên cao với vẻ mặt nặng nề. Nhưng Hoàng Tiến lại bò dậy, nhìn về phía Dương Thanh, tôi vẫn đứng dậy được, tức là chưa thua. Tôi đã nói rồi, trừ khi cậu giết tôi, bằng không, chỉ cần tôi có sức tái chiến, chắc chắn tôi sẽ tiếp tục quấy rầy cậu. Dương Thanh không hiểu tại sao Hoàng Tiến lại kiên trì như thế, nhưng anh biết với trạng thái bây giờ của ông ta, có lẽ ông ta còn không chịu nổi một đòn từ anh. Hoàng Tiến chưa đi đến trước mặt Dương Thanh thì đã lảo đảo, ngã đập mặt xuống đất, trên mặt lập tức đầy máu tươi. Nhưng Hoàng Tiến vẫn không chịu bỏ cuộc, ông ta lại bò dậy, nghiến răng nghiến lợi, Dương Thanh, lại đây, chúng ta đánh tiếp. Dương Thanh vẫn không nhúc nhích, cũng không thấy vui khi thắng. Anh cảm thấy rất nặng nề, không hiểu tại sao Hoàng Tiến phải kiên trì như vậy. Dương Thanh lạnh lùng nói, tôi sẽ không giết ông, ông cũng đã bỏ qua cho tôi khi có thực lực giết tôi, xem như lần này chúng ta hòa, nếu lần sau ông dám gây sự nữa, tôi sẽ không tha cho ông. Tôi vẫn chưa ngã xuống, tôi vẫn chiến đấu được. Miêu Thành chủ thở dài, cuối cùng cũng đứng dậy, nhìn về phía Hoàng Tiến đang nằm dưới đất, đúng là đáng tiếc. Cậu ta có thể bước vào siêu phàm thất cảnh khi mới 50 tuổi, cho dù là ở gia tộc cổ võ thì cũng được xem như thiên tài. Nhưng cậu ta quá cố chấp, tuy biết mình không phải đối thủ của cháu nhưng vẫn nhất quyết đòi đánh một trận sống còn với cháu, còn mở hết tám cửa kỳ môn độn giáp, tu vi cũng mất hết theo. Nghe thấy Miêu thành chủ nói thế, Dương Thanh rất kinh ngạc, ông nói, Hoàng Tiến đã mất hết tu vi rồi ư? Miêu thành chủ gật đầu, cậu ta tu luyện thuật kỳ môn độn giáp, với cảnh giới bây giờ của cậu ta cậu ta chỉ mở được 6 cửa, nhưng cậu ta đã cố mở 8 cửa, trong tình huống này, cậu ta chỉ còn một kết cục, đó là mất hết pháo công. Tiểu Uyển, đã lâu như thế mà vẫn chưa có tiến triển gì ư. Ngài Lâm nhìn Phùng Tiểu Uyển, nói với vẻ lo lắng. Phùng Tiểu Uyển nói với vẻ tự trách, chị Lâm, em xin lỗi, em đã khiến chị thất vọng rồi. Có quá ít nội dung liên quan đến cỏ hồi hồn, em chỉ có thể tự nghĩ cách chế ra thuốc khôi phục ý thức bằng kiến thức của mình thôi ngài lâm thở dài nhìn bé tĩnh an trong lòng mình nói với đôi mắt đỏ hoe chị thật sự rất lo cho anh ấy rất muốn ở bên anh ấy bây giờ là lúc anh ấy cần chị nhất nhưng chị không thể ở bên anh ấy chị cảm thấy mình thật vô dụng phùng tiểu huyền vội nói chị lâm chị đừng nói thế nếu anh siêu biết chị nghĩ như vậy chắc chắn anh ấy sẽ thấy rất tự trách chị cứ yên tâm em sẽ dốc hết sức để nghiên cứu thuốc chữa cho anh ấy ngài lâm gật đầu nói với vẻ cảm kích tiểu huyền cảm ơn em đúng lúc này dương thanh đã quay về sau một ngày tu luyện anh thanh phùng tiểu huyền vội đứng dậy nhìn về phía dương thanh anh thanh em cảm thấy mình rất vô dụng lâu như thế rồi mà vẫn chưa nghiên cứu được gì hết dương thanh đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện giữa hai cô gái cũng biết phùng tiểu huyền đang cảm thấy rất tự trách anh an ủi Uy, tiểu huyền em đừng tự trách mình như thế em làm được đến vậy bọn anh đã cảm kích lắm rồi anh cũng không muốn xoắn suýt về chuyện này, bèn nói, anh định về Yến Đô. Dương Thanh vốn định tu luyện đến khi bước vào siêu phàm bát cảnh, nhưng hiệu quả tu luyện mấy ngày nay rất thấp, vì anh không sao bình tĩnh nổi, chỉ lo cho mã siêu. Ở biên giới phía bắc có y vương với y thuật hết sức cao siêu, nếu không bất đắc dĩ, anh cũng không muốn đến đó để nhờ y vương hỗ trợ. Nhưng mã siêu đã mất ý thức quá lâu, anh lo rằng một khi bỏ lỡ thời điểm chữa trị tốt nhất thì mã siêu sẽ phải chịu di chứng nghiêm trọng mất nghe thấy dương thanh nói thế chẳng những ngài lâm không định lùi bước mà vẻ kiên định trong mắt còn rõ rệt hơn ngài lâm nói với vẻ kiên quyết dương thanh tôi phải quay về bên anh ấy về phần bé tĩnh an tôi sẽ để con bé ở đây nhờ tiểu uyển chăm sóc con bé cũng được phùng tiểu uyển nhìn ngài lâm rồi nhìn dương thanh nói anh thanh nếu chị lâm đã muốn quay về bên anh siêu chị bằng anh cứ đưa chị ấy về đi em sẽ chăm sóc bé tĩnh an cẩn thận dương thanh thở dài nếu vậy thì em sẽ đưa chị về. Ngải Lâm vội nói, cảm ơn cậu, tối đó, Dương Thanh đưa Ngải Lâm rời khỏi Miêu Thành. Sáng sớm hôm sau, họ đến Yến Đô, lại đặt chân lên mảnh đất này, trên mặt Ngải Lâm tràn ngập vẻ hoài niệm. Vì lo cho mã siêu nên cô ấy đến dinh thự vân phong với Dương Thanh trước. Phùng Giai Di khẽ lắc đầu, nói với vẻ nghiêm nghị, tôi đã tìm rất nhiều bác sĩ nổi tiếng, nhưng không ai có thể chữa trị cho anh họ, còn anh thì sao? có thu hoạch được gì từ chuyến đi đến miêu thành không thế? Dương Thanh lắc đầu, tạm thời vẫn chưa tìm ra cách khôi phục ý thức cho Mã Siêu, nhưng Tiểu Uyển vẫn đang cố gắng. Tôi định đến chiến vực ở biên giới phía bắc một chuyến, có lẽ sẽ tìm ra cách giúp Mã Siêu tỉnh táo lại. Phùng Giai Di nói, nếu vậy thì anh cứ yên tâm đi đi, tôi sẽ bảo vệ họ thật tốt. Phùng Giai Di cũng là cao thủ siêu phàm cảnh, tuy cô ta mới đến siêu phàm nhất cảnh nhưng đã thuộc loại mạnh nhất Yến Đô rồi trừ khi kẻ địch có thực lực siêu mạnh tìm đến đây bằng không ở yến đô không ai có thể làm gì cô ta hết dương thanh nói thật sự rất cảm ơn cô nỗ lực của cô trong khoảng thời gian này sẽ không uổng phí đâu phùng giai di cười khổ anh cũng biết mong ước lớn nhất của tôi bây giờ là giúp bố tôi được tự do ông ấy vẫn đang bị giam lỏng ở hoàng tộc họ phùng còn bị cách chức người thừa kế tôi sợ ông ấy sẽ gặp nguy hiểm dương thanh nghiêm nghị nói khi nào quay về sau chuyến này tôi sẽ đến hoàng tộc họ phùng với cô phùng giai di nói với vẻ chân thành cảm ơn anh nhé tiếp đến dương thanh tới tập đoàn nhạn thanh lâu lắm rồi anh không ngó ngàng gì đến tập đoàn nhạn thanh lần này vừa hay qua đó xem thế nào văn phòng chủ tịch tập đoàn nhạn thanh lạc bân kích động nhìn dương thanh chủ tịch cuối cùng cậu cũng về rồi dương thanh thấy hình như lạc bân lại gầy đi không khỏi ái náy bởi vì anh bận lo chuyện khác nên không ngó ngàng gì đến nhạn thanh tần thanh tâm và tần y cũng được anh cho người đưa tới nơi an toàn có thể nói bây giờ lạc bân đang phải chống chọi một mình mọi công việc trong tập đoàn đều do ông ta phụ trách dương thanh an ủi vất vả cho ông rồi cố gắng thêm thời gian nữa sau khi giải quyết xong việc tôi sẽ đón tần thanh tâm và tần y về khi đó tôi cũng có thể yên ổn ở đây lạc bân vội nói chủ tịch tôi không vất vả chút nào tôi vẫn chịu được cậu cứ yên tâm đến khi cậu quay về chắc chắn tôi sẽ trả cho cậu tập đoàn hùng mạnh nhất dương thanh gật đầu vỗ vai lạc bân Tôi tin ông." Câu nói này khiến Lạc Bân vô cùng cảm động, cảm thấy có vất vả đến đâu cũng đáng. Dương Thanh hỏi, "Bây giờ tập đoàn còn gặp khó khăn gì khi phát triển không?" Lạc Bân có vẻ do dự, hình như đang phân vân xem có nên nói cho Dương Thanh biết không. Dương Thanh nhíu mày, "Nói đi." Lúc này Lạc Bân mới nói, "Một tháng trước, có một doanh nghiệp ở nơi khác tiến vào Yến Đô, tên là tập đoàn Thuận Thiên, hình như tập đoàn này được lập ra để đối phó với tập đoàn Nhạn Thanh." Bởi vì các lĩnh vực kinh doanh của họ giống hệ tập đoàn Nhãn Thanh, hơn nữa họ đã cướp mất rất nhiều đối tác của chúng ta rồi. Quan trọng là chỉ trong một tháng, tập đoàn Thuận Thiên đã có thực lực rất gần với tập đoàn Nhãn Thanh, hai doanh nghiệp thường xuyên xảy ra xung đột. Tôi cảm thấy đối phương đang nhắm vào tập đoàn Nhãn Thanh. Vâng, thưa chủ tịch. Dương Thanh thản nhiên nhìn La Thế Hoành, chỉ một cái liếc của anh đã khiến nụ cười trên mặt La Thế Hoành cứng đờ. La Thế Hoành cảm nhận được rất rõ, ông ta như đang đối mặt với dã thú đến từ hồng hoang chứ không phải con người, đôi mắt thâm thúy của Dương Thanh khiến La Thế Hoành có cảm giác rơi xuống địa ngục. Ông ta không dám bước lên trước, bèn liếc sang chỗ khác, thậm chí còn không dám đối mặt với Dương Thanh. Dương Thanh thản nhiên nói, hình như chủ tịch La rất sợ tôi nhỉ. La Thế Hoành dùng mình, lau mồ hôi lạnh trên trán, vội nói, chủ tịch Dương cứ đùa, nghe nói cậu vừa về đây. Tôi vẫn luôn sùng bái cậu, tôi chỉ có sự kính trọng với cậu mà thôi, sao lại sợ cậu được chứ? Không thể không thừa nhận, người đàn ông trông hơi cục mịch này không hề đơn giản, nếu không cũng sẽ không bị nhân vật lớn phía sau ông ta đẩy lên. Chủ tịch Dương, xếp lạc, mời qua bên này, La Thế Hoành vội làm động tác mời, dẫn hai người tới một phòng riêng cao cấp. Nhưng sau khi bước vào phòng, Dương Thanh mới biết trong này còn những người khác. Lạc Bân thấy Dương Thanh nhíu mày, lập tức nói với vẻ không vui, chủ tịch La, ông có ý gì thế? Ông đã nói chỉ mời mỗi cậu Thanh ăn cơm, sao lại có cả những người khác hả? Nếu là người khác, Lạc Bân vẫn sẽ nể mặt, nhưng riêng với La Thế Hoành thì ông ta không muốn nể nang gì hết. La Thế Hoành vội xin lỗi, Chủ tịch Dương. Xếp Lạc, rất xin lỗi, thật ra người muốn gặp Chủ tịch Dương là ông chủ của tôi ông Yoshida. Nghe thấy thế, Lạc Bân hơi biến sắc. Ông ta đã điều tra được La Thế Hoành chỉ là một con rối được nâng lên mà thôi, nhưng không ngờ La Thế Hoành lại chủ động thừa nhận mình có ông chủ. Yoshida và La Thế Hoành thoáng sửng sốt, hình như không ngờ Dương Thanh sẽ hỏi thẳng như thế. Yoshida nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, đặt chén xuống rồi mới cười híp mắt, cậu Thanh đúng là thẳng thắn, không sai, chính tôi đã cử La Thế Hoành cướp hết đối tác của tập đoàn Nhãn Thanh. Tôi cứ tưởng sẽ rất khó để đạt được mục tiêu này, nhưng không ngờ chỉ trong một tháng, chẳng những tôi không tốn xu nào mà còn lãi 10 tỷ, gần như đã hoàn thành mục tiêu. Dương Thanh lập tức nhướng mày, Yoshida đang khoe khoang với anh hả, theo cách tính của Lạc Bân, Yoshida phải tốn ít nhất 200 tỷ thì mới có thể lôi kéo được nhiều đối tác của tập đoàn Nhạn Thanh như thế. Nhưng Yoshida lại nói, chẳng những ông ta không tốn tiền mà còn lãi 10 tỷ, chuyện này đúng là đáng kinh ngạc. Dương Thanh không nói gì, Lạc Bân lên tiếng, "Ông Yoshida, ông nói hơi quá rồi đấy. Nếu muốn thuyết phục các đối tác của tập đoàn Nhạn Thanh hủy hợp tác với chúng tôi, chuyển sang hợp tác với ông, ông phải tốn ít nhất 200 tỷ thì mới làm được điều này." Vừa nãy ông lại nói, ông không tốn xu nào, còn lãi 10 tỷ ư. Sao có thể chứ? Yoshida cười ha hả, xếp lạc là không làm được việc này, không có nghĩa là tôi cũng thế. Lạc Bân đang định nói tiếp, Dương Thanh bỗng nói, nếu tôi không đoán sai, chắc ông Yoshida có lai lịch rất lớn nhỉ. Ông có thể khiến đám thương nhân kia hủy hợp đồng với chúng tôi, quay sang bắt tay với ông vì ông đã tiết lộ thân phận của mình cho họ biết, sau đó cố tình tỏ ý muốn tìm đối tác. Những thương nhân kia sẽ chủ động đến xin hợp tác ngay. Lúc này, ông Yoshida chỉ cần đưa hợp đồng nhập cổ phần cho họ là có thể dễ dàng khiến đám thương nhân đó dâng tiền cho ông rồi. Bây giờ tập đoàn Thuận Thiên có cổ phần của đám thương nhân kia, thế nên chẳng những ông Yoshida không tốn xu nào mà còn lãi 10 tỷ nữa. Trừ khả năng này ra, Dương Thanh thực sự không nghĩ ra cách nào có thể khiến các đối tác của tập đoàn Nhãn Thanh chủ động hủy hợp đồng. Nhưng nếu muốn làm được điều đó, Yoshida phải có lai lịch rất lớn thì mới có thể khiến các thương nhân kia tin rằng mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nếu đi theo ông ta. Bốp bốp bốp, Yoshida vỗ tay, mỉm cười, đúng là tài không đợi tuổi, cậu thanh lợi hại thật đấy. Mới đó mà đã đoán ra chân tướng rồi. Không sai, đúng như cậu thanh nói, tôi chỉ tiết lộ một ít về thân phận của mình thôi mà đã lôi kéo được rất nhiều đối tác rồi. Lạc Bân sực hiểu, ông ta đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, chỉ không đoán rằng Yoshida có lai lịch rất lớn. Ông ta bỗng nghĩ đến điều gì đó, bèn kinh ngạc nói, ông là người của gia tộc Yoshida một trong ba gia tộc lớn ở nước Dương Ư. Ở nước Dương, có ba gia tộc hết sức giàu có, một trong số đó chính là gia tộc Yoshida. Yoshida đã dùng thân phận của mình để lôi kéo đối tác của tập đoàn Nhãn Thanh chủ động gia nhập tập đoàn Thuận Thiên, ông ta phải là người của gia tộc Yoshida thì mới có thể làm được điều đó. Yoshida mỉm cười, không sai, đúng là tôi đến từ gia tộc Yoshida ở nước Dương, cũng chính là ông chủ thực sự của tập đoàn thuận thiên lạc bân lập tức nghiêm nghị hẳn lên khó trách tập đoàn thuận thiên dám động đến tập đoàn nhạn thanh thì ra phía sau nó chính là gia tộc yoshida một trong ba gia tộc lớn ở nước dương dương thanh thản nhiên nói vậy hôm nay ông mời tôi ăn cơm là để ra oai với tôi à yoshida mỉm cười lắc đầu tôi mời cậu thanh tới đây vì muốn thương lượng chuyện này với cậu tôi rất hứng thú với tập đoàn nhạn thanh hy vọng cậu thanh có thể bán lại nó cho tôi cậu cứ yên tâm tôi sẽ không để cậu chịu thiệt, tôi sẽ mua nó với giá cao hơn giá thị trường 20%. Dương Thanh bỗng mỉm cười, chắc ông Yoshida cũng biết tập đoàn Nhãn Thanh có ý nghĩa gì với tôi nhỉ? Yoshida mỉm cười, tập đoàn Nhãn Thanh là doanh nghiệp mà mẹ cậu sáng lập khi còn sống, cũng là niềm tưởng nhớ của cậu về bà ấy, thế nên cậu luôn muốn biến nó thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Dương Thanh hơi hít mắt, ông Yoshida đã biết mà vẫn muốn mua lại tập đoàn Nhãn Thanh từ phía tôi, tôi có thể coi đó là sự khiêu khích của ông với tôi không? Yoshida mỉm cười, cũng không trả lời vấn đề này. Ông ta nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nữa. Khi cười, mắt ông ta híp lại, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng lúc này, Dương Thanh đã nhận thấy sát khí từ nụ cười của Yoshida. Nếu cậu Thanh đã nghĩ là khiêu khích, vậy cứ xem đó là khiêu khích cũng được. Nếu xong rồi thì nghe tôi nói đây. Dương Thanh nói, Tôi không cần biết phía sau tập đoàn Thuận Thiên là thế lực nào, chuyện đó không liên quan tới tôi. Nhưng ông phải biết, nơi đây thuộc Chiêu Châu, nếu đã ở trên lãnh thổ của Chiêu Châu thì cứ chơi theo quy tắc ở Chiêu Châu, nếu ông định vi phạm, trò chơi cũng đành kết thúc. Bây giờ cô ta đã trở thành ngôi sao nổi tiếng bậc nhất Chiêu Châu, thu nhập cũng tăng mạnh, nhưng cô ta biết rõ, cô ta sẽ không bao giờ sở hữu những thứ đó nếu thiếu Dương Thanh. Vừa bước vào biệt thự, cô ta đã nhìn thấy một người trung niên đang ngồi trên ghế sofa cô ta lập tức biến sắc, định quay người ra ngoài. Nhưng cô ta còn chưa kịp mở cửa, người trung niên đã bước đến bên cô ta. Ông ta cười híp mắt, cô hạ hà, mời cô đi với tôi một chuyến. Hạ hà nhìn người trung niên xa lạ trước mặt, vô cùng hoảng hốt. Cô ta căng thẳng nói, rốt cuộc ông là ai? Tại sao tôi phải đi với ông chứ? Người trung niên cười ha hả, hả, nhìn chằm chằm vào hạ hà, đương nhiên phải có việc thì tôi mới mời cô đi rồi, nếu cô hạ không muốn bị đau thì tốt nhất đừng nên phản kháng. Hạ hạ biết có chống cự cũng vô dụng, còn có thể bị thương. Thế là cô ta cắn răng, nói, tôi sẽ đi với ông. Người trung niên cũng không hạn chế sự tự do của hạ hạ, định đưa cô ta rời đi. Hạ hạ, đây là ai vậy? Đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị bước đến. Thấy hạ hà, hà đang chuẩn bị rời đi với một người đàn ông trung niên, bà ta không khỏi nhíu mày. Bà ta biết hết bạn bè và đồng nghiệp của Hạ Hà, Hà, người trung niên trước mặt có dáng vẻ dữ dằn, vừa nhìn đã thấy không giống như người tốt. Hạ Hà, Hà vội nói, mẹ, đây là bạn con, con với ông ta ra ngoài một chuyến. Cô ta nói rồi dục chúng ta mau đi thôi. Người trung niên mỉm cười với Lục Văn Tĩnh mẹ Hạ Hà, Hà rồi rời đi với cô ta. Dầm, đúng lúc người trung niên quay đi, đầu ông ta bị một vật nặng đập trúng. Hà Hà, chạy đi. Phập, máu tươi túa ra, con dao trong tay người trung niên cắm vào người Lục Văn Tĩnh, chỉ còn một nửa cán dao ở ngoài. Mẹ, hạ hà hét một tiếng xé lòng. Lục Văn Tĩnh ôm chặt lấy người trung niên, cắn răng, con mau chạy đi. Không, hạ hà đau khổ hết, định đưa Lục Văn Tĩnh đi cùng. Lục Văn Tĩnh nhìn hạ hà bằng đôi mắt đỏ hoe, xem như mẹ xin con, mau chạy đi. Con đàn bà khốn kiếp, còn dám đánh tao, ông đây giết mày. Người trung niên lập tức nổi giận bỗng rút dao ra khỏi người Lục Văn Tĩnh rồi đâm nhát nữa. Không, không, hạ hà luống cuống, kích động gào khóc. Lục Văn Tĩnh vẫn ôm chặt lấy người trung niên, nhìn chăm chăm vào hạ hà, khóe miệng dỉ máu, trong mắt bà ta tràn ngập sự cầu khẩn, bà ta đang xin hạ hà rời đi. Mẹ, hạ hà khóc đến mức đứt ruột đứt gan, thấy mẹ mình bị đâm mấy nhát liên tiếp, cô ta cảm thấy thế giới của mình cũng sụp đổ rồi. Ánh mắt của Lục Văn Tĩnh dần tản ra, Đôi tay đang ôm chặt lấy người trung niên cũng hạ xuống đầy yếu ớt. Hạ Hà nhìn người trung niên với vẻ căm hận, nghiến răng nghiến lợi, tôi sẽ không bao giờ tha cho ông. Cô ta nói rồi quay người bỏ chạy, không chần chừ nữa. Cô chạy được chắc, Dương Thanh gọi lại, nhưng không có ai nghe. Dương Thanh lẩm bẩm, chắc là gọi nhầm nhỉ, anh nói rồi đứng dậy vào phòng tắm, tắm rửa rồi đi ra ngoài. Anh vừa mở tivi lên thì đã thấy một tin. Nửa tiếng trước ở khu biệt thự Vân Cẩm Uyển đã xảy ra một vụ giết người, nghe đồn bà lục người bị hại là mẹ của ngôi sao họ Hạ đang nổi tiếng, hiện giờ cô hạ cũng đã mất liên lạc, cảnh sát đang tiến hành điều tra thêm. Tin tức rất ngắn, Dương Thanh nhíu mày, bỗng cảm thấy bất an. Anh biết mẹ Hạ Hạ họ Lục, hơn nữa tin tức còn cho biết người bị hại là ngôi sao họ Hạ đang nổi tiếng, lại liên tưởng đến cuộc gọi nhớ của Hạ Hạ trước đó, anh lập tức lấy điện thoại ra bấm số, lạnh lùng nói, nửa tiếng trước ở khu biệt thự vân cẩm uyển đã xảy ra một vụ giết người ác ý có phải người bị hại tên lục văn tĩnh không ngôi sao nữ họ hạ là hạ hà, hà hà dương thanh nhanh chóng nhận được câu trả lời khi xác nhận người bị hại chính là lục văn tĩnh trên mặt anh tràn ngập vẻ tức giận dương thanh giận dữ đến cực điểm rốt cuộc là ai mà lại độc ác đến thế lại tàn nhẫn sát hại một người phụ nữ trung niên vô tội anh hết sức lo lắng liên tục gọi điện cho hạ hà, hà nhưng không có ai nghe Dương Thanh bấm số tiền bưu, tức giận nói, điều tra cho tôi, rốt cuộc hạ hà gặp chuyện gì rồi. Anh vừa cúp máy thì đã nhận được cuộc gọi từ số lạ, cậu là Dương Thanh à. Bạn cậu hạ hà đang nằm trong tay tôi, tôi cho cậu một tiếng để ký hợp đồng thu mua tập đoàn Nhãn Thanh với ông Yoshida, bằng không, tôi cũng không thể cam đoan liệu bạn cậu có gặp chuyện gì không đấy. Đối phương nói rồi cúp máy luôn. Lửa giận lập tức bùng nổ từ người Dương Thanh. Dầm, nền đá cầm thạch dưới chân anh lập tức vỡ nát sắc mặt Yoshida hết sức khó coi, ông ta tát la thế hoành, tức giận quát, tôi chỉ bảo ông đưa hạ hà, hà về đây thôi, chuyện của mẹ hạ hà, hà là sao hả? Bây giờ cái chết của bà ta đã lên trang nhất các tờ báo ở Yến Đô rồi đấy. La Thế Hoành sợ đến mức run lẩy bẩy, vội quỳ xuống, nói với vẻ sợ hãi, ông Yoshida, xin lỗi ông. Tôi cũng không ngờ tên khốn đó lại giết mẹ hạ hà, hà, càng không ngờ chuyện này sẽ bị truyền khắp Yến Đô. Ông Yoshida, rất xin lỗi, tôi sai rồi, Audio điện tử võ tấn bền nhất là Yoshida chỉ trong một tháng ngắn ngủi ở yến đô ông ta đã làm rất nhiều chuyện xấu xa còn giết một mạng người nữa số tội danh này đủ để phán ông ta tội chết rồi nghe thấy thế trong mắt dương thanh lóe lên sát khí mãnh liệt anh lạnh lùng nói nếu vậy thì ông ta không cần sống nữa đâu anh nói tiếp lập tức đưa hết việc phạm pháp của Yoshida lên mạng cho tôi tôi muốn khiến ông ta thân bại danh liệt một tin tức khiến cả nước chấn động nhanh chóng được đưa lên mạng đó chính là chứng cứ cho việc Yoshida phạm pháp ở Chiêu Châu, chuyện này như đá tảng rơi xuống biển, giấy lên nghìn gợn sóng. Bởi vì gia tộc Yoshida là một trong ba tài phiệt đứng đầu nước dương, kết quả gia tộc Yoshida vừa thành lập tập đoàn Thuận Thiên ở Yến Đô không lâu thì đã xảy ra chuyện lớn như thế rồi. Cùng lúc đó, ở văn phòng tại tầng cao nhất, trụ sở chính của tập đoàn Thuận Thiên. Sau khi thấy chứng cứ phạm tội của mình, sắc mặt Yoshida u ám tới cực điểm. Ông ta cắn răng, khốn kiếp dám điều tra tôi ư tưởng yoshida này dễ bị ức hiếp à ông ta nói rồi nhìn về phía la thế hoành đang đứng cạnh hít mắt bây giờ ông đi tự thú ngay đi cứ nói thật ra những chứng cứ phạm tội trên mạng đều là do ông làm la thế hoành lập tức biến sắc ông yoshida ông định vứt bỏ tôi ư yoshida nhíu mày không phải tôi định vứt bỏ ông mà bây giờ ông phải làm theo lời tôi một khi tôi gặp chuyện ở chiêu châu ông nghĩ ông còn đường sống chắc không phải ông ta không muốn từ chối nhận tội thay yoshida mà ông ta không từ chối nổi những chứng cứ trong tay yoshida đủ để khiến ông ta chết mấy lần yoshida có thể làm được điều này chỉ có một khả năng đó là la thế hoành đã tham gia vào mọi hoạt động phạm pháp của ông ta đồng thời lần nào yoshida cũng tạo chứng cứ để la thế hoành thế tội hay nói cách khác chỉ cần yoshida lấy chứng cứ mới ra những chứng cứ phạm tội của ông ta sẽ không liên quan gì tới ông ta nữa người chịu tội cũng trở thành la thế hoành Sinh thự vân phong sau khi biết la thế hoành đã nhận tội thay yoshida trong mắt dương thanh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ cần tôi giết ai hộ anh không lúc này phùng giai di bỗng bước đến sau lưng dương thanh thản nhiên nói dương thanh đang định từ chối bỗng nghĩ đến việc bây giờ phùng giai di đã là một cao thủ siêu phàm nhất cảnh hàng thật giá thật còn yoshida cũng là cao thủ siêu phàm nhất cảnh nếu hai người đánh với nhau không chừng phùng giai di sẽ cảm mộ được gì đó rồi đột phá siêu phàm nhị cảnh nghĩ tới đây anh nói cô không phải đối thủ của ông ta đâu phùng giai di thản nhiên nói phải đánh mới biết tôi có phải đối thủ của ông ta không trước khi cứu được bố tôi tôi sẽ không chết anh cứ yên tâm dương thanh nói nếu vậy thì tùy cô phùng giai di quay người rời đi luôn sau khi cô ta đi một lát dương thanh cũng nhanh chóng rời đi cho dù phùng giai di không đề nghị giúp anh giết yoshida dương thanh cũng sẽ đích thân làm anh vốn định cho Yoshida 3 ngày để cút khỏi Yến Đô, nào ngờ chẳng những Yoshida không định rời đi mà còn dùng Hạ Hà để uy hiếp anh, thậm chí ngay cả mẹ Hạ Hà cũng chết. Nếu Yoshida đã dùng thủ đoạn khác thường, vậy anh cũng không cần dùng thủ đoạn công bằng nữa. Dầm, một tiếng động lớn bỗng vang lên, cửa biệt thự bị đánh bay, Phùng Giai Di nghênh ngang bước vào phòng khách. Yoshida tức giận đi ra khỏi phòng. Khi thấy Phùng Giai Di, sắc mặt ông ta u ám đến cực điểm, cô là ai? biết tôi là ai không cô dám xông vào chỗ ở của tôi à phùng giai di lạnh lùng nói tôi đến để giết ông cô ta nói rồi hơi nhích chân lao thẳng về phía yoshida cùng lúc đó khí thế đáng sợ cũng bùng nổ từ người cô ta yoshida cứ tưởng phùng giai di chỉ là con tép diêu sau khi cảm nhận được khí thế của cô ta con người ông ta bỗng co lại định trốn nhưng đã muộn rồi ông ta đành giơ hai tay chắn trước ngực dầm ngay sau đó Đòn tấn công của Phùng Giai Di ập đến, nhưng đã bị tay Yoshida ngăn lại. Yoshida chỉ cảm thấy tay mình run rẩy, cơ thể lùi về sau 5 6 bước rồi mới ngừng. Đòn tấn công của Phùng Giai Di lại ập đến. Rầm rầm rầm, lần nào Phùng Giai Di cũng tấn công với trạng thái mạnh nhất, trong mắt cô ta chỉ có sát khí mãnh liệt. Yoshida liên tục lùi bước, trên mặt tràn ngập vẻ kinh hãi. Rốt cuộc cô là ai? Tôi chưa bao giờ gặp người nào còn trẻ như thế mà đã có thực lực siêu phàm cảnh sau khi bị phùng giai di đẩy lùi thêm lần nữa yoshida nghiêm nghị hỏi phùng giai di không hề định đáp lời hơi nhích chân lại lao tới chỗ yoshida yoshida tức giận nói cô chán sống à ngay sau đó khí thế trên người ông ta bỗng tăng lên khí thế của yoshida chỉ có thực lực siêu phàm nhất cảnh bỗng lên đến siêu phàm nhị cảnh có rất ít bí pháp có thể giúp thực lực tăng một cảnh giới khi ở siêu phàm cảnh điều này đủ để cho thấy bí pháp mà Yoshida sử dụng có cấp bậc rất cao, hơn nữa còn rất quý giá. Nếu cô muốn chết, vậy tôi sẽ giúp cô. Yoshida cắn răng, trong mắt tràn ngập sát khí mãnh liệt. Nét mặt phùng dai di nghiêm nghị hẳn lên, cô ta cứ tưởng mình có thể dễ dàng giết Yoshida sau khi dốc toàn lực, nào ngờ Yoshida đã có thực lực siêu phàm nhị cảnh rồi. Đúng lúc đòn tấn công của Yoshida sắp giáng xuống, một cánh tay bỗng xuất hiện, tóm lấy cổ tay Yoshida dương thanh đứng ở giữa tức giận nói ông định giết người của tôi à khi nhìn thấy dương thanh phùng giai di vô cùng kinh ngạc dường như cô ta không ngờ dương thanh lại tới đây khi nghe dương thanh thốt lên câu người của tôi lòng cô ta đã ấm áp hẳn lên yoshida thấy dương thanh bèn cả giận quát dương thanh cậu muốn gì dương thanh lạnh lùng nói trước đây cũng có kẻ dám lấy người bên cạnh tôi để đe dọa tôi cuối cùng kẻ đó đã phải chết ông nói xem tôi muốn gì vừa dứt lời một luồng uy lực võ thuật khủng bố tràn ra từ trên người anh. Uinh, ý niệm giết chóc khủng khiếp đã bao phủ lên Yoshida, Yoshida cảm thấy như thể có một ngọn núi khổng lồ vừa đè lên người mình, hai đầu gối khuỵu xuống, quỳ thịt xuống đất. Không phải ông ta muốn quỳ lại Dương Thanh mà áp lực Dương Thanh đè lên người ông ta quá khủng bố, ông ta không cách nào chịu nổi, hai chân mềm ra, quỳ luôn xuống đất. Cho đến giờ phút này, Yoshida mới nhận ra Thực lực của Dương Thanh không phải chỉ mới siêu phàm nhất cảnh mà còn mạnh hơn thế nhiều. Chỉ một ý nghĩ đã khiến một cao thủ siêu phàm nhất cảnh như ông ta phải quỳ xuống, người như thế, chí ít cũng phải là cao thủ siêu phàm ngũ cảnh. Yoshida lộ vẻ hoảng sợ, sao lại thế được, cậu còn chưa đầy 30 mà, sao có thể có thực lực trên cả siêu phàm ngũ cảnh. Ông ta hoàn toàn không dám nghĩ tới, cảnh giới võ thuật của Dương Thanh đã tiến vào siêu phàm thất cảnh. Dương Thanh lạnh lẽo nói: tôi cho ông chút thời gian nhắn gửi lời cuối cùng, sau đó sẽ tiến ông chặng đường sau cuối. Yoshida cả giận nói, cậu không thể giết tôi, tôi là người của gia tộc Yoshida, một trong ba tài phiệt lớn nhất của nước Dương, lần này tôi tới Chiêu Châu là có nhiệm vụ đặc biệt, nếu cậu dám giết tôi, gia tộc Yoshida sẽ không tha cho cậu đâu. Dương Thanh nheo mắt nói, nói cho tôi biết, nhiệm vụ của ông tới đây là gì. Khi đang nói, anh đá một cước vào miệng ông ta, lập tức cả hàm răng của Yoshida đều bị đá rơi nói xong anh lấy ra một viên thuốc màu đen yoshida nhìn thấy vậy lập tức căng thẳng cả người cậu định làm gì ông ta vừa dứt lời liền cảm thấy trong người mình như có nghìn vạn con kiến đang gặm nhấm nội tạng a à, yoshida thống khổ kêu rên, lăn lộn trên mặt đất phùng dai di đứng cạnh đó đã ngây cả người ra cô ta hoàn toàn không ngờ rằng dương thanh còn có thủ đoạn tàn nhẫn đến như vậy tuy không biết dương thanh cho yoshida uống thứ thuốc gì nhưng cô ta có thể chắc chắn một điều yoshida vừa uống phải viên thuốc màu đen kia thì lập tức lộ vẻ đau đớn muốn chết yoshida vẫn đau khổ kêu rên thảm thiết tha cho tôi đi cầu xin cậu tha cho tôi đi a à, dương thanh vẫn bình thản nói bây giờ ông mới chỉ phải chịu cơn đau như bị gặm nhấm tim gan nhưng lát nữa thôi ông sẽ cảm nhận được lục phủ ngũ tạng rồi cả da thì toàn thân đều như đang bị giã thú gặm nhấm cuối cùng ông sẽ chết vì quá đau đớn nếu ông muốn kết thúc cơn đau này thì hãy nói ra nhiệm vụ của ông khi tới chiêu châu tôi sẽ cho ông được giải thoát nhanh chóng, bằng không, ông chỉ có thể từ từ chờ đợi đến lúc bị đau đến chết. Lời Dương Thanh nói khiến cho Phùng Giai Di đứng bên cũng tê dại cả ra đầu. Còn kẻ đang phải gánh chịu cơn đau là Yoshida thì càng hoảng sợ tột cùng, nhưng, nhiệm vụ của ông ta là điều vô cùng quan trọng, nếu tiết lộ ra ngoài, chỉ e sẽ biến thành một mối họa lớn cho cả gia tộc Yoshida. Bộ mặt Yoshida đã vặn véo đầy dữ tợn, ông ta nói, dù tôi phải chết, cậu cũng đừng hy vọng moi được tin tức gì về nhiệm vụ của tôi. Chỉ có điều, ông ta vừa dứt lời liền cảm nhận được máu thịt toàn thân như đang bị dã thú cắn xé, thậm chí cả xương cốt cũng như đang bị thứ gì đó chui vào, điên cuồng gặm nhấm. Ông ta kiệt lực nằm bò trên mặt đất, hồn hển thở từng chập, toàn thân ướt súng mồ hôi lạnh. Đây là thứ thuốc phùng tiểu uyển đã cho Dương Thanh trước khi anh rời khỏi miêu thành đồng thời đây cũng là thành quả nghiên cứu mới nhất của phùng tiểu uyển không ngờ hiệu quả của nó lại mãnh liệt đến thế nếu chiến vực có thể sản xuất hàng loạt thứ thuốc này thì công tác thẩm vấn kẻ địch sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Dương Thanh bỗng cất tiếng hỏi, ông tới Chiêu Châu với mục đích gì? Lúc này Yoshida không dám do dự nữa, vội vàng nói ngay, nước Dương dự định tóm lấy huyết mạch kinh tế của Chiêu Châu, thiết lập một kế hoạch có tên là Đồ Long, do ba phe tài phiệt lớn nhất cầm đầu, ra sức thu mua các doanh nghiệp lớn của Chiêu Châu, Quá trình này mặc dù sẽ tiêu hao một lượng tài chính cực lớn của chúng tôi nhưng một khi nền kinh tế của Chiêu Châu đã bị người nước dương chúng tôi khống chế được thì chúng tôi sẽ nhận lại được vài chục lần, thậm chí vài trăm lần những thứ đã bỏ ra. Nghe Yoshida nói thế, sắc mặt Dương Thanh lập tức âm trầm cực điểm. Anh lạnh lùng hỏi, hiện giờ các ông đã thực thi đến đâu rồi? Yoshida không dám giấu giếm, vội vàng nói ngay, kế hoạch này mới bắt đầu được một tháng, cho tới nay, Gia tộc Yoshida chúng tôi đã tiến vào mấy thành phố lớn của Chiêu Châu, đồng thời bắt đầu thu mua các công ty lớn. Gia tộc Yoshida chúng tôi đã thu mua được 28 doanh nghiệp lớn, nhiệm vụ coi như đã đạt được tầm 20%. Còn về tiến triển của các tài phiệt khác, tôi không rõ lắm, ba phe tài phiệt lớn không trao đổi tin tức với nhau, thực tế chúng tôi cũng luôn cạnh tranh gay gắt, các bên đều muốn nhanh chóng nắm được các doanh nghiệp lớn của Chiêu Châu trong tay mình. Sắc mặt Dương Thanh đã lạnh như băng, anh nói tiếp: như vậy có nghĩa là, ở Yến Đô không chỉ có gia tộc Yoshida mà còn có cả các nhà tài phiệt khác của nước Dương cũng đã thu mua rất nhiều doanh nghiệp lớn của Chiêu Châu. Yoshida gật đầu, không chỉ ba nhà tài phiệt lớn nhất nước Dương mà còn có cả một số gia tộc và thế lực hàng đầu của nước Dương cũng muốn nhân cơ hội này vớt một khoản. Cậu Thanh, tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi, cầu xin cậu tha cho tôi một đường sống, tôi có thể bảo đảm với cậu, tôi sẽ chuyển nhượng lại toàn bộ những doanh nghiệp của Chiêu Châu cho cậu ngay. Yoshida đã thực sự sợ hãi, ông ta không bao giờ muốn nếm lại cái loại cảm giác sống không bằng chết vừa rồi nữa. Điều quan trọng nhất là, ông ta đã nhận ra, thực lực của Dương Thanh chỉ ít cũng phải là siêu phàm ngũ cảnh. Dương Thanh lạnh lùng bảo, nếu thả ông đi thì liệu ông còn quay về sao? Yoshida run lên, vội vã thưa, xin cậu cứ yên tâm, tôi tuyệt đối không dám dở trò gì đâu, tôi thật sự chỉ có ý định tới tập đoàn Thuận Thiên để làm thủ tục chuyển nhượng những doanh nghiệp của Chiêu Châu cho cậu thôi. Dương Thanh lạnh nhạt nói, vậy đi thôi. 20 phút sau, Dương Thanh và Phùng Giai Di đi theo Yoshida tới tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Thuận Thiên. Trên tầng cao nhất, bên trong phòng làm việc của chủ tịch. Yoshida đứng một bên, Dương Thanh ngồi trên ghế, tay cầm một sấp hợp đồng, thận trọng đọc. Yoshida không dám thở mạnh, chỉ nơm nấp sợ hãi đứng bên cạnh, trước mặt người có thực lực vượt trội hẳn, ông ta thậm chí còn không dám nghĩ tới chuyện chạy trốn. Đúng lúc này, Lạc Bân tới, sau lưng còn có vài vị luật sư cao cấp do tập đoàn nhãn thanh trả lương cao mời về lạc bân thấy dương thanh đang ngồi trước bàn làm việc trong phòng chủ tịch của tập đoàn thuận thiên mà yoshida lại đang đứng bên cạnh ông ta giật mình ngây người ra lạc bân vội vàng hỏi chủ tịch người mà cậu muốn tôi mang tới tôi đã mang đủ có chuyện gì xin cậu cứ việc căn dặn dương thanh đưa ngay sắp hợp đồng mà yoshida đã chuẩn bị sẵn cho lạc bân nói đây là hợp đồng thu mua tập đoàn Thuận Thiên của tập đoàn Nhạn Thanh, ông đưa cho đoàn luật sư kiểm tra kỹ càng xem có vấn đề gì không." Lạc Bân kinh hãi trong lòng, ông ta không ngờ tập đoàn Nhãn Thanh vừa bị Yoshida dùng thủ đoạn hèn hạ để thu mua mất, chưa được vài tiếng đồng hồ sau, tập đoàn Nhạn Thanh đã trở về trong tay Dương Thanh, thậm chí còn thu mua luôn cả tập đoàn Thuận Thiên. Lạc Bân vội đưa hợp đồng cho đoàn luật sư kiểm tra, bản thân ông ta cũng lấy một bản xem kỹ. Khi ông ta nhìn thấy tập đoàn Thuận Thiên đã sở hữu 28 doanh nghiệp lớn của Chiêu Châu thì đã sợ đến ngây cả người. Nhưng điều khiến ông ta khiếp sợ hơn nữa còn ở phía sau, tập đoàn Nhạn Thanh Thu mua tập đoàn Thuận Thiên với giá chỉ một tệ. Trong thời gian ngắn, tôi không yêu cầu người giỏi cỡ nào mới trở thành quản lý cao cấp được mà chỉ cần toàn bộ các quản lý cao cấp của tập đoàn Thuận Thiên đều phải là người của chúng ta, ông hiểu ý tôi chứ? Lạc Bân vội nói, tôi hiểu, chủ tịch muốn nắm lấy tập đoàn Thuận Thiên về tay chúng ta với tốc độ nhanh nhất có thể sau đó căn cứ theo thành tích làm việc để xác định lại hệ thống quản lý cao cấp dương thanh gật đầu đi làm việc đi lạc bân gật đầu vâng sau đó ông ta nhanh chóng dẫn người đi khỏi nơi này trong phòng làm việc chỉ còn lại dương thanh phùng giai di và yoshida thấy dương thanh nhìn mình yoshida căng thẳng vội nói cậu thanh tôi đã chuyển nhượng toàn bộ tập đoàn thuận thiên cho cậu đúng như yêu cầu rồi cậu còn sai bảo gì không ạ à? dương thanh lạnh nhạt nói Bây giờ, tôi có thể cho ông một cơ hội sống sót, nhưng phải xem xem ông có nắm bắt được không đã. Nghe vậy, Yoshida sáng rực mắt lên, vội vã tỏ thái độ, xin cảm ơn cậu Thanh đã cho tôi cơ hội này, cậu muốn tôi làm gì, xin cứ việc sai bảo. Dương Thanh nói, hãy tìm cách để tìm hiểu xem những doanh nghiệp nào của Chiêu Châu đã bị hai phe tài phiệt kia thu mua, tôi chỉ cho ông 20 phút, nếu như có thể tìm hiểu được điều tôi cần, tôi sẽ thả ông đi, còn nếu không, Thành thật xin lỗi, ông chỉ có thể chết thôi. Yoshida khốn khổ cầu khẩn, cậu Thanh, những điều tôi nói đều là thật, giữa ba phe tài phiệt thực sự không có tình báo chung, rốt cuộc bọn họ thu mua doanh nghiệp nào, tôi thật sự không biết mà. Dương Thanh chỉ lạnh lùng nói, đó là chuyện của ông, tôi chỉ quan tâm kết quả, nếu ông không tìm được biện pháp thăm dò ra trong vòng 20 phút, chỉ sợ ông không thể ra khỏi phòng này được đâu. Yoshida run cả người lên, sắc mặt trắng bệch, nhìn vẻ lạnh nhạt của Dương Thanh, ông ta thật sự sợ hãi vô cùng. Không dám lãng phí thời gian nữa, Yoshida vội lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi đi. Dương Thanh và Phùng Giai Di vẫn ngồi trong phòng làm việc theo dõi sát sao, Yoshida không dám dở trò bịp bợm mà thành thật gọi điện tra xét kế hoạch thu mua của hai tài phiệt lớn kia. Có điều, đúng như ông ta đã nói, không một ai biết hai phe tài phiệt kia đã thu mua được những doanh nghiệp nào. Dương Thanh cũng không ngồi không, anh nói với Phùng Giai Di, cô trông chừng ông ta, để tôi ra ngoài gọi điện thoại. Phùng Gia Di gật đầu, "Được." Dương Thanh đi ra bên ngoài, kiếm một góc không người, xác định không có ai nghe trộm được mới bấm một số điện thoại, nghiêm nghị nói, "Sư phụ, nước Dương đang tiến hành một kế hoạch có tên là Đồ Long, do ba phe tài phiệt lớn nhất của nước chúng cầm đầu, trắng trợn thu mua các doanh nghiệp lớn của Chiêu Châu." Nghe thế, sắc mặt Dương Thanh lập tức cứng đờ, hỏi, "Sư phụ, có phải người đã biết được điều gì không ạ?" Đúng lúc này, bóng Dương Thanh chợt xuất hiện trước mặt hạ Hà, anh tóm chặt cây gậy lại, Hạ hà, hà, tôi biết hiện giờ cô đang rất căm phẫn, đồng thời cũng rất đau lòng, chỉ muốn giết tên khốn này để báo thù cho mẹ cô, tôi có thể cam đoan với cô, dù cô giết tên súc sinh này cũng sẽ không có ai làm gì cô cả. Dương Thanh dừng lại, nhìn Hạ hà, hà bằng ánh mắt phức tạp, anh nói tiếp, nhưng cô là một cô gái hiền lành, một người thiện lương đến độ giết một con kiến còn cảm thấy quá tàn nhẫn, cô có chắc cô muốn giết tên khốn này không? Nếu cô thực sự muốn tên này phải chết, tôi sẽ giết thay cô. Nghe Dương Thanh nói thế. Hạ hà, hà lập tức ngây người, mặt đầy thống khổ, cô ta bỗng khóc nấc lên, anh thì là gì của tôi chứ? Dựa vào đâu mà giết người thay tôi? Dương Thanh bỗng không biết phải nói gì, nhưng anh cũng hiểu được tâm trạng Hạ hà, hà lúc này, dẫu sao, người bị giết cũng là thân nhân duy nhất trong cuộc đời này của cô ta. Hơn nữa, cái chết của gì ấy còn là do bị Dương Thanh làm liên lụy. Lúc này, tên sát thủ kia cũng đã cuống lên, sợ hãi nói, cậu đây nói rất đúng, tôi chính là một tên khốn, cô là một ngôi sao lớn, có cả tương lai tốt đẹp trước mắt, lại còn là một cô gái xinh đẹp lương thiện đến một con kiến cũng không nỡ giết, sao lại nỡ lòng giết tôi được. Hạ cô đừng giết tôi, tôi thực sự biết tội rồi, cầu xin cô tha cho tôi, từ nay về sau tôi không dám làm thế nữa. Hạ cả giận quát, về sau, trên thế giới này, thân nhân duy nhất của tao đã bị mày giết rồi, mày còn dám nói về sau với tao à? Khốn kiếp, vì sao mày lại giết mẹ tao? Vì sao, bà ấy là một người phụ nữ lương thiện như vậy, vì sao mày lại nỡ giết bà ấy? Bấy giờ, tâm trạng Hạ Hà, Hà đã cực kỳ kích động, gần như phát điên. Lòng Dương Thanh vô cùng lo lắng, không dám ngăn cản Hạ Hà, Hà nữa, anh sợ nếu mình ngăn cô ta lại sẽ càng khiến cô ta thêm kích động, nên đành mặc cho Hạ Hà, Hà thỏa sức phát tiết. Anh sẽ không để Hạ Hà, Hà tự tay giết gã sát thủ, bằng không, chuyện này sẽ trở thành ác mộng cả đời cô ta. Yoshida cho người bắt cóc Hạ Hà, Hà chính là để uy hiếp anh, cũng chính vì thế, mẹ của Hạ Hà, Hà mới không may mất mạng anh đã có lỗi với hạ hà, không thể để xảy ra chuyện gì khiến hạ hà khốn khổ cả đời được. Thịch thịch thịch, hạ hà vung cây gậy bóng chày, nện mấy phát lên người gã sát thủ, vừa đánh vừa giận dữ hết, tên khốn này, vì sao lại giết mẹ tao? La Thế Hoành bị trói co do bên cạnh đã sợ đến tè ra quần. Xin cô đừng đánh, đánh nữa là tôi chết thật đấy. Tất cả là do La Thế Hoành, ông ta sai tôi đi bắt cóc cô, dù tại tôi lỡ tay giết mẹ cô nhưng hung thủ thực sự là La Thế Hoành mà gã sát thủ trung niên kêu lên nói xong cô ta vùng gậy bóng chảy đáy mắt đã lóe lên một ý niệm giết người mãnh liệt dương thanh vội chắn trước người gã sát thủ cây gậy bóng chảy đập ngay vào người anh tất cả mọi người đều sợ ngây ra hà hà cũng ngơ ngác nhìn dương thanh dương thanh nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào hà hà nói hà hà tôi thật sự rất xin lỗi vì chuyện gì lục bị hại nếu không phải do tôi động đến người ta thì đối phương đã không tìm cách dùng cô để cảnh cáo tôi Tôi đã có lỗi với dì lục rồi, nếu bây giờ tôi cứ trơ mắt nhìn cô giết người, chuyện này nhất định sẽ trở thành ác mộng suốt đời cô mất, tôi không thể lại có lỗi với cô nữa. Sau vài giây kinh ngạc, Hạ Hà giận dữ quát, Dương Thanh, anh nghĩ anh là gì của tôi? Dựa vào đâu mà muốn nhúng tay vào việc của tôi? Việc tôi báo thù cho mẹ thì có liên quan gì đến anh? Anh có tư cách gì mà nhúng tay vào chuyện của tôi? Anh tránh ra ngay cho tôi. Dương Thanh không chịu lùi bước, anh trầm giọng nói: cô thật sự muốn tự tay giết bọn họ báo thù cho gì lục sao hạ hà nghiến răng nói đúng tôi muốn đích thân báo thù cho mẹ tôi dương thanh trầm mặc anh biết mình không thể khuyên bảo được hạ hà đúng như hạ hà vừa nói anh có tư cách gì mà đòi xen vào chuyện của người ta hai người cùng lắm cũng chỉ coi là bạn bè của nhau nhưng dù là bạn bè cũng không có tư cách nhúng tay vào việc người ta báo thù cho mẹ chứ có điều anh vẫn không thể mặc kệ mọi chuyện nếu không hạ hà sẽ phải sống trong nỗi ám ảnh cả đời đáy mắt dương thanh bỗng lóe lên một tia sắc bén anh lạnh lùng ra lệnh giết cho tôi đoàng 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 tiền biêu cầm đầu một đám cao thủ của ảnh vệ đồng loạt rút súng ra nhắm thẳng vào la thế hoành và gã sát thủ trung niên sau đó bóp cò la thế hoành và gã sát thủ không có lấy một cơ hội xin tha nháy mắt đã ngã vào vũng máu hạ hà chứng kiến cảnh tượng này mặt dại cả ra tên sát thủ mà mình muốn giết để báo thù cho mẹ đã chết rồi sao dương thanh nhìn hạ hà nói hạ hà tôi biết mình không có tư cách làm như vậy, nhưng tôi là bạn cô, tôi không thể không làm thế này, dù cô có hận tôi thì tôi cũng phải làm, xin lỗi cô. Hạ Hà ngẩng phát lên, giận dữ nhìn Dương Thanh, quát, anh dựa vào đâu mà dám làm thế hả? Anh giết kẻ thù của tôi rồi, tôi phải báo thù bằng cách nào đây? Kiếm ai báo thù đây? Dương Thanh bình tĩnh nói, nếu không phải do tôi động đến người khác thì đối phương đã không nghĩ đến cách dùng cô để đe dọa tôi, vậy nên tôi cũng coi như kẻ đã gián tiếp làm hại gì lục, nếu cô muốn báo thù thì cứ nhầm vào tôi là được. Hạ Hà đã hoàn toàn điên cuồng, cô ta xông lên, đánh đấm liên tục vào ngực Dương Thanh, vừa đánh vừa khóc, kêu gào, anh làm mất lòng người khác, vì sao bọn chúng lại muốn dùng tôi để đe dọa anh? Tại sao lại giết mẹ tôi? Dương Thanh cứ đứng lặng ở đó, mặc cho Hạ Hà cứ thế đánh đấm mình. Dù anh rất thương xót cô gái này nhưng lại chẳng thể làm gì giúp cô ta, đành trơ mắt nhìn trái tim cô ta đau đớn đến vỡ vụn. Mắt Hạ Hà đã vằn đầy tơ máu, Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, sát khí đằng đằng. Bỗng nhiên, cô ta chộp lấy con dao găm trên bàn, xông về phía Dương Thanh, tôi muốn giết anh. Tôi phải giết anh, phụt, khoảnh khắc lưỡi dao đâm thẳng vào người Dương Thanh, dường như toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Cảnh tượng này khiến cả đám ảnh vệ ngây ra vì sợ, nhất là tiền bưu, ông ta đã dại cả mặt ra. Ông ta hoàn toàn không ngờ Hạ Hà, Hà sẽ tấn công Dương Thanh, càng không ngờ rằng Dương Thanh lại không hề né tránh trước công kích của Hạ Hà. Hà thực lực của Dương Thanh mạnh cỡ nào, ông ta biết rất rõ, trừ khi Dương Thanh cố tình muốn chịu nhát dao này, bằng không, hạ hà, hà, tuyệt đối không thể đâm trúng Dương Thanh. Cậu Thanh, tiền bưu vội phóng tới trước mặt Dương Thanh, đồng thời giận dữ quát vào mặt hạ hà, hà, cô có biết, để cứu cô, cậu Thanh đã phải ký kết hợp đồng chuyển nhượng tập đoàn Nhãn Thanh mà không có bất cứ điều kiện nào không? Vậy mà cô còn dám tấn công cậu ấy? Lúc này, hạ hà, hà cũng bối rối, nhìn xuống bụng Dương Thanh, con dao kia chỉ còn lộ mỗi chuôi dao ra ngoài, mặt cô ta dại ra. Gần như tức thì, lệ dâng đầy trong khóe mắt, hạ hà, hà ôm chặt đầu mình, sắc mặt hoảng hốt và ái náy vô cùng. Dương Thanh, xin lỗi, tôi cũng không biết vì sao tôi lại làm như vậy, vừa rồi không biết sao tôi chẳng nghĩ được gì, chỉ muốn giết anh, tôi thực sự không biết tôi bị làm sao nữa. Nước mắt hạ hà, hà đã rơi ướt mặt, cô ta khóc lóc nói, Dương Thanh, anh đừng làm tôi sợ, anh hãy nói rằng anh không sao đi mà. Dương Thanh nhìn về phía hạ hà, hà, ánh mắt đầy phức tạp, anh nói, tôi không sao, cô cứ yên tâm, tôi không trách cô, ngược lại, tôi mới là người phải xin lỗi cô, bất kể thế nào, dì Lục cũng bị tôi làm liên lụy nên mới mất mạng. Tôi ngăn cản cô giết người là vì không muốn khiến cô phải sống trong ám ảnh cả đời, hy vọng sau một nhát dao này, cô có thể tha thứ cho tôi vì đã tự ý quyết định giúp cô giết kẻ thù. Hạ Hà khóc không thành tiếng, chỉ liên tục lắc đầu. Đúng lúc này, một hơi thở võ thuật khủng bố bất chợt bao trùm xuống các thành viên ảnh vệ lập tức biến sắc. Sắc mặt Dương Thanh cũng trầm xuống, lạnh lùng nói, kẻ nào? Một kẻ sắp chết mà cũng dám hỏi tôi là ai à? Một giọng nói vang lên, dây tiếp theo, ngay dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một lão già mặc áo dài màu cho xuất hiện. Dương Thanh nheo mắt, nhìn chằm chằm vào lão già kia, nói, nếu tôi đoán không nhầm thì ông chính là sư phụ của Hoàng Tiến và Lưu Lão Quái, đúng không? Vừa rồi, bạn tôi bỗng trở nên hết sức nóng nảy, còn ra tay với tôi, là do ông dở trò sau lưng không đúng. Vị cao thủ mặc áo dài màu cho này tản ra một hơi thở khiến anh vô cùng khó chịu, nó giống hệt như hơi thở trên người lưu lão quái trước đây. Sau khi đấu với Hoàng Tiến một trận sinh tử, Miêu Thành Chủ từng cảnh báo anh, phải hết sức cẩn thận đề phòng sư phụ của Hoàng Tiến và lưu lão quái. Vị cao thủ áo dài màu cho lạnh lùng nói, đúng thế, bạn cậu đã bị tôi dùng cổ thuật khống chế, cho nên mới tấn công cậu, bằng không, Tôi còn chưa biết làm cách nào để khiến thực lực của cậu suy yếu bớt đi đâu, nói sao thì cậu cũng đã là một cao thủ có thực lực bán bộ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ rồi. Với thực lực siêu phàm bát cảnh sơ kỳ của tôi, nếu không suy yếu cậu trước thì muốn giết cậu cũng không dễ lắm." Dương Thanh lạnh lùng thốt lên, quả thế, các cao thủ ảnh vệ cùng Hạ Hà, Hà đứng quanh đó đã ngây người vì sợ. Nhất là Hạ Hà, Hà, cô ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tấn công Dương Thanh, vừa rồi đột nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng mất một lúc, đợi khi tỉnh táo lại đã phát hiện tay mình cầm một con dao, lưỡi dao cắm lút vào bụng Dương Thanh rồi. Lúc này cô ta mới biết mình đã bị người ta dùng cổ thuật khống chế. Cô ta chỉ là một người bình thường, hoàn toàn không biết cổ thuật là gì, cũng chưa từng tiếp xúc với võ thuật. Lúc này, cô ta chỉ thấy khiếp sợ tột cùng, đồng thời, lòng cũng tràn đầy lo âu và tự trách. Nếu không phải cô ta đâm Dương Thanh một nhát thì sao Dương Thanh lại lâm vào trạng thái bị động như bây giờ? Nghe lão giả áo màu cho kia nói, chính vì cô ta đâm dương thanh một sao nên lão ta mới có thể đối phó với dương thanh ánh mắt dương thanh nhìn chằm chằm vào lão giả áo màu cho lại nói với bọn tiền biêu các người rời khỏi đây hết đi tiền biêu lập tức nói ngay mọi người lập tức rời khỏi đây sau mệnh lệnh của tiền biêu các cao thủ của ảnh vệ đều nhanh nhẹn rút lui ông ta biết bọn họ mà còn ở lại đây thì chỉ trở thành sự trói buộc đối với dương thanh chỉ khi bọn họ đi hết dương thanh mới có thể chiến đấu mà không cần lo lắng bất kỳ điều gì nữa Tiền Biêu nhìn sang phía Hạ Hà, nói, cô Hạ, mời đi theo chúng tôi. Hạ Hà kích động nói, tôi không đi. Bịch, Tiền Biêu không nói gì thêm, vùng cán dao gõ vào sau gáy Hạ Hà, cô ta lập tức ngất xỉu, Tiền Biêu thuận lợi mang cô ta đi. Từ đầu tới cuối, lão giả áo cho không hề ngăn cản bọn họ, mục tiêu của lão ta chỉ có mình Dương Thanh, đối với lão ta, đám người kia chỉ là con sâu cái kiến, không đáng để mắt. Dương Thanh lạnh lùng nói, đồ đệ lưu lão quái của ông là người thế nào, Hẳn ông cũng đã biết rõ, nếu không phải ông ta chọc tới tôi thì tôi cũng sẽ không có bất cứ liên quan gì đến ông ta cả. Cậu nghĩ, khó khăn lắm tôi mới làm suy yếu thực lực của cậu được, mà tôi còn có thể kiên nhẫn đợi cậu khôi phục thực lực rồi mới đấu sao? Một hơi thở võ thuật khủng bố từ trên người anh tràn ra. "Giết!" anh quát lớn một tiếng, chân thoáng di động, lao về phía trước. "Uyên, dây tiếp theo, bóng hai người lại xuất hiện, đồng thời, một âm thanh trầm đục vang lên lão giả áo màu cho vung một quyền đánh thẳng vào vết thương trên bụng dương thanh ngay sau đó dương thanh chợt cảm thấy bụng mình đau quặn lên như là có thứ gì vừa chui vào sắc mặt anh tức thì thay đổi kịch liệt anh kinh hoàng hô lên cổ trùng ha ha lão giả áo màu cho cười lớn một chiêu đã thành công lão ta bèn lùi lại phía sau hơn chục bước tươi cười nói cậu thật sự cho rằng tôi sẽ ngu xuẩn đến độ đấu tay đôi với cậu à đối phó cậu chỉ cần một con cổ trùng là đủ rồi Mấy ngày tiếp sau đây, cậu sẽ phải nếm trải nỗi thống khổ sống không bằng chết. Cuối cùng, lục phủ ngũ tạng bị cổ trùng gặm cắn nát đến suy kiệt. Nhiều nhất là 7 ngày nữa thôi, cậu sẽ biến thành một bộ xương khô. Lão già áo màu cho vừa dứt lời, một cơn đau kịch liệt từ miệng vết thương truyền thẳng đến trung khu thần kinh của Dương Thanh. Sắc mặt anh trắng nhợt ra, anh có thể cảm nhận rõ ràng, trong cơ thể như đang có hàng tỷ con kiến điên cuồng gặm nhấm máu thịt của mình. Dương Thanh, có phải bây giờ cậu đang thấy vô cùng đau đớn? Có cảm giác như đang có vô số con kiến gặm cắn lục phủ ngũ tạng. Nói xong, thân hình lão ta thoáng di động, biến mất khỏi tầm mắt Dương Thanh. Cậu Thanh, cậu làm sao vậy? Lão giả áo màu cho vừa đi mất, tiền bưu liền đi xuống đó, thấy Dương Thanh tái nhợt mặt mày, ông ta vội nôn nóng hỏi. Ông ta đã nhận ra, lúc này Dương Thanh đang run rẩy cả người, sắc mặt trắng bệch, chán lấm tấm mồ hôi, như thể đang phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp lắm. Dương Thanh khẽ lắc đầu hỏi Hạ hà, hà thế nào rồi? Tiền Bưu chỉ lắc đầu, tạm thời vẫn đang mê man, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi đã gọi bác sĩ tới kiểm tra, thân thể cô ấy không có chỗ nào có dấu hiệu bất thường cả. Dương Thanh nghiêm nghị nói tìm cách mời một vị thần y tới kiểm tra kỹ cho cô ấy. Cô ấy bị trúng cổ độc, bác sĩ bình thường không kiểm tra ra đâu. Hạ hà, hà ra tay tấn công anh là vì đã trúng cổ độc của lão già áo màu cho kia, bằng không cô ta sẽ không kích động làm tổn thương anh như thế. Vâng, tiền bưu vội đáp. Dương Thanh đứng dậy cất bước rời khỏi đó, một mình trở về dinh thự vân phong. Có điều, khi anh về tới nơi, toàn thân đã ướt xuống mồ hôi lạnh, sắc mặt bạch bạc, môi cũng trắng nhợt ra. Cậu sao thế? Ngài Lâm thấy Dương Thanh như vậy, lập tức kinh sợ, vội vàng chạy tới đỡ anh. Phùng Giai Di cũng đi ra, vừa liếc mắt nhìn Dương Thanh một cái liền nhận ngay ra vấn đề. Cô ta ngạc nhiên nói, anh chúng cổ độc rồi, lại còn là cổ độc vô tâm, loại cổ trùng độc nhất nữa. Ngài Lâm kinh ngạc, cổ độc vô tâm là cái gì? Mặc dù Ngài Lâm là chuyên gia trong lĩnh vực y học nhưng vẫn chưa từng tiếp xúc với cổ độc, chỉ biết tình hình hiện tại của Dương Thanh cực kỳ kém. Phùng Giai Di nặng nề nói, cổ độc vô tâm được đặt tên là vô tâm, là bởi vì người chúng cổ này chỉ có thể sống 7 ngày, mà trong 7 ngày này, mỗi ngày đều phải chịu đựng nỗi đau đớn khi bị cổ trùng cắn xé trái tim. Cho đến ngày thứ 7, cổ trùng mới hoàn toàn nuốt sạch trái tim người chúng cổ, cũng bởi vậy, cổ độc vô tâm mới có cái tên vô tâm. Ngải Lâm nghe Phùng Giai Di nói xong, sắc mặt lập tức thay đổi, ý cô nói là Dương Thanh chỉ còn tối đa 7 ngày để sống. 7 ngày sau, nếu bệnh tình của cậu ấy không thể thuyên giảm, trái tim cậu ấy sẽ bị cổ trùng ăn sạch. Phùng Giai Di gật đầu, hơn nữa, loại cổ độc này còn không có bất kỳ thuốc giải nào, kể cả chính người hạ cổ cũng không giải được. Mắt Ngải Lâm đã đỏ bừng lên, cô nhìn Dương Thanh đang cắn răng nhịn đau, nói, cậu Thanh, cố gắng chịu thêm chút nữa để tôi gọi cho tiểu uyển y thuật của em ấy lợi hại như vậy nhất định có thể chữa khỏi cho cậu dương thanh vội ngăn lại yên tâm em chưa chết được đâu tiểu uyển hiện đang dốc sức tìm cách giúp mã siêu khôi phục trí nhớ nếu lúc này khiến em ấy phân tâm thì sợ là chuyện gì cũng không lo được bọn họ ở cùng một chỗ nếu có chuyện gì dương thanh cũng có thể nhanh chóng ra tay đúng lúc này dương thanh kinh ngạc phát hiện con cổ trùng vốn đang điên cuồng gặm nhấm trái tim anh bỗng vội vã dừng lại như vừa gặp khắc tinh cuống cuồng muốn tìm chỗ trốn không chỉ có vậy những đau đớn trên người anh còn đang nhanh chóng giảm đi dương thanh lẩm bẩm cổ trùng vô tâm sợ huyết mạch cuồng hóa à vậy thì mình có thể thông qua huyết mạch cuồng hóa để làm suy yếu hoạt tính của nó rồi nói là làm dương thanh kích hoạt mức độ cuồng hóa của huyết mạch lên cao nhất một hơi thở võ thuật khủng bố từ trên người anh tràn ra hơi thở võ thuật của anh tăng lên mạnh tới nỗi anh thoáng có ảo giác sắp không khống chế được nhưng thực tế mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát của anh khi tu vi võ thuật của anh còn đang ở dưới cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh mỗi lần kích hoạt huyết mạch cuồng hóa thân thể đều sẽ chịu thương tổn cực lớn hơn nữa khi cường độ kích hoạt huyết mạch cuồng hóa càng cao anh càng khó khống chế bản thân nhưng giờ đây khi cảnh giới võ thuật của anh đã đạt tới siêu phàm thất cảnh những thương tổn mà huyết mạch cuồng hóa gây nên cho thân thể anh đã nhỏ đến gần như không đáng kể. Hơn nữa, anh càng dễ dàng khống chế được bản thân đồng thời khống chế cường độ kích hoạt huyết mạch cuồng hóa. Mọi chuyện đều đang nằm trong tầm kiểm soát của anh. Ngay khi anh đang điên cuồng tu luyện, ở phòng ngoài, Ngài Lâm và Phùng Giai Di vô cùng lo lắng. Ngài Lâm do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định bấm số điện thoại của Phùng Tiểu Uyển, thuật lại cho cô ta chuyện Dương Thanh mới trúng cổ độc vô tâm. Nghe xong, Phùng Tiểu Uyển hết sức nghiêm nghị nói giờ em sẽ về Yến Đô ngay, chỉ khi nào tự tay em trần bệnh cho anh ấy thì em mới có thể xác định đúng tình hình hiện tại của anh ấy được. Ngài Lâm vội nói, được, vậy chị chờ em về. Phùng Giai Di cũng gọi đi vài cuộc điện thoại cho những thần y ở Hoàng Thành Phùng, chỉ có điều, khi bọn họ biết Dương Thanh chúng cổ độc vô tâm thì đều nói không có cách nào cứu được đâu. Nhưng điều này còn chưa phải trọng điểm, trọng điểm là, khi anh kích hoạt huyết mạch cuồng hóa để tu luyện, cổ trùng vô tâm kia sẽ không làm tổn thương anh, thậm chí hoạt tính của nó còn suy yếu đi. Cổ trùng vô tâm đáng sợ ở chỗ, sau khi tiến vào cơ thể người, nó sẽ liên tục gặm nhấm trái tim, cho đến khi nuốt sạch trái tim người chúng cổ. Nếu như Dương Thanh cứ duy trì trạng thái kích hoạt huyết mạch cuồng hóa liên tục thì cổ trùng vô tâm sẽ không thể cắn nuốt trái tim anh được. Nếu anh có thể kéo dài trạng thái này, liệu cổ trùng vô tâm có thể chết đói vì không cách nào cắn nuốt trái tim không? Dương Thanh tu luyện một mạch suốt đêm, đợi khi rời khỏi trạng thái tu luyện, anh ngạc nhiên phát hiện, cổ trùng vô tâm trong cơ thể anh hình như đã rơi vào trạng thái ngủ đông rồi. Đêm qua, Dương Thanh vẫn luôn duy trì trạng thái kích hoạt huyết mạch cuồng hóa để tu luyện, đây là lần đầu tiên anh tu luyện bằng phương thức này, lúc này anh vui mừng nhận ra, tốc độ tu luyện của mình đã tăng nhanh hơn nhiều. Quan trọng nhất là, rốt cuộc anh đã tìm ra biện pháp ngăn chặn cổ trùng vô tâm. Nhưng ngay khi anh đang vui vẻ, bỗng có một cơn đau nhức từ bên trong truyền tới, Cổ trùng vô tâm lại khôi phục hoạt tính, bắt đầu điên cuồng gặm cắn trái tim anh. Dương Thanh nhíu chặt mày, hít mạnh một hơi, vội vã kích hoạt huyết mạch cuồng hóa. Quả nhiên, đúng như anh dự đoán, huyết mạch cuồng hóa vừa được kích hoạt, cổ trùng vô tâm đã vội trốn vào một góc, không dám cử động. Dương Thanh lẩm bẩm, xem ra, trước khi giải quyết được con cổ trùng vô tâm này, mình phải luôn ở trạng thái kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, chỉ có như vậy mới có thể khiến cho cổ trùng vô tâm nằm im được. Dương Thanh vừa ra khỏi phòng chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên, "Anh Thanh, anh thế nào rồi?" "Tiểu Uyển, sao em lại về đây?" Nhìn thấy Phùng Tiểu Uyển, Dương Thanh hết sức kinh ngạc. Ngải Lâm Lo Âu nói, "Tôi gọi em ấy về đấy." Thì ra là Ngải Lâm gọi về, vậy là Phùng Tiểu Uyển cũng đã biết được bệnh tình của anh rồi. Dương Thanh cười nói, "Yên tâm đi, đã tìm được biện pháp đối phó với cổ trùng vô tâm rồi." Hai người đều kinh ngạc thốt lên, "Thật à?" Dương Thanh mỉm cười nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển nói, em có thể kiểm tra cho anh xem. Để Ngải Lâm và Phùng Tiểu Uyển bớt lo lắng, anh đành phải để Phùng Tiểu Uyển kiểm tra cho mình. Phùng Tiểu Uyển đặt ngón tay lên cổ tay Dương Thanh, hồi lâu sau mới nhấc tay ra, cô ta nhìn Dương Thanh, sắc mặt nghiêm nghị, nói, em không biết anh dùng biện pháp gì mới có thể ép cổ trùng vô tâm vào một góc như thế, nhưng dù vậy, cổ trùng vẫn còn sống trong cơ thể anh. Em đã tra cứu rất nhiều tài liệu về cổ trùng vô tâm, loại cổ trùng này vô cùng đáng sợ. Nó là cổ trùng do người nuôi cổ dùng máu tươi của chính mình để nuôi dưỡng, hoạt tính cực kỳ mạnh, rất khó tiêu diệt. Dù anh có thể ép cổ trùng vô tâm vào một góc không nguy hiểm trong người thì cũng không làm nên chuyện gì, trừ khi anh có thể áp chế nó cả đời, bằng không, một khi nó còn ở trong cơ thể anh thì nhất định sẽ tạo thành mối nguy cực lớn cho tính mạng anh. Nghe Phùng Tiểu Uyển nói thế, Dương Thanh thoáng kinh ngạc anh vốn tưởng có thể dùng trạng thái huyết mạch cuồng hóa để ép cổ trùng vô tâm vào một khu vực không nguy hiểm trong cơ thể đợi nó chết đói nhưng không ngờ thứ này lại có thể sống dai như thế loại trạng thái này không thể duy trì lâu dài hơn nữa nếu cứ duy trì ở trạng thái kích hoạt huyết mạch thì cũng sẽ tạo thành thương tổn rất lớn cho cơ thể anh phùng tiểu huyền nói em đang nghiên cứu tạm thời chưa có bất kỳ kết quả gì dương thanh thấy sắc mặt hai cô đều hết sức nặng nề bèn cười an ủi yên tâm đi tạm thời anh còn có thể duy trì trạng thái kích hoạt huyết mạch thế này, một con cổ trùng vô tâm còn con mà thôi, không thể lấy được mạng anh đâu. Phùng Tiểu Uyển nghiêm nghị nói với Dương Thanh, anh Thanh, anh cứ yên tâm, nhất định em sẽ tìm mọi cách để giúp anh giải quyết con cổ trùng này. Dương Thanh lại lắc đầu, nhìn về phía mã siêu đang nằm trên giường bệnh. Anh nghiêm túc nói, tạm thời anh còn có thể đè ép con cổ trùng này khiến nó không thể gây thương tổn cho anh, cho nên trước mắt sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Em hãy tìm cách đánh thức ý thức của mã siêu trước đã, anh lo rằng nếu cậu ấy rơi vào trạng thái này quá lâu thì dù về sau có thể khôi phục cũng sẽ bị mất đi một phần ký ức. Phùng Tiểu Huyền gật đầu, anh yên tâm, vấn đề của anh siêu, em đã có phương hướng rồi, không bao lâu nữa là có thể đánh thức anh ấy. Hiện tại anh mới là người đang gặp nguy hiểm thực sự, một khi anh gặp chuyện không may, tất cả bọn em đều sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Ngài Lâm cũng nói, Tiểu Huyền nói đúng đấy, nếu cậu có chuyện gì những người sống dựa vào cậu như chúng tôi đây chỉ e sẽ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng cả dương thanh chợt cảm thấy gánh nặng trách nhiệm trên vai trở nên nặng nề hơn anh nghiêm nghị nói mọi người yên tâm tôi sẽ bảo vệ mọi người vậy thôi nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi tu luyện trước đã nói xong anh quay đầu định bước đi nhưng đúng lúc này bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa vang lên sau đó một giọng nói quen thuộc vẳng vào cậu thanh chúng tôi có thể vào được không nghe thấy giọng nói này dương thanh hơi sửng sốt phùng tiểu uyển lập tức vui mừng reo lên ông tống tả và ông tống hữu về rồi vừa nói cô ta vừa chạy ra mở cửa cửa vừa mở ra đã thấy hai anh em họ tống đứng đó ông tả ông hữu hai ông sao vậy hai người vừa bước vào phùng tiểu uyển kêu lên kinh ngạc vội vàng bước tới đỡ hai anh em họ tống hai anh em họ tống đã lấm máu khắp người sắc mặt trắng bệch nhìn là biết đã bị thương nặng Tống tả cũng lộ vẻ bi thương, ánh mắt tràn đầy hận thù mãnh liệt. Phùng tiểu huyền bi vẫn nói, kẻ nào lại tàn độc đến mức phế bỏ tu vi của hai ông như vậy. Ngay khi cô ta vừa dứt lời, một luồng uy lực khủng khiếp chợt bao trùm toàn bộ dinh thự vân phong. Sắc mặt hai anh em họ tống tức thì trở nên khó coi vô cùng, nghiến răng nói, cao thủ của Hoài Thành đã đuổi tới nơi rồi. Hai anh em họ tống vừa nói đến đó, một tiếng huỳnh vang lên, cửa chính của dinh thự vân phong đã bị tông nát, Hai bóng người trung niên vọt vào. Trên người bọn họ tràn ngập hơi thở võ thuật của cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh. Thì ra các người trốn đến chỗ này. Một tên cao thủ trong số đó cười lạnh nói. Hai tên cao thủ khoanh tay trước ngực, nheo mắt cười, nhìn chằm chằm vào anh em nhà họ Tống như thể mèo trêu chuột, ánh mắt tràn đầy châm chọc. Anh em họ Tống nhìn nhau, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu các người đã muốn mang chúng tôi trở về đó thì chúng tôi đi với các người là được nói xong bọn họ nhấc chân đi về phía hai tên cao thủ kia bọn họ không muốn làm liên lụy đến dương thanh và người khác cho nên mới nhanh chóng thỏa hiệp như vậy biết điều đấy hai ông yên tâm dù tới hoài thành dựa vào thực lực của hai ông thành chủ cũng sẽ không bạc đãi hai ông đâu hai tên cao thủ kia cười ha hả nói thậm chí bọn họ còn không thèm nhìn đến những người khác đối với bọn họ đó chẳng qua chỉ là mấy con sâu cái kiến mà thôi khoan đã đúng lúc này dương thanh bỗng lên tiếng Hừ, hai tên cao thủ của Hoài Thành chợt quay phát lại, nhờ mắt nhìn Dương Thanh chầm chầm, nói, danh con, mày còn chuyện gì nữa? Dương Thanh lạnh nhạt nói, các ông muốn dẫn bọn họ đi, nhưng đã hỏi ý kiến của tôi chưa? Anh vừa thốt ra những lời này, đáy mắt hai tên cao thủ của Hoài Thành lập tức lóe lên sát khí. Một tên nhìn chăm chú vào Dương Thanh, ánh mắt chứa đầy ý muốn giết chóc, nói, này danh con, mày đang muốn chết đúng không? Dương Thanh lạnh lùng nói với ông ta, xem ra, Người của gia tộc cổ võ lánh đời quá lâu, thật sự cho rằng người ngoài trần thế đều là con sâu cái kiến. Vừa dứt lời, một khí thế minh mang từ trên người anh tràn ra ngoài. Ầm, um, khí thế này quá khủng khiếp, khiến cho hai tên cao thủ siêu phàm ngũ cảnh của Hoài Thành đều bị đẩy lùi vài bước. Hai người đều biến sắc, mặt lộ vẻ sợ hãi, lẩm bẩm, sao, sao lại thế được? Cậu là cao thủ trên cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh, bản thân bọn họ đều là cao thủ siêu phàm ngũ cảnh. Nhưng hiện tại lại cảm nhận được một hơi thở võ thuật vượt xa siêu phàm ngũ cảnh từ trên người Dương Thanh, điều đó có nghĩa là thực lực của Dương Thanh ít nhất cũng phải đạt tới siêu phàm lục cảnh, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Nghe vậy, sắc mặt anh em nhà họ Tống trở nên hết sức khó coi. Dương Thanh lạnh lùng nói, dù là dược liệu quý hiếm đến đâu thì nhất định cũng phải có một cái giá để trao đổi, cần gì nói thẳng ra đi. Hai anh em nhà họ Tống đúng là đã vào nhầm đất của người ta, còn hái mất dược liệu, có lỗi với người ta trước. Bất kể thế nào, Hoài Thành cũng là một thành phố cổ võ, Dương Thanh không muốn động đến họ. Audio điện tử võ tấn bền một điểm quan trọng hơn nữa là, trước đây, khi anh tới hoàng tộc họ Long, từng giết một kẻ tên là Long Dược, mà gã Long Dược này lại chính là con rể của phủ thành chủ Hoài Thành. Cuối cùng, phải nhờ sư phụ vô danh đứng ra mới giải quyết được chuyện đó, nếu không, Hoài Thành nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Vậy nên, chuyện gì có thể giàn xếp, anh sẽ cố gắng giàn xếp ổn thỏa nghe dương thanh nói thế hai cao thủ của hoài thành đều kinh ngạc ra mặt lập tức một người lên tiếng này cậu cậu thực sự cho rằng đồ trong dược vương cốc của chúng tôi muốn đổi là đổi được à dương thanh cao mày nếu dược liệu đã bị hái thì cũng đã không còn cách nào thay đổi hiện trạng hiện giờ tôi chỉ muốn đưa ra phương án bồi thường nhưng ý các vị là không muốn nhận bồi thường danh con tôi khuyên cậu chớ nên xen vào việc của người khác dù cậu là cao thủ trên siêu phàm ngũ cảnh thì đã sao chúng tôi từ hoài thành tới cậu biết hoài thành là nơi nào không cao thủ của hoài thành nheo mắt nhìn dương thanh lạnh giọng bảo dược phương cốc có địa vị cực cao ở hoài thành động đến dược phương cốc không phải chuyện hay ho gì đâu tôi khuyên cậu chớ có sen vào việc này bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng dương thanh cười nhạt ngay cả con rể của thành chủ hoài thành tôi còn giết được chẳng lẽ còn sợ động đến một thế lực ở hoài thành anh vừa dứt lời hai tên cao thủ của hoài thành lập tức biến sắc bọn họ là người của dược phương cốc trong hoài thành đương nhiên đã từng nghe nói con rể của thành chủ bị giết ở ngoài thế tục. Nếu không phải đã cảm nhận được khí thế khủng bố của Dương Thanh, nhất định bọn họ sẽ không tin, nhưng hiện tại, bọn họ đều đã biết sức mạnh của Dương Thanh, cho nên Dương Thanh nói như vậy, bọn họ lập tức tin ngay. Mặt hai cao thủ kia đã trắng nhợt, chán lấm tấm mồ hôi lạnh. Tống tả, Tống Hữu đứng bên cạnh, lòng cũng đã tràn đầy khiếp sợ, không phải khiếp sợ trước tin Dương Thanh giết con rể của thành chủ Hoài Thành mà là kinh ngạc vì thực lực của Dương Thanh đã tăng mạnh như vậy. Lần trước, bọn họ rời đi là vì Phùng Tiểu Uyển cần cứu Dương Thanh nhưng còn thiếu mấy vị thuốc, mà nay, bọn họ còn chưa lấy được dược liệu cần thiết trở về cứu Dương Thanh, thực lực của anh đã mạnh đến mức này. Ngay cả hai tên cao thủ siêu phàm ngũ cảnh của Hoài Thành cũng không dám làm bừa trước mặt anh. Một tên cao thủ của Hoài Thành nói, nếu cậu đây có ý muốn bảo vệ anh em họ Tống thì chúng tôi đành phải ra về, chỉ có điều, lần này cậu không chịu giao người, lần sau sẽ có cao thủ đứng đầu dược vương cốc tới tìm cậu đòi người. Dương Thanh cao mày, ông đang đe dọa tôi đấy à? Tên cao thủ của Hoài Thành vội nói, không phải tôi đe dọa cậu mà chỉ trình bày sự thật, sức mạnh của Dược Vương Cốc vượt xa tưởng tưởng của cậu nhiều lắm, nếu cậu biết điều thì tốt nhất là không nên nhúng tay vào việc này, để chúng tôi đưa anh em họ tống về Hoài Thành báo cáo kết quả công việc. Dương Thanh quát lớn, cút. Hai cao thủ của Hoài Thành bèn nói, nếu đã thế thì xin từ biệt ở đây. Nói xong, hai người quay đầu định rời khỏi đây. Đứng lại, nhưng khi bọn họ mới đi tới cửa, Dương Thanh bỗng lên tiếng gọi giật lại. Hai người nghi hoặc quay lại nhìn Dương Thanh, Dương Thanh chỉ vào cánh cửa bị bọn họ làm hỏng, lạnh lùng nói, "Chưa gì đã muốn chuồn rồi, trước tiên phải sửa lại cửa nhà tôi đi đã, bằng không, hôm nay các ông đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi dinh thự Vân Phong này." Hai cao thủ của Hoài Thành đã phẫn nộ đến tột đỉnh, một người nghiến răng nói, "Dù thực lực của cậu đã vượt qua siêu phàm ngũ cảnh thì đã sao? Nếu ép chúng tôi quá đáng, hai anh em chúng tôi liên hợp với nhau, chưa chắc đã thua cậu. Tống tả nghiêm nghị nói, tình hình của cậu thanh quả thực hết sức cấp bách, không thể có chút sai lầm nào. Tống Hữu cũng nói, tôi nghe nói, một khi đã trúng cổ độc vô tâm thì chỉ có thể sống thêm tối đa 7 ngày, tuy cậu thanh có thể tạm thời áp chế cổ trùng xuống nhưng không ai có thể bảo đảm, cậu ấy sẽ duy trì được tình trạng này lâu dài. Dương Thanh lên tiếng, yên tâm đi, tình trạng cá nhân tôi thế nào, tôi biết rất rõ, tạm thời không chết được, hiện giờ nguy hiểm cạnh tôi càng ngày càng nhiều, đây là thời điểm cần dùng cao thủ, tiểu huyền trị liệu được cho hai ông cũng là cách để tăng hệ số an toàn của chúng ta. Anh nói rất đúng, thực lực của anh hiện nay rất mạnh, nhưng cũng có xung đột với rất nhiều người, anh lại không cách nào bảo vệ tất cả những người thân xung quanh mình mọi lúc mọi nơi. Anh em nhà họ Tống liên hợp với nhau có thể phát huy ra thực lực ngang với cao thủ siêu phàm tứ cảnh, nếu để họ ở lại đây bảo vệ, anh cũng có thể yên tâm đi làm việc của mình. Phùng Tiểu Uyển nghe nói thế bèn bất đắc dĩ bảo, mọi người cứ yên tâm đi, cháu sẽ không làm lỡ chuyện trị liệu cho bất cứ ai, mà cũng không cần phải trị liệu 24 phần 24 đâu. Nghe Phùng Tiểu Uyển nói thế, mọi người mới yên tâm thở phào một hơi. Tống Tả bỗng nghiêm túc lại, nói, cậu Thanh, cậu đã giết cao thủ của Hoài Thành, chỉ e không bao lâu nữa, cao thủ mạnh hơn của Hoài Thành sẽ lại tới đây, đến khi đó chúng ta nên đối phó sau đây. Đáy mắt Dương Thanh lóe lên một ý muốn giết chóc, một người tới, giết một người. Một đôi đến, giết cả đôi. Chỉ cần cao thủ của Hoài Thành dám đến, vậy hãy để bọn họ có đến mà không có về. Cảm nhận được y muốn giết chóc trên người Dương Thanh, hai anh em họ tống đều run lên. Dương Thanh đã mạnh đến độ này rồi sao? Ngay cả cao thủ đứng đầu Hoài Thành cũng không hề sợ hãi. Xong, bọn họ lại nghĩ tới thực lực kinh người mà Dương Thanh vừa thể hiện ra, lòng lập tức thoải mái, thực lực mà Dương Thanh vừa mới bày ra ít nhất cũng phải tới cảnh giới siêu phàm thất cảnh. Phùng Tiểu Uyển vội vàng đưa một viên thuốc cho Dương Thanh. Đây là thứ thuốc mới được Phùng Tiểu Uyển nghiên cứu chế tạo ra, có thể áp chế cổ trùng vô tâm trong khoảng thời gian ngắn. Dương Thanh muốn duy trì trạng thái huyết mạch cuồng hóa không phải là chuyện dễ dàng, thứ thuốc này có thể giúp anh giảm đi rất nhiều đau đớn. Viên thuốc vào miệng là tan ra, chảy vào trong lục phủ ngũ tạng Dương Thanh, con cổ trùng vô tâm đang hùng hổ nóng nảy cắn xé chợt như chuột thấy mèo, núp ngay vào một góc. Ngải Lâm căng thẳng hỏi: cậu thanh cậu thấy thế nào rồi dương thanh nhẹ nhàng lắc đầu nói mọi người yên tâm đi có thuốc do tiểu huyền điều chế cùng với thể chất đặc thù của tôi trong thời gian trước mắt cổ trùng vô tâm sẽ không thể gây thương tổn gì cho tôi được đâu tuy ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng anh đã tràn đầy lo âu anh đã cảm nhận được sau mỗi lần áp chế cổ trùng vô tâm con cổ trùng này lại như thể tự động tiến hóa lên lần sau áp chế khó hơn lần trước hơn nữa sau nhiều lần áp chế hoạt tính của cổ trùng vô tâm dường như đã tăng mạnh, và càng ngày, thời gian áp chế được nó cũng càng rút ngắn lại. Ban đầu, Dương Thanh kích hoạt huyết mạch cuồng hóa thì còn có thể áp chế cổ trùng vô tâm chừng 2 giờ, nhưng hiện tại, huyết mạch cuồng hóa chỉ có thể miễn cưỡng áp chế nó trong 1 giờ. Quan trọng hơn cả là, hôm nay mới chỉ là ngày đầu, vài ngày sau, liệu huyết mạch cuồng hóa có hoàn toàn mất đi hiệu quả áp chế cổ trùng vô tâm hay không? Nếu quả như vậy, anh phải làm sao bây giờ? chẳng lẽ thực sự chỉ có thể chờ đợi cổ trùng vô tâm cắn nuốt trái tim mà chết sao? Mấy ngày sau đó, Dương Thanh vẫn tiếp tục dùng huyết mạch cuồng hóa để áp chế cổ trùng vô tâm, thuốc của Phùng Tiểu Uyển cũng hỗ trợ anh rất nhiều. Chỉ có điều, ba ngày tiếp theo, mỗi lần Dương Thanh kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, anh chỉ có thể áp chế cổ trùng vô tâm trong nửa giờ. Điều đó có nghĩa là, dù Dương Thanh vẫn luôn kích hoạt trạng thái huyết mạch cuồng hóa, anh chỉ có thể khiến cổ trùng vô tâm mất hoạt tính trong nửa giờ, sau đó, ngay cả khi anh vẫn duy trì trạng thái này, cổ trùng vô tâm cũng có thể khôi phục hoạt tính. Mặc dù có thêm thuốc do Phùng Tiểu Uyển điều chế ra, thời gian áp chế cổ trùng vô tâm cũng chỉ tăng thêm được nửa giờ nữa mà thôi. Hôm nay mới là ngày thứ ba, người ta đồn rằng người chúng cổ trùng vô tâm chỉ sống được tối đa 7 ngày, chẳng lẽ mình thực sự không qua được 7 ngày sao? Phùng Tiểu Uyển bỗng nói, anh Thanh, anh vào phòng trị liệu đi, để em châm cứu cho anh xem sao. Anh gật đầu, Thành thực nói, nhờ thứ thuốc em cho anh nên hiện tại anh mới có thể miễn cưỡng duy trì áp chế cổ trùng vô tâm trong một giờ. Cứ cách một giờ, cổ trùng vô tâm sẽ lại bắt đầu cắn xé trái tim anh, mà anh phải mất chừng 3 phút mới lại áp chế được nó lần nữa. Mắt phùng tiểu huyền đã đỏ lên, cô ta nhìn Dương Thanh, nói, em đã cố hết sức nhưng vẫn không tìm ra được biện pháp khả thi giúp anh. Trong đống tài liệu em từng nghiên cứu có nói, một khi đã trúng cổ trùng vô tâm thì hoàn toàn không có cách nào giải quyết được. Trước đây cũng từng có vị cao thủ thử dùng sức mạnh của huyết mạch để áp chế cổ trùng vô tâm, ban đầu còn có tác dụng, nhưng về sau liền phát hiện ra, càng áp chế nó thì tốc độ tiến hóa của nó càng nhanh, hoạt tính cũng càng mạnh. Hoàn toàn không có cách nào lấy được cổ trùng vô tâm trong cơ thể ra cả, cho nên chỉ có một cách là giết chết cổ trùng vô tâm. Sắc mặt Dương Thanh tái nhợt đi, thật sự không còn cách nào sao? Khi đang trò chuyện, trái tim anh lại truyền tới cảm giác đau đớn mãnh liệt, anh vội vã vận hành chiến thần quyết đồng thời kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, còn uống thêm một viên thuốc của Phùng Tiểu Uyển đưa. Nhưng, tất cả điều đó đều không có tác dụng gì, càng áp chế cổ trùng vô tâm, nó càng thêm điên cuồng. Mấy phút ngắn ngủi trôi qua, cả người Dương Thanh đã ướt sũng mồ hôi lạnh. Ba phút sau, cổ trùng vô tâm bị áp chế, Dương Thanh mới thở dốc từng hơi. Hồi lâu sau, anh mới trở lại như thường, chua sót nói với Phùng Tiểu Uyển, tuy chỉ có ba phút nhưng quả là rất đau. Phùng Tiểu Huyền chứng kiến toàn bộ quá trình, nhìn Dương Thanh cắn răng gắng gượng vượt qua 3 phút này, mắt cô ta đã đầy lệ. Chỉ tại em vô tích sự, không thể tìm được cách nào chữa cho anh. Phùng Tiểu Huyền nghẹn ngào nói, lòng tràn đầy tự trách. Dương Thanh vội vàng khuyên bảo, Tiểu Huyền, em đừng nghĩ vậy, nếu không nhờ thuốc của em điều chế cho anh thì anh đã bị đau đến chết rồi, mà dù không chết vì đau đớn thì trái tim cũng đã bị cổ trùng vô tâm gặm cắn quá nữa. Thôi được rồi, chúng ta ra ngoài đi, nếu không mọi người lại lo lắng đấy. Hai người ra khỏi phòng trị liệu, Ngài Lâm thấy mắt Phùng Tiểu Uyển đã đỏ lên, lập tức có sự cảm chẳng lành, vội vàng hỏi, Tiểu Uyển, cậu Thanh thế nào rồi? Ngài Lâm quát lên giận dữ, kích động nói, chồng tôi đã mất ý thức, nằm trên giường bệnh đến giờ chưa tỉnh, nếu cậu cũng gặp chuyện gì thì chúng tôi phải làm sao đây? Cậu đừng quên, vợ con cậu còn đang đi trốn ở ngoài kia, nếu cậu chết, bọn họ phải làm sao bây giờ? tôi chỉ muốn biết tình hình hiện tại của cậu để còn nghĩ cách giúp cậu nhưng lúc nào cậu cũng chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu cậu không cảm thấy làm như vậy là rất ích kỷ sao? ngài lâm đang trong tình trạng vô cùng kích động câu sau cùng đã không mất bình tĩnh đến độ phải gào lên nước mắt tuôn trào trong thời gian này ngài lâm luôn phải chịu một áp lực rất lớn khó khăn lắm mới gặp lại mã siêu mã siêu lại bị thương nặng dẫn tới mất cả ý thức từ đó đến nay anh ta chưa có bất cứ dấu hiệu khôi phục nào bản thân cô ấy cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực y học tình hình hiện nay của mã siêu nguy hiểm cỡ nào cô ấy biết rất rõ nhưng mã siêu còn chưa có dấu hiệu hồi phục bên phía dương thanh lại đã gặp chuyện chẳng lành cô ấy vô cùng nóng lòng thấy ngài lâm kích động như vậy dương thanh trầm mặc hồi lâu mới nói tình hình hiện nay của em không được tốt lắm nhưng chỉ cứ yên tâm em vẫn còn có thể chịu đựng được cuối cùng anh vẫn không thể nói thật với ngài lâm về tình trạng của mình anh sợ cô ấy biết rồi sẽ càng thêm lo lắng Bấy giờ, Tống Tả bất chợt lên tiếng, cậu Thanh, tôi cũng có đôi chút hiểu biết về cổ trùng vô tâm, nghe đồn rằng, người chúng cổ này nhất định sẽ mất mạng trong vòng 7 ngày. Nhưng còn một lời đồn khác, rằng người chúng cổ có một cơ hội sống sót, đây cũng là cơ hội duy nhất. Nghe Tống Tả nói thế, tất cả đều quay sang nhìn lão ta, mặt đầy mong đợi. Dương Thanh cũng âm thầm kích động lên, vội vàng hỏi, biện pháp gì? Tống Tả đáp, giết kẻ thi cổ, giết kẻ thi cổ. Dương Thanh bỗng có cảm giác như vừa thấy ánh mặt trời hy vọng mới, khi hoạt tính của cổ trùng vô tâm trong người anh càng ngày càng mạnh lên, anh đã bắt đầu tuyệt vọng, vốn tưởng đã không còn biện pháp nào giải quyết con cổ trùng này, không ngờ giờ đã thực sự có một biện pháp mới. Tống Hữu bỗng nói, có điều, tìm được sư phụ của lưu lão quái nào dễ dàng gì. Dù thực sự tìm được, cậu Thanh có thể giết chết ông ta sao? Đáy mắt Dương Thanh lóe lên một tia sáng lạnh, anh nheo mắt nói, chỉ cần có thể tìm được ông ta, dù tôi phải liều cái mạng này cũng sẽ khiến ông ta chết trước mặt tôi sư phụ của lưu lão quái là cao thủ siêu phàm bát cảnh nhưng cũng chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh sơ kỳ mà thôi còn anh tuy chỉ có thực lực siêu phàm thất cảnh nhưng khi huy động sức chiến đấu cực hạn anh có thể đạt tới thực lực bán bộ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ nếu liều mạng đánh một trận dù sư phụ của lưu lão quái là cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ cũng chưa chắc đã là đối thủ của anh ngài lâm đang bi thương tột cùng nghe nói thế liền bình tĩnh lại vội thốt lên, sư phụ của Lưu Lão Quái là người của Miêu Thành, chẳng phải cậu quen thân với Miêu Thành chủ đó sao? Cậu hỏi ông ấy, ông ấy nhất định sẽ cho cậu biết sư phụ của Lưu Lão Quái đang ở đâu. Dương Thanh gật đầu, lấy điện thoại gọi cho Miêu Thành chủ, đầu bên kia nhanh chóng nhận cuộc gọi, không đợi Dương Thanh lên tiếng, ông Lão đã nói ngay, ông ta đang ở Hoài Thành, phủ thành chủ. Dương Thanh sừng suốt hỏi, ông biết cháu hỏi ai sao? Miêu Thành chủ nói, đương nhiên ông biết cháu muốn tìm ai, tìm Lưu Ba, Sư phụ của Lưu lão quái, đúng không? Theo như ông biết, mấy năm nay ông ta vẫn luôn ở tại phủ thành chủ Hoài Thành, năm ấy, sau khi bị thương nặng, ông ta đã ở lại đó để điều dưỡng. Nếu ông đoán không lầm thì lần này ông ta tới tìm cháu không đơn giản chỉ để báo thù cho đồ đệ của mình, việc này còn có liên quan tới người của phủ thành chủ Hoài Thành. Nghe Miêu thành chủ nói xong, Dương Thanh lập tức cau mày, anh chợt nhớ ra, đúng là bản thân từng có chút liên quan đến người của Hoài Thành. Long dược con rể của thành chủ Hoài Thành đã bị anh giết, cuối cùng, sư phụ vô danh của anh đứng ra cảnh cáo thành chủ Hoài Thành, cho tới nay, phủ thành chủ Hoài Thành chưa hề gây chuyện với anh nữa. Hiện anh gắng ngượng lắm cũng chỉ có thể trấn áp cổ trùng vô tâm trong nửa giờ mỗi lần, nếu đang lúc đánh nhau với Lưu Ba mà cổ trùng mất khống chế, anh sẽ phải chịu thương tổn lớn từ cả thể xác lẫn tinh thần cùng một lúc. Thực lực của anh vốn đã không bằng Lưu Ba, nếu khi đấu võ còn bị cổ trùng vô tâm dần vặt, chỉ e càng khó lòng giết nổi lão ta nhưng miêu thành chủ đã cho người đưa thuốc chân áp cổ trùng vô tâm tới, tuy cũng chỉ có thể chân áp cổ trùng được một giờ nhưng một giờ quý báu này là thời gian để Dương Thanh tranh thủ giết Lưu Ba. Bất kể thế nào cũng phải tuyệt đối cẩn thận, ông nghi rằng lần này Lưu Ba tới Yến Đô đối phó với cháu rất có thể là do người của phủ thành chủ hoài thành bố trí, đối phương không muốn giết chết cháu ngay mà muốn dẫn dụ cháu tới hoài thành. Miêu thành chủ nói thêm, giọng hết sức nặng nề. Dương Thanh vội nói, cháu biết, cảm ơn ông Miêu nhiều, miêu thành chủ bổ sung ông có cài quân cờ của mình vào phủ thành chủ hoài thành nếu cháu rơi vào thời khắc nguy hiểm bọn họ sẽ giúp cháu dương thanh thấy lòng ấm áp mũi cũng cay cay chợt có cảm giác muốn rơi lệ anh có thể cảm nhận được miêu thành chủ thật lòng quan tâm anh bất kể nguyên nhân là gì chỉ cần lòng quan tâm này là thật thì cũng đã đủ rồi dương thanh bèn nói cảm ơn ông miêu ông cứ yên tâm cháu sẽ không sao đâu miêu thành chủ bảo vậy thôi những gì cần nói ông đều đã nói hết rồi. Ông hiểu, có muốn ngăn cháu cũng không ngăn được, hơn nữa, hiện giờ chỉ có cách giết Lưu Ba mới có thể bảo vệ tính mạng cháu, ông không có lý do gì ngăn cản cháu cả. Đi đi, ông sẽ bố trí chu đáo mọi sự, chuẩn bị sẵn sàng tiếp viện cho cháu rời khỏi Hoài Thành. Sau khi Dương Thanh cúp điện thoại, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh. Dương Thanh khẽ mỉm cười gật đầu, Miêu Thành Chủ nói, Lưu Ba đang ở phủ Thành Chủ Hoài Thành, hơn nữa, Ông ấy có cài người vào bên đó rồi, nếu tôi gặp chuyện nguy hiểm gì, gián điệp nằm vùng của ông ấy sẽ giúp tôi. Nghe nói thế, sắc mặt bọn họ mới trở nên dễ chịu hơn đôi chút, nhưng tình hình hiện tại của Dương Thanh đã rất tệ, bọn họ vẫn không thể hoàn toàn yên lòng. Cậu Thanh, vô cùng xin lỗi, chuyến đi hoài thành này cậu phải dựa vào chính mình rồi, anh em chúng tôi đã mất hết phó thuật, chẳng biết có còn cơ may khôi phục hay không. Tống Tả lên tiếng, Tống Hữu cũng nói thêm, có điều ở Hoài Thành chúng tôi cũng có vài người dùng được, mặc dù chỉ là mấy cao thủ thần cảnh thôi nhưng nếu cậu cần, bọn họ có thể cung cấp cho cậu một vài tin tình báo. Xin chào cậu Thanh, tôi được Miêu Thành chủ sai tới đây tìm cậu, lần này tới Hoài Thành, tôi sẽ đi cùng cậu. Mời ông lão kia vào trong nhà, Dương Thanh mới hỏi, xin hỏi tôi nên xưng hô với tiền bối thế nào ạ? À? Ông lão kia nói, cậu cứ gọi tôi là lão cử cũng được. Nói xong, ông lão lấy ra một bình sứ trắng, đưa cho Dương Thanh, nói trong bình này có một viên thuốc có thể áp chế cổ trùng vô tâm, Miêu Thành Chủ đã dặn, chuyến đi tới Hoài Thành lần này nguy hiểm rình rập khắp nơi, dù cậu có thể giết được Lưu Ba cũng chưa chắc đã có thể bình an rời khỏi Hoài Thành. Nếu chưa đến thời khắc quyết định giữa sự sống và cái chết thì tuyệt đối không được dùng viên thuốc này, không phải vì viên thuốc này có tác dụng phụ gì mà để tránh trường hợp về sau cậu lại gặp phải cao thủ mạnh hơn nữa, dẫn đến việc còn chưa giết được Lưu Ba thì cổ trùng vô tâm đã kích hoạt trong cơ thể cậu. Nghe lão cửu nói thế, Dương Thanh cảm khái vô vàn, Miêu Thành Chủ không chỉ sớm tính đến việc anh sẽ tới Hoài Thành mà còn nghĩ thay cho anh nhiều như vậy. Dương Thanh bèn nói, cảm ơn ông cửu. Anh đưa mắt nhìn về phía đám người ngải lâm, nhẹ nhàng nở một nụ cười tươi sáng, nói, giờ cứ chậm chế một phút thì khả năng cổ trùng vô tâm mất khống chế lại lớn thêm một phần. Em định sẽ xuất phát đi Hoài Thành ngay bây giờ, có ông cửu đi cùng, nhất định em sẽ không sao đâu, mọi người cứ ở nhà yên tâm chờ em về nhé. Dương Thanh gật đầu, hai ông cố gắng hợp tác với tiểu uyển để trị liệu mau chóng khôi phục võ thuật nhé. Cuối cùng, dương thanh nhìn về phía phùng giai di, phùng giai di dường như cũng đã đoán được dương thanh muốn dặn dò điều gì, bèn nói trước tôi đi hoài thành với anh. dương thanh lại bảo giai di, tôi muốn nhờ cô ở lại đây bảo vệ những người bạn của tôi. phùng giai di nhíu mày nói, nếu anh chết thì tôi biết phải làm sao. nghe cô ta nói thế, những người khác đều kinh ngạc nhìn dương thanh dương thanh vội vàng trấn an cô yên tâm tôi không chết được đâu đợi khi tôi về sẽ dẫn cô quay lại hoàng thành phùng cứu bố cô ra bấy giờ mọi người mới hiểu lời của phùng giai di nói có ý gì phùng giai di cũng không nằng nặc đòi đi theo dương thanh mà chỉ gật đầu nói vậy anh cứ yên tâm đi đi trừ khi tôi chết bằng không sẽ không để cho bất cứ ai ở nơi này gặp chuyện không may dương thanh gật đầu quay sang phía lão cửu nói ông cửu tôi định xuất phát ngay lúc này ông có ý kiến gì không ạ lão cửu lắc đầu cười nói miêu thành chủ đã dặn trong chuyến đi tới hoài thành lần này mọi chuyện đều nghe theo ý cậu là được sau đó dương thanh cùng lão cửu lên máy bay tới hoài thành sáng sớm hôm sau máy bay đáp xuống sân bay quốc tế của hoài thành dương thanh và lão cửu vừa xuống máy bay đã bị mấy luồng hơi thở cực mạnh bao vây chặt chẽ bọn người kia không hề che giấu bản thân dương thanh nhíu mày nói vừa tới nơi này đã bị bao nhiêu cao thủ bao vây như thế này xem ra hoài thành đã sớm theo dõi tung tích của tôi rồi lão cửu vẫn bình thản như không còn cười ha hả nói đám người này chẳng qua chỉ là đám kiến cỏ cao thủ chân chính của hoài thành còn chưa xuất hiện đâu dương thanh nói những người này hẳn bị phái tới đây theo dõi tôi lão cửu cười bảo đúng vậy tin cậu tới hoài thành hẳn đã truyền tới phủ thành chủ hoài thành rồi ngay khi dương thanh vừa đặt chân lên hoài thành trong phủ thành chủ hoài thành tại một khu nhà cao cấp riêng biệt Cô gái trẻ kia cũng đỏ mắt lên, Hàn Học nói, "Mẹ, con muốn tự tay giết chết hắn, dùng máu tươi của hắn để an ủi vong linh của bố con." Hai người này chính là vợ con của Long Dược khi ông ta tới phủ Thành chủ Hoài Thành ở rể. Từ sau khi Long Dược bị Dương Thanh giết chết, hai mẹ con họ vẫn luôn ấp ủ kế hoạch báo thù, có điều, không biết vì sao, Thành chủ Hoài Thành bỗng cảnh cáo bọn họ không được đụng tới Dương Thanh, cho nên bọn họ vẫn chưa thể báo thù. Nhưng hôm nay, cơ hội đã tới rồi. Dương Thanh thoáng kinh ngạc, lão Cửu chỉ mới nói mình từ Miêu Thành tới, vậy mà lại có thể khiến cho đám cao thủ không sợ chết của Dược Vương Cốc lộ vẻ sợ hãi thế này. Miêu Thành nguy hiểm đến thế sao? Gã cao thủ cầm đầu cắn răng nói, tốt nhất là ông chớ có động vào chúng tôi, bằng không, cốc chủ của chúng tôi tuyệt đối không tha cho các người đâu. Lão Cửu vẫn cười ha hả, tay chợt búng một cái, Dương Thanh chỉ thoáng thấy một bóng đen vụt qua, nhanh như điện xẹt. A, à, dây tiếp theo gã cao thủ cầm đầu trợt vặn vẹo cả mặt, kêu rên đau đớn như đứt ruột đứt gan. Lão cửu vẫn bình thản nhìn, thậm chí vẫn tùm tỉm cười, chỉ có điều, ý cười lúc này hoàn toàn khác xa nụ cười hiền hòa khi nói chuyện với Dương Thanh. Ba gã cao thủ còn lại đều run rẩy cả người, nhìn lão cửu như nhìn một con ác quỷ. Gã cao thủ cầm đầu đau đớn không chịu nổi, phải lăn lộn khắp nơi, cầu xin, tha cho tôi đi. Cầu xin ông tha cho tôi đi. Nhưng bất kể ông ta cầu xin thảm thiết cỡ nào, Lão Cửu vẫn không kết thúc nỗi đau đớn của ông ta. Giết tôi đi, giết tôi ngay đi, các người mau giết tôi đi. Gã cao thủ cầm đầu lại quay sang cầu xin đồng bọn của mình. Ba gã đồng bọn nhìn nhau, bọn họ chưa phải chịu nỗi dày vò như người cầm đầu nhưng vẫn có thể cảm nhận được, lúc này ông ta đang phải hứng chịu nỗi đau đớn cỡ nào. Đúng lúc này, lão Cửu bỗng vung tay, con cổ trùng trên người gã cao thủ cầm đầu kia lại bay về chỗ ông lão. Trước một loạt thủ đoạn nhanh nhẹn dứt khoát của lão cửu, Dương Thanh đã khiếp sợ ngây người, đây hẳn chính là thủ đoạn của cao thủ hàng đầu Miêu Thành nhỉ. Thực lực của lão cửu hẳn đã đạt tới siêu phàm thất cảnh trung kỳ, Dương Thanh mới có thực lực siêu phàm thất cảnh sơ kỳ mà thôi. Tuy anh có thể phát huy sức chiến đấu ngang ngửa cao thủ bán bộ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ nhưng anh vẫn cảm thấy mình hoàn toàn không phải là đối thủ của lão cửu. Bấy giờ lão cửu mới lên tiếng, đã hết một phút, hẳn các vị cũng đã nghĩ kỹ rồi nhỉ, vậy thì hiện tại hãy nói ra đáp án mà cậu ấy muốn biết, tôi sẽ cho các vị một đường sống. Gã cầm đầu vừa ra lệnh, cả bốn đồng thời ra tay, tức thì, bốn đòn công kích cực mạnh đồng loạt rơi xuống người xích thố. Xích thố hộp ra một ngụm máu tươi, sự sống nhanh chóng tan biến. Xích thố chỉ là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, lại bị bốn gã cao thủ siêu phàm cảnh đồng loạt tấn công, hiển nhiên, bốn gã này cũng lo người khác phản bội nên mới yêu cầu tất cả cùng ra tay, chỉ có như thế mọi người mới cùng bị cột lên một chiếc thuyền. Gã cao thủ cầm đầu nhìn về phía lão cửu, nói, chúng tôi đã làm theo lời ông, hiện giờ có thể để chúng tôi đi được chưa? Lão cửu lại nói, vừa rồi tôi chỉ nói, nếu các người giết xích thố thì sẽ cho các ông một cơ hội sống sót, nhưng tôi chưa nói sẽ thả các người đi. Nghe thế, bốn người kia lập tức biến sắc. Gã cao thủ cầm đầu nghiến răng nghiến lợi nói, ông chơi chúng tôi. Lão cửu nhíu mày, lạnh lùng bảo nói năng phải chú ý thái độ bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy cả đám cao thủ đều run lên nhớ tới thủ đoạn của lão cửu bọn họ mới ý thức được kẻ mà bọn họ đang phải đối mặt chính là một đại sư về cổ thuật thứ thiệt của miêu thành là bậc cao thủ có thể giết người một cách vô hình lão cửu bỗng nói hiện giờ tôi cho các người một nhiệm vụ chỉ cần các người có thể hoàn thành tôi bảo đảm sẽ để các người rời khỏi hoài thành được chúng tôi đồng ý mấy người nhìn nhau sau đó hạ quyết tâm, đáp. Cao thủ cầm đầu lại hỏi, nhưng giờ xích thú đã chết, chúng tôi quay lại dược vương cốc thì nên giải thích thế nào cho chót lọt. Lão cửu lạnh nhạt bảo, đến khi đó, cứ nói xích thú đã bị Dương Thanh giết chết. Nhưng cũng chỉ là giảm bớt đau đớn thôi, cơn đau vẫn không hề biến mất. Ngay cả thân thể đạt tới cảnh giới siêu phàm thất cảnh như Dương Thanh còn khó lòng chịu nổi cơn đau này, từ đó có thể đoán biết loại cổ trùng vô tâm kia lợi hại ra sao. Lần này, Cơn đau đớn kéo dài chừng 5 phút mới kết thúc. Thấy sắc mặt Dương Thanh đã bình thường trở lại, lão cửu mới nghiêm nghị nói, cổ trùng vô tâm trong cơ thể cậu đã có thể thích nghi với sự chấn áp của cậu rồi, nếu vẫn không thể giải quyết việc này nhanh chóng thì dù cậu sống được qua 7 ngày, trái tim cậu cũng đã bị tổn hại nghiêm trọng. Vừa rồi tôi đã dùng cổ thuật để giảm bớt cơn đau mà cổ trùng vô tâm gây ra cho cậu, nhưng cũng chỉ có thể làm được đến đó, tôi không thể giải quyết con cổ trùng vô tâm này cho cậu. Dương Thanh gật đầu, nói với lão cửu ông cửu có thể giúp tôi giảm bớt đau đớn đã là sự giúp đỡ rất lớn đối với tôi rồi. Lão cửu nghiêm nghị hỏi, ban đầu tôi định cùng cậu đợi ở đây, đợi đến khi người của Hoài Thành tự tìm đến, nhưng hiện tại xem ra, thời gian của chúng ta không còn nhiều, chúng ta phải nghĩ cách mau chóng tìm được Lưu Ba rồi giết chết ông ta mới được. Nói xong, ông lão bắt đầu chìm vào suy tư. Dương Thanh biết lão cửu đang suy nghĩ xem có cách nào tìm ra Lưu Ba, bèn không lên tiếng quấy giày, chờ ông lão nghĩ xong. Hồi lâu sau, lão cửu mới nặng nề nói, miêu thành chủ đoán rằng lưu ba gieo cổ trùng vô tâm vào người cậu có thể là do thành chủ hoài thành bày mưu nhằm dẫn dụ cậu tới đây. nếu đã thế, chúng ta cứ trực tiếp tới thẳng phủ thành chủ hoài thành mới chính là biện pháp tìm ra lưu ba nhanh nhất. có điều, một khi tới đó, chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh. cậu có dám đi không? nghe lão cửu nói thế, dương thanh thức thì trầm mặc. lát sau, anh mới nói, ông cửu, tôi đã rơi vào tình cảnh này, thực ra đã không e ngại sống hay chết. Nhưng tôi không thể để ông cũng bị liên lụy, tôi tới phủ thành chủ Hoài Thành một mình là được rồi." Lão cửu lập tức trầm mặc, ông lão hiểu rất rõ sự lợi hại của cổ trùng vô tâm kia, đó là thứ ngay cả Miêu thành chủ cũng không thể giải quyết nổi, nay bọn họ chỉ còn một cách là giết kẻ thi cổ Lưu Ba thì mới có thể giải quyết triệt để mối nguy hiểm này. Nhưng Lưu Ba lại đang ở trong phủ thành chủ Hoài Thành, mà nơi này lại là một nơi cực kỳ nguy hiểm với Dương Thanh. Nếu để Dương Thanh một mình tới đó, sợ rằng anh chỉ có một đường chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền bà cụ kia thở dài, nói, nếu thế thì hãy để già này ra gặp tên nhãi kia đi. Được, cô gái trẻ đáp ngay. Dương Thanh tiến vào trang viên, điệu bộ thản nhiên thoải mái dạo quanh khắp nơi như thể đây là nhà mình. Một vài cao thủ Hoài Thành cũng đã biết có người xông vào phủ thành chủ, nhưng không ai dám tấn công anh, chỉ dám đi theo anh giám sát từ xa. Dương Thanh chính là cao thủ siêu phàm thất cảnh, ở phủ thành chủ Hoài Thành này, không có mấy người đạt tới cảnh giới siêu phàm thất cảnh nhãi danh, dám tự tiện xông vào phủ thành chủ, đó là tội chết. Đúng lúc này, một cụ già tóc bạc bỗng xông ra, chỉ nói một câu đã kết tội chết cho Dương Thanh rồi bắt đầu tấn công anh. Đó là tất lão. Có ai đó đã nhận ra thân phận của bà cụ kia, lập tức hô to. Dương Thanh cao mày, nhìn về phía bà cụ đang xông lại đây, huyết mạch cuồng hóa trong cơ thể nháy mắt đã được kích hoạt, chiến thần quyết cũng được vận hành nhanh chóng, một hơi thở cuồng bạo chợt bùng nổ từ trên người anh. Cốt, anh quát lớn tay chém ra một quyền cực mạnh Uinh. các cao thủ hoài thành quanh đó chứng kiến cảnh này đều kinh ngạc tột cùng bà cụ kia tung một trường đối đầu với một quyền của dương thanh sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ nặng nề bà ta biết dương thanh rất mạnh nhưng lại không ngờ anh đã mạnh đến độ này tiếp một trưởng của bà ta mà vẫn đứng vững không hề suy chuyển một ly dương thanh đang nỗ lực vận hành chiến thần quyết để áp chế cổ chung vô tâm xuống chợt nhận ra bà cụ kia lại tấn công mình lần nữa sắc mặt anh trở nên khó coi cực điểm anh cố nén cơn đau tột cùng từ trái tim cắn răng chém ra một quyền uyên đòn tấn công của hai bên va vào nhau dương thanh phun ra một ngụm máu tươi thân thể bay ngược ra sau ngã xuống mặt đất dương thanh cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như đã lệch cả vị trí trái tim càng thêm đau đớn tột cùng khiến anh cảm giác mình không thở nổi nữa không ai hay biết đang có chuyện gì xảy ra với anh chỉ thấy sắc mặt dương thanh lộ vẻ đau đớn khó tả như thể đang phải nếm trải một cơn đau vô cùng khủng khiếp. Vốn tưởng mày có năng lực cỡ nào, ai dè lại là một tên vô dụng dùng thuốc để tăng cao thực lực mà thôi. Bà cụ kia còn tưởng Dương Thanh uống thuốc tăng cường thực lực, hiện giờ công hiệu của thuốc đã hết, cho nên bị tác dụng phụ ảnh hưởng, Bèn châm chọc nói, đã thế, tao cũng không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian với mày làm gì, để tao tiến mày ra đi vậy. Dứt lời, bà ta bỗng vùng cao tay phải, một luồng hơi thở võ thuật khủng khiếp nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay bà ta mạnh mẽ và cuồng bạo như thể muốn chôn vùi cả khu vực này mặc dù đang phải gánh chịu nỗi đau đớn tột cùng khi cổ trùng vô tâm gặm cắn trái tim nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng mọi sự việc đang diễn ra xung quanh anh nhận ra ý muốn giết chóc cực mãnh liệt nhằm thẳng vào mình từ bà cụ kia sắc mặt lập tức nặng nề nghiêm nghị nhưng cổ trùng vô tâm vẫn không ngừng tàn phá trái tim anh cơn đau khủng khiếp khiến anh hoàn toàn không có cách nào đối phó với một đòn giết người từ phía bà cụ kia anh có thể cảm nhận được một khi đòn tấn công này rơi xuống người mình, anh sẽ hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng sống sót nào nữa. Trước mặt anh lúc này chỉ có hai con đường, một là dùng viên thuốc mà miêu thành chủ bảo lão cửu đưa cho anh để chân áp cổ trùng vô tâm rồi liều mạng đánh một trận với bà cụ kia. Đồng thời, một khí thế cực kỳ cuồng bạo chợt bùng nổ từ trên người anh. Kẻ đáng chết là bà. Dương Thanh giận dữ giết lên, vào giây phút này, sức mạnh toàn thân như đã bị rút sạch, ngừng tụ cả vào một quyền, đập về phía bà ta. Bấy giờ Dương Thanh mới ngồi xuống một chiếc ghế, nhìn Thành chủ Hoài Thành, "Thưa tiền bối, hôm nay tôi tới đây là vì có chuyện muốn nhờ, mong tiền bối hãy giao Lưu Ba cho tôi." Thành chủ Hoài Thành bình thản nói, "Lưu Ba mà cậu đang nói là ai? Tôi không rõ lắm, nếu người này thực sự đang ở trong Hoài Thành của tôi thì tùy cậu, chuyện giữa hai người, tôi sẽ không nhúng tay vào." Chỉ một câu đơn giản nhẹ nhàng lại khiến Dương Thanh nghe ra rất nhiều nội dung. Đầu tiên, thành chủ hoài thành sẽ không nhúng tay vào việc này nhưng không có nghĩa là những người khác cũng sẽ không nhúng tay thứ hai nếu dương thanh muốn bắt lưu ba thì chỉ cần anh có thể tìm được mọi chuyện tùy anh dương thanh nhìn về phía thành chủ hoài thành nói vậy có nghĩa là chỉ cần tôi tìm được lưu ba là có thể mang ông ta đi tiền bối sẽ không nhúng tay ngăn cản thành chủ hoài thành cười nói sao hả không tin tôi à dương thanh vội thưa ngay không phải không tin tôi chỉ muốn hỏi cho rõ chỉ cần tiền bối không có ý định nhúng tay vào thì tôi yên tâm rồi. Với thực lực hiện nay của anh, dù gặp phải cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, anh cũng có khả năng đấu một trận, mà Hoài Thành này tuy đông cao thủ siêu phàm cảnh nhưng số lượng cao thủ đạt tới cảnh giới siêu phàm bát cảnh chắc chắn không hề nhiều. Hơn nữa, mỗi một vị cao thủ siêu phàm bát cảnh đều hẳn là người thân tín bên cạnh thành chủ Hoài Thành, nếu thành chủ Hoài Thành đã nói sẽ không nhúng tay vào chuyện này thì dĩ nhiên cũng sẽ không để những cao thủ thân tín của mình ra tay chỉ cần những người này không ra tay, anh cảm thấy khả năng mình giết được Lưu Ba vẫn rất lớn. Thành chủ Hoài Thành vẫn tủm tỉm cười, nói, nếu thế, mấy hôm này cậu cứ ở lại phủ Hoài Thành này đi. Hoài Lam đi tới trước mặt Dương Thanh, dịu dàng mỉm cười, nói, anh Thanh, xin mời theo tôi. Nụ cười của Hoài Lam hòa nhã như gió xuân, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Một cô gái tuyệt vời như thế, nếu là ở bên ngoài, hẳn có thể xếp vào hàng tuyệt nhất nhưng nay lại bị thành chủ hoài thành sai bảo tới phục vụ mình dương thanh càng nghĩ càng thấy không ổn anh sẽ không tự cao tự đại đến mức cho rằng đường đường là người đứng đầu hoài thành lại thật sự sai cháu ruột mình tới phục vụ anh đối phương bố trí như vậy chắc chắn phải có ý đồ riêng dương thanh lắc đầu chuyện này để sau hãng nói anh không cho rằng mình đã giết long dược lại tới đây gây hấn tìm người thành chủ hoài thành sẽ chịu vì anh mà nảy sinh xích mích với dược vương đúng lúc này một làn gió thơm từ đâu phất tới một cô gái trẻ vóc dáng tương tự hoài lam đang đi lại đây xung quanh còn có sáu gã vệ sĩ của hoài thành khi dương thanh nhìn thấy người này anh lập tức nhíu chặt mày bởi vì anh đã nhìn ra ý muốn giết người cực kỳ mãnh liệt trong đáy mắt cô gái kia hơn nữa anh còn loáng thoáng thấy được đường nét của long dược từ diện mạo cô ta thân phận của người này đã rõ như ban ngày đây chính là con gái long dược hoài phượng hoài phượng sao chị lại tới đây Hoài Lam chủ động chào hỏi Hoài Phượng như thể muốn nhắc nhở Dương Thanh. Hoài Phượng không để ý tới Hoài Lam, cô ta nhìn chầm chầm Dương Thanh, vẻ mặt cực kỳ thù hận, nghiến răng nghiến lợi nói, mày là Dương Thanh. Là thằng khốn đã giết bố tao. Dương Thanh cao mày, nhìn Hoài Phượng, lạnh lùng nói, là do bố cô muốn giết tôi trước, chẳng qua thực lực không bằng người, cuối cùng bị tôi giết mà thôi. Thù hận trong mắt Hoài Phượng càng thêm dày đặc, cô ta giữ dần nói, tao muốn giết mày. Dứt lời, Cô ta quay sang ra lệnh cho sáu tên vệ sĩ, các ông cùng lên đi, giết thằng súc sinh này cho tôi. Hoài Phượng, Dương Thanh là khách quý của ông nội, chớ có vô lễ. Hoài Lam lập tức chắn trước mặt Dương Thanh, chừng mắt nhìn sáu gã vệ sĩ Hoài Phượng dẫn tới, lạnh lùng nói, không muốn chết thì tốt nhất là đừng xen vào việc của người khác. Bốp. Nào ngờ, Hoài Lam vừa dứt lời, Hoài Phượng đã bước nhanh về phía trước, tát thẳng vào mặt Hoài Lam, vẫn nổ quát một con ả ti tiện được ông tao nhận nuôi mà cũng dám làm càn trước mặt tao à? nếu mày còn dám xen vào việc của tao, ngay cả mày, tao cũng giết luôn. trên má Hoài Lam nhanh chóng hiện lên một dấu tay hẳn rõ, nhưng cô ta vẫn không hề tức giận, chỉ nói với Hoài Phượng, Hoài Phượng, chỉ có thể nhục mạ tôi, nhưng anh Thanh đây là khách quý của ông nội, trước khi làm việc gì, tôi mong chị nên hỏi cô Tinh Vũ, mẹ chị trước đi đã. Hoài Tinh Vũ chỉ nói, con sẽ biết sớm thôi. Phủ Hoài thành cực kỳ rộng lớn, Dương Thanh mất 10 phút mới tới trước cổng biệt thự này. Đây chính là nơi ở của Hoài Tinh Vũ và Hoài Phượng, lúc này bên ngoài đang có hơn chục vệ sĩ, trong đó có cả 6 gã vệ sĩ vừa rồi đi theo Hoài Phượng. Thấy Dương Thanh xuất hiện, tên vệ sĩ vừa rồi bị anh quát đến lùi lại lập tức hoảng sợ hỏi: "Sao cậu lại tới đây?" Ông ta vừa nói xong, hơn chục gã vệ sĩ lập tức tiến đến, vây chặt Dương Thanh vào giữa. Dương Thanh đứng đó, tay chắp sau lưng, không thèm liếc nhìn đám vệ sĩ này một lần mà đưa mắt nhìn về phía biệt thự cất cao giọng dương thanh tới đây chào hỏi anh biết hoài tinh vũ và hoài phượng đang ở trong biệt thự này trong phòng hoài phượng kinh ngạc nói mẹ thằng khốn kia dám chủ động tới tìm chúng ta thật đúng là không biết sợ chết hoài tinh vũ nheo mắt lạnh lẽo nói đúng là mẹ đã xem nhẹ lòng can đảm của nó rồi nhưng không sao ở phủ hoài thành này nó không làm gì được mẹ đâu Nói xong, bà ta cất bước đi ra ngoài. Hoài Tinh Vũ bước ra khỏi cửa, nhìn thấy Dương Thanh đứng giữa vòng vây của đám vệ sĩ, bà ta bình thản nói: "Mày tìm tao có việc gì?" Dương Thanh nheo mắt nhìn chầm chầm Hoài Tinh Vũ, nói: "Tôi đến tìm bà Long là để hỏi thăm về một người." Ha 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 ha. Hoài Tinh Vũ bỗng phá lên cười, vẻ mặt trước đó còn bình thản thờ ơ, thoát cái đã trở nên dữ tợn: "Bà Long? Mày giết chồng tao, còn dám tới đây gọi tao là bà Long?" mày làm thế là định khiêu khích tao đấy à? Dương Thanh nhướng mày, lạnh lùng nói, vì sao chồng bà phải chết, hẳn bà cũng đã biết rõ, đó là vì ông ta cuồng vọng, đánh giá thấp thực lực của đối thủ, mất mạng cũng là tự chuốc vạ vào thân thôi. Hoài Tinh vỗ cười nhạt, tự chuốc vạ vào thân, nói nghe hay lắm, nhưng nói theo cách của mày thì, mày còn chưa tìm hiểu rõ về tao mà đã dám mò đến phủ Hoài Thành tìm tao, nếu mất mạng ở đây thì có coi là tự chuốc vạ vào thân không? Nghe bà ta nói thế, sắc mặt dương thanh lập tức trầm xuống anh không hề cảm nhận được sự tồn tại của cao thủ siêu phàm bát cảnh nào quanh đây vậy hoài tinh vũ nói thế là có ý gì dường như đã nhận ra băn khoăn của dương thanh hoài tinh vũ cười lạnh nói yên tâm tao còn chưa ngu đến mức giết mày ở ngay trong phủ hoài thành dù muốn giết mày tao cũng sẽ mượn tay người khác dương thanh không để ý đến lời của bà ta nữa anh hỏi thẳng lưu ba đang ở đâu ở hoài thành chỉ có Hoài Tinh Vũ và Hoài Phượng là người có hiểm nghi lớn nhất trong việc lợi dụng Lưu Ba dụ anh tới đây. Có thể nói, mối quan hệ của anh và Dược Vương Cốc đã cực kỳ tồi tệ. Giờ đây, Hoài Lam lại tiết lộ cho anh hay, Hoài Tinh Vũ có quan hệ không tầm thường với người của Dược Vương Cốc. Hiện Dương Thanh đang không cách nào tìm thấy Lưu Ba ở trong phủ Hoài Thành, mà ba ngày trước, đúng ngày anh bị Lưu Ba gieo cổ độc, Hoài Tinh Vũ lại tới Dược Vương Cốc. Vậy nên, rất có khả năng, Lưu Ba đang ở Dược Vương Cốc nhưng dược vương cốc là một thế lực có địa vị cực cao ở hoài thành này thậm chí bọn họ còn chẳng mấy nể mặt cả phủ thành chủ huống chi là anh nếu lúc này anh chạy tới dược vương cốc tìm lưu ba chỉ sợ chân còn chưa bước qua cửa dược vương cốc người của họ đã xông ra rồi dương thanh lại hỏi trừ việc đó ra dạo gần đây hoài tinh vũ có từng tiếp xúc với người nào nữa không hoài lam lắc đầu việc này tôi không nghe nói đến cho nên có hay không tôi cũng không rõ dương thanh cảm kích bảo cảm ơn cô nhiều hoài lam mỉm cười nói thành chủ bảo tôi tới chăm sóc anh anh có cần gì cứ việc nói với tôi không cần khách sáo đâu dương thanh cười cười cô đừng cung kính với tôi như vậy nghe khách sáo quá cứ gọi dương thanh là được rồi hoài lam bèn nói vậy tôi xin phép gọi anh là anh thanh nghe hoài lam gọi mình là anh thanh với giọng điệu gần gũi dương thanh bỗng ngơ ngẩn cả người phùng tiểu uyển cũng luôn gọi anh với giọng điệu như vậy không biết bên yến đô thế nào rồi bao giờ mã siêu mới thức tỉnh được đúng lúc này lão cửu bỗng gọi điện tới dương thanh vừa nhận cuộc gọi lão cửu đã nói ngay giọng hết sức nặng nề dương thanh tôi vừa thấy người của dược vương cốc đang di chuyển về phía phủ thành chủ tôi đoán bọn họ đang đến tìm cậu cậu phải mau chóng tìm cách rời khỏi đó ngay nghe vậy dương thanh thoáng cau mày nói nơi này là phủ hoài thành người của dược vương cốc cũng dám xông vào sao lão cửu bảo Tôi đã nghe được rất nhiều tin tức về phủ Hoài Thành, có người nói Dược Vương Cốc và phủ Hoài Thành trước nay chưa từng qua lại, hơn nữa, Dược Vương Cốc có vô số cao thủ, mà thực lực của Dược Vương còn thuộc hàng mạnh không lường được. Tôi có thể cảm nhận được những luồng uy lực cực mạnh từ đám cao thủ của Dược Vương Cốc đang tới phủ Hoài Thành, nhất là cao thủ cầm đầu kia, có thể người này đã là cao thủ siêu phàm bát cảnh trung kỳ rồi. Cậu nghe lời tôi, tạm rời phủ Hoài Thành trước để tránh việc thành chủ Hoài Thành rơi vào tình thế bất đắc dĩ, phải giao cậu cho Dược Vương Cốc. Audio điện tử võ tấn bền tuy Hoài Lam là người bên cạnh thành chủ, nhưng vì cô ta không thuộc chi trưởng của phủ thành chủ nên trong dòng chính ở Hoài Thành, cô ta vẫn không được chào đón. Quan trọng nhất chính là Hoài Lam mới đạt đến siêu phàm tam cảnh, trước mặt cao thủ của Dược Vương Cốc, chút thực lực này chẳng ăn thua gì. Đúng là một cô gái xinh đẹp, một cao thủ của Dược Vương Cốc híp mắt nhìn chằm chằm vào Hoài Lam, trong mắt tràn ngập vẻ tả ác. Hoài Lam nhíu mày, lạnh lùng nói, ông nội tôi bảo tôi đến báo cho các người biết các người chỉ có 5 phút, trong vòng 5 phút, nếu không rời khỏi phủ thành chủ thì tự chịu hậu quả. Cao thủ dẫn đầu bên dược vương cốc cười híp mắt, nhìn chăm chăm vào Hoài Lam, bảo chúng tôi đi cũng được, nhưng cô phải về cùng chúng tôi. Sắc mặt Hoài Lam lập tức trở nên khó coi, cô ta tức giận nói, xin ông hãy giữ tự trọng. Tự trọng á, cao thủ của dược vương cốc cười ha hả, chưa có người phụ nữ nào dược ly tôi muốn mà không có được đâu. Nghe thấy đối phương nói thế, Hoài Lam lập tức biến sắc. Đương nhiên cô ta đã nghe nói về Dược Ly, đó là đồ đệ của Dược Vương Cốc chủ Dược Vương Cốc. Nghe đồn Dược Ly đã thừa kế y bát của Dược Vương, hơn nữa còn được Dược Vương dung túng cho, Dược Vương cũng cố tình bồi dưỡng Dược Ly như chủ gia tộc kế nhiệm. Nhưng đây đều không phải là chuyện chính. Dược Ly có thiên phú hết sức xuất chúng, chưa đầy 50 tuổi đã đạt đến siêu phàm bát cảnh trung kỳ. Quan trọng nhất chính là đời tư của tên khốn này vô cùng hỗn loạn. Còn thích cái đẹp, rất nhiều cô gái xinh đẹp ở Hoài Thành đã rơi vào tay ông ta. Cao thủ của phủ thành chủ cũng có vẻ kinh hãi, Dược Ly là người nối nghiệp của Dược Vương Cốc, thực lực của Dược Vương Cốc hết sức khó lường, ngay cả thành chủ Hoài Thành cũng luôn không động đến Dược Vương Cốc, điều đó đủ để chứng minh sự mạnh mẽ của nơi đây. Bây giờ Dược Ly lại đích thân dẫn người đến phủ Hoài Thành. Dược Ly nhìn chằm chằm vào Hoài Lam với vẻ háo sắc, "Người đẹp à, chỉ cần cô đồng ý làm người phụ nữ của tôi." bây giờ tôi sẽ đưa cô đi ngay. Hoài Lam tức giận nói, đồ hèn hạ, chơi chẽn. Ha 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 ha, Dược Ly phá lên cười, tôi thích kiểu đanh đá như cô đấy. Ông ta nói rồi chợt di chuyển, phóng thẳng tới chỗ Hoài Lam. Hoài Lam lập tức biến sắc, tức giận nói, ông định làm gì? Trong lúc cô ta nói, Dược Ly đã tới bên cô ta. Ông ta giơ một tay ra, ôm cô ta vào lòng, cười ha hả, người đẹp à, đi với anh đây một chuyến nhé một giọng nói tức giận bỗng vang lên ông chán sống à chỉ thấy dương thanh bất chợt xuất hiện trên người hừng hực ý chí chiến đấu sự xuất hiện của thành chủ hoài thành khiến tất cả mọi người sững sờ thông thường thành chủ hoài thành sẽ không chủ động xuất hiện trước mặt người khác nhưng hôm nay ông lão lại xuất hiện vì dương thanh không những thế ông lão còn tức giận với người của dược vương cốc trước mặt mọi người ông lão đang định công khai đối đầu với dược vương cốc ư khi nhìn thấy thành chủ hoài thành Sắc mặt Dược Ly vô cùng khó coi, ở Hoài Thành này, thành chủ Hoài Thành mới là chủ. Tuy Dược Vương Cốc không coi phủ Hoài Thành ra gì, nhưng thành chủ Hoài Thành là cao thủ siêu phàm cửu cảnh, ngay cả Dược Vương cũng không dám xem thường thành chủ Hoài Thành đúng không? "Thành chủ, ngài hiểu lầm rồi." Dược Ly vội giải thích, "Lần này chúng tôi tới phủ Hoài Thành vì có người đã giết cao thủ của Dược Vương Cốc chúng tôi, chúng tôi nhất định phải đưa đối phương về để điều tra." "Mong thành chủ đừng nhúng tay vào chuyện của Dược Vương Cốc." khí thế đáng sợ bỗng lan ra từ người thành chủ hoài thành, bao phủ lấy dược ly. Vào giây phút này, người dược ly cứng đờ, từng giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu lan dài trên chán. Chân ông ta cong dần rồi quỳ thụp xuống đất. Cũng không phải là ông ta muốn quỳ, nhưng cơ thể ông ta không sao chịu nổi khí thế từ thành chủ hoài thành. Hai cao thủ mà dược ly dẫn tới cũng quỳ xuống đất theo. Tự ý xông vào phủ hoài thành, khiến người của phủ hoài thành bị thương, giờ còn định đưa khách quý của tôi đi nữa, Tôi nên nói Dược Vương cốc các người ngung cuồng không nhỉ? Hay nên nói các người không coi ai ra gì đây? Thành chủ Hoài Thành nhìn Dược Ly từ trên cao, lạnh lùng hỏi. Người Dược Ly đầm đìa mồ hôi lạnh, ông ta bối rối nói, Thành chủ, tôi vội đưa hung thủ giết người đi nên mới quên mất lễ nghĩa, mong Thành chủ rộng lượng, không so đo với bể dưới như tôi. Thành chủ Hoài Thành cười lạnh, cậu cũng biết mình là bể dưới cơ à? Nếu không thấy cậu, tôi còn tưởng Dược Vương đích thân tới đấy. Tuy Dương Thanh có vẻ bình tĩnh nhưng lại thầm rung động, mặc dù khí thế của thành chủ Hoài Thành chỉ nhắm vào cao thủ Dược Vương Cốc, nhưng uy thế còn sót lại vẫn khiến anh thấy rất áp lực. Anh chợt nghĩ, nếu anh đến Dược Vương Cốc một mình, anh thực sự có thể sống sót rời đi ư. Dù sao, rất có thể Dược Vương của Dược Vương Cốc cũng là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đích thực rồi. Tuy anh phát huy được thực lực ngang với siêu phàm bát cảnh, nhưng dù sao anh cũng chỉ mới đến siêu phàm thất cảnh trung kỳ, trước mặt cao thủ siêu phàm cửu cảnh, anh chẳng khác gì sâu kiến. Cũng như bây giờ, Dược Ly sở hữu thực lực siêu phàm bát cảnh trung kỳ không chịu nổi khí thế của thành chủ Hoài Thành đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh. Sức chiến đấu của Dương Thanh chỉ ngang với Dược Ly là cùng, thậm chí còn không bằng nữa. Lúc này, Dược Ly đang quỳ dưới đất trông rất sợ hãi, ông ta nói ngay, thành chủ, tôi biết sai rồi, xin ngài nể mặt Dược Vương, bỏ qua cho tôi lần này đi. Dầm, thành chủ Hoài Thành giơ tay lên, khí kình cuồng bạo lập tức hất dược ly ra xa mấy mét, cơ thể ông ta nặng nề đập vào một hòn núi giả. Dược ly ngã ra đất, trông rất đau đớn. Còn người Dương Thanh bóng co lại, anh nhìn thành chủ Hoài Thành với vẻ kinh hãi. Ông lão mới giơ tay lên, chưa tiếp xúc với đối phương, chỉ một luồng khí kình đã hất dược ly ra xa mấy mét, đây chính là thủ đoạn của siêu phàm cửu cảnh à. Khí kình phóng ra ngoài, cửu cảnh đỉnh phong, có người hoảng sợ nói, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Dương Thanh cũng có vẻ kinh hãi, cao thủ có thể bước vào siêu phàm cửu cảnh đã thuộc dạng mạnh nhất ở thế giới này rồi, không ngờ thực lực của thành chủ Hoài Thành đã đạt tới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nếu cao thủ cấp bậc này muốn giết người thì không cần tiếp xúc với đối thủ, chỉ cần dùng khí kinh là đã có thể khiến đối phương bị thương nặng, thậm chí giết chết kẻ địch luôn. Dược ly ngã dầm xuống đất, khóe miệng dỉ máu tươi, nét mặt hết sức đờ đẫn. Ông ta lầm bẩm, siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong ư. Sao có thể chứ, Thành chủ Hoài Thành bỗng nhìn về phía Dược Ly, "Trong nửa tiếng nữa, tôi muốn thấy Lưu Ba ở phủ Hoài Thành, bằng không đừng trách tôi đích thân tiến cậu lên đường." Ông lão nói rồi nhìn sang Dương Thanh, "Dương Thanh, cậu đi với tôi." "Vâng ạ." Dương Thanh vội đi theo Thành chủ Hoài Thành. Hai người nhanh chóng tới phòng của Thành chủ Hoài Thành, lúc này Dương Thanh mới lên tiếng, "Cảm ơn Thành chủ, nếu không nhờ ông, tôi đã bị ép đến Dược Vương cốc rồi." "Nếu tôi tới đó, có lẽ sẽ giữ nhiều lành ít." cậu giết người của ông ta còn dám tới dược vương cốc tìm người sao ông ta có thể tha cho cậu chứ quan trọng là theo tôi biết rất có thể từ 3 năm trước ông ta đã bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong rồi nghe thấy thế dương thanh hết sức kinh ngạc thành chủ hoài thành có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong thì cũng thôi đi tại sao ngay cả dược vương cũng đạt tới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong chứ dương thanh vội nói cảm ơn thành chủ ạ à. anh hỏi tiếp thành chủ tôi vẫn luôn rất tò mò về chuyện này Tôi đã giết con rể của phủ Hoài Thành, tại sao chẳng những ông không giết tôi mà còn giúp tôi chứ?" Trong mắt Thành chủ Hoài Thành lóe lên ánh sáng sắc bén, ông lão im lặng một lát rồi mới nói, "Nếu tôi nói, cho dù cậu không ra tay với Long dược, tôi cũng sẽ làm, cậu có tin không?" Dương Thanh lập tức sững sờ, ý Thành chủ Hoài Thành là ông lão vốn định giết Long dược rồi á? Dương Thanh chưa trả lời, Thành chủ Hoài Thành đã nói, "Có một số việc mà tôi không tiện nói cho cậu biết, nhưng cậu chỉ cần biết" tôi không trách cậu về cái chết của long dược là được đương nhiên cho dù tôi không định giết long dược nếu cậu giết nó thì tôi cũng không làm gì cậu hết dương thanh càng thêm ngờ vực hơn tại sao ạ à? anh nghĩ mãi vẫn không hiểu theo ý của thành chủ hoài thành hình như cho dù dương thanh làm chuyện tồi tệ cỡ nào thì ông lão cũng sẽ không ra tay với anh thành chủ hoài thành nói bởi vì tôi nợ vô danh sư phụ cậu một mạng đương nhiên cho dù tôi không nợ ông ấy thì tôi cũng không giết cậu bởi vì nếu tôi làm thế, chắc chắn ông ấy sẽ không bỏ qua cho tôi." Lời Thành chủ Hoài Thành nói khiến Dương Thanh rất kinh ngạc. Thành chủ Hoài Thành đã là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, ông lão nói thế thì tức là vô danh còn mạnh hơn ông lão à? Tức là thực lực của vô danh đã vượt xa siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong rồi ư? Dương Thanh không nhịn được mà hỏi, rốt cuộc cảnh giới của sư phụ tôi là gì thế? Thành chủ Hoài Thành mỉm cười sâu xa rồi nói, sau này cậu sẽ biết thôi. Đúng lúc này, một luồng khí thế đáng sợ bỗng giáng xuống. Ầm ầm, một tiếng động lớn bỗng vang lên, tòa nhà mà Dương Thanh và Thành chủ Hoài Thành đang đứng lập tức sụp đổ. Một giọng nói tức giận truyền đến, lão già kia, ông to gan thật đấy, dám bắt cả đồ đệ của Dược Vương tôi à? Dược Vương giận không để đâu cho hết, nhưng không làm gì được Thành chủ Hoài Thành. "Lão ta không thể đưa Dương Thanh đi, hơn nữa có cao thủ đang tàn sát ở Dược Vương cốc, lão ta chỉ có thể quay về." thật ra tôi cũng muốn xem xem cậu có thể ở phủ hoài thành bao lâu. Dược Phương bỗng nhìn về phía Dương Thanh, nói với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Lão ta nói rồi khoát tay, rút lui. Người của Dược Phương Cốc đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ sau thoáng chốc, người của Dược Phương Cốc đã đi hết khỏi phủ Hoài Thành. Dương Thanh bước đến trước mặt thành chủ Hoài Thành, hơi không người, cảm ơn thành chủ đã cứu mạng. Thành chủ Hoài Thành khẽ lắc đầu, nghiêm nghị nói, tốt nhất cậu cứ ở phủ Hoài Thành một thời gian, trong phủ hoài thành, ông ta không làm gì được cậu, nhưng nếu cậu rời khỏi nơi này, Dược Vương sẽ dễ dàng giết cậu như trở bàn tay. Sắc mặt Dương Thanh hơi khó coi, anh nói, nếu không giết Lưu Ba, có lẽ tôi cũng không chịu được mấy ngày, tôi phải tới Dược Vương cốc một chuyến. Thành chủ hoài thành nhíu mày, cũng như Dương Thanh nói, anh không còn nhiều thời gian, thành chủ hoài thành cũng biết rõ sự lợi hại của cổ độc vô tâm. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Dương Thanh bỗng vang lên, vừa núi máy, anh đã nghe thấy giọng lão cửu. Trong lúc nhất thời, Dương Thanh rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đương nhiên, so ra thì anh vẫn tin tưởng Miêu Thành Chủ hơn. Cũng như lão cửu đã nói, ông lão được Miêu Thành Chủ cử đến để giúp đỡ Dương Thanh, nếu vậy thì Dương Thanh nên tin tưởng lão cửu rồi. Hơn nữa hồi nãy, khi ở Phủ Hoài Thành, vào phút cuối, người của Dược Vương Cốc đã đến báo tin, nói rằng có cao thủ thần bí xông vào Dược Vương Cốc, đồng thời tàn sát bừa bãi thế nên lão cửu cũng không lừa dương thanh mà đã đến dược vương cốc để tìm lưu ba thật quan trọng nhất chính là dương thanh cũng mới quen thành chủ hoài thành chưa lâu anh không thể nghĩ thành chủ hoài thành thực sự tốt với mình chỉ vì ông lão bảo vệ anh trước mặt dược vương được nghĩ tới đây dương thanh đã có quyết định anh thanh bây giờ anh định làm gì thế thấy dương thanh đã nghe máy xong rồi bước tới hoài lam hỏi dương thanh nói đến sân bay ở hoài thành đi hả hoài lam thoáng sững sờ đến sân bay á chẳng phải anh muốn giết Lưu Ba à? Nếu rời khỏi Hoài Thành thì giết Lưu Ba kiểu gì nữa? Lưu Ba không chết thì phải xử lý cổ độc vô tâm trong người anh thế nào đây?" Dương Thanh thản nhiên nói, "Nếu cô không muốn đi thì tôi cũng không ép." Anh nói rồi quay người định rời đi. Cho dù dẫn Hoài Lam đến sân bay, anh cũng sẽ nghĩ cách thoát khỏi cô ta, nếu lúc này Hoài Lam từ bỏ việc đi cùng anh thì không còn gì tốt hơn nữa. Nhưng Hoài Lam đã nhận lệnh đi theo Dương Thanh từ thành chủ Hoài Thành, sao có thể rời đi được? Anh Thanh anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ lo anh từ bỏ việc giết Lưu Ba nên mới nói thế, nếu anh muốn tới sân bay, tôi sẽ đi chung với anh. Hoài Lam vội nói, bây giờ tôi đưa anh tới sân bay ngay đây. Hoài Lam lái xe ra ngoài, nếu đã không thể thoát khỏi Hoài Lam, đương nhiên Dương Thanh sẽ không từ chối việc ngồi cùng xe với cô ta. Xe chạy băng băng, Dương Thanh nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói năng gì nữa. Lúc này, chỗ nào trong Hoài Thành cũng có người luyện võ với hơi thở mạnh mẽ. Hoài Lam nghiêm nghị nói: "Anh Thanh, người của Dược Vương Cốc đang ở khắp mọi nơi, chắc đã nhận lệnh từ Dược Vương, chỉ cần họ nhìn thấy anh, chắc chắn cao thủ của Dược Vương Cốc sẽ cùng nhau xông tới, sau khi tới sân bay, anh nhất định phải cẩn thận." Dương Thanh thản nhiên nói: "Nếu cao thủ của Dược Vương Cốc không sợ chết thì cứ để họ tới đi." Bây giờ Dương Thanh cũng có thể phát huy được thực lực ngang với siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, tuy Dược Vương Cốc có rất nhiều cao thủ siêu phàm cảnh, nhưng cũng không có mấy ai thực sự đạt đến siêu phàm bát cảnh hết. Hoài Lam cảm nhận được thái độ của Dương Thanh với mình đã thay đổi, trở nên lạnh nhạt hẳn, cũng thầm lo lắng. Cô ta không nói năng gì nữa, chỉ lái xe thẳng tới sân bay. Có lẽ vì xe Hoài Lam có ký hiệu của Hoài Thành nên chặng đường này rất suôn sẻ, không gặp bất kỳ chướng ngại nào. Nhưng rất nhiều cao thủ của Dược Vương Cốc đã chú ý tới chiếc xe này, có khoảng 5 chiếc xe khác chạy theo nó. Đương nhiên Dương Thanh cũng cảm nhận được chuyện này, nét mặt anh vẫn rất thản nhiên, nhưng trong lòng lại tràn ngập sát khí mãnh liệt nửa tiếng sau rốt cuộc hoài lam cũng lái xe tới sân bay hoài thành hoài lam hỏi anh thanh đến sân bay rồi bây giờ thì sao chúng ta đi đâu thế dương thanh vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi chậm rãi mở mắt ra nhìn chằm chằm vào hoài lam hoài lam tôi có thể tin tưởng cô chứ hoài lam không khỏi dùng mình chẳng lẽ dương thanh đã nhận ra điều gì đó rồi hả nhưng cô ta vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh cô ta nói ngay anh thanh đương nhiên anh có thể tin tưởng tôi rồi nếu thành chủ đã bảo tôi đi với anh, hỗ trợ anh, chắc chắn tôi sẽ làm hết sức." Dương Thanh nói, "Tôi muốn đón một người ở sân bay, cô chờ tôi trên xe, sẵn sàng hỗ trợ tôi bất cứ lúc nào, một khi tôi đón được người, cô phải đến bên tôi đầu tiên, bằng không, nếu bị Dược Vương cốc bắt được, chắc chắn tôi sẽ phải chết." Hoài Lam thoáng sững sờ rồi nói ngay, "Anh Thanh, tôi phải đi theo anh, nếu anh gặp nguy hiểm, tôi cũng dễ giúp anh hơn chứ." Hoặc nếu anh gặp phải người của thế lực khác, sự xuất hiện của tôi có thể giúp anh tránh khỏi rất nhiều phiền phức mà dương thanh nhíu mày sầm mặt tôi đã nói rồi cô phải sẵn sàng hỗ trợ tôi bất cứ lúc nào bằng không cho dù tôi đón được người nếu không có cô giúp đỡ tôi chỉ còn con đường chết mà thôi nếu cô đi với tôi nhớ gặp phải cao thủ hàng đầu của dược vương cốc chẳng những cô không giúp được cho tôi mà còn trở thành gánh nặng nhưng hoài lam nói với vẻ do dự dương thanh ngắt lời cô ta không nhưng nhị nữa tôi không có nhiều thời gian thế đâu càng trần trừ thì tình cảnh của tôi càng nguy hiểm. Hoài Lam, cô cũng không muốn tôi gặp chuyện, đúng chứ? Nghe thấy Dương Thanh nói thế, suốt cuộc Hoài Lam cũng bật đầu, "Được, vậy tôi sẽ chờ anh Thanh trên xe." "Tốt lắm." Dương Thanh nói rồi mở cửa xuống xe luôn. Anh vừa xuống xe thì đã bị 10 cao thủ siêu phàm cảnh bao vây. "Các người định làm gì?" Hoài Lam bước xuống xe, căm tức nhìn cao thủ của Dược Vương cốc, lạnh lùng nói, "Anh Thanh là khách quý của phủ Hoài Thành chúng tôi." Nếu các người dám ngăn anh ấy thì chính là đối đầu với phủ Hoài Thành. Phủ Hoài Thành á? Cao thủ dẫn đầu cười lạnh, khinh thường nói, dược phương cốc chúng tôi làm việc thì liên quan gì tới phủ Hoài Thành các người? Tôi khuyên cô Hoài Lam đừng nên xen vào chuyện của người khác thì hơn. Đối phương nói rồi khoát tay, đưa Dương Thanh đi. "Rõ." Mười cao thủ siêu phàm cảnh cùng lao tới chỗ Dương Thanh. Hoài Lam tức giận quát, "Các người dám à?" Cô ta lập tức chắn trước mặt Dương Thanh. Dương Thanh kéo Hoài Lam ra sau, hít mắt, nếu người của Dược Vương Cốc đã muốn chết đến thế, tôi đành giúp vậy. Sau khi anh dứt lời, khí thế trên người anh lập tức tăng vọt. Cùng lúc đó, mắt anh cũng đỏ ngầu theo. Chiến thần quyết và huyết mạch cuồng hóa đã giúp thực lực của Dương Thanh tăng vào từ siêu phàm thất cảnh trung kỳ lên siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Anh bỗng rậm mạnh chân, sức mạnh cuồng bạo lan ra từ người anh. Dầm, mặt đất dưới chân anh lập tức vỡ nát, còn người anh thì lao thẳng tới chỗ cao thủ của dược vương cốc như tên bắn dầm tiếng va chạm nặng nề vang lên một cao thủ siêu phàm ngũ cảnh lập tức bay xa mười mấy mét như diều đứt dây đồng thời hất bay một cao thủ khác của dược vương cốc đang xông tới từ phía sau cậu chán sống à cao thủ dẫn đầu của dược vương cốc tức giận quát khi thế siêu phàm thất cảnh đỉnh phong lập tức bùng nổ từ người ông ta ông ta đấm một phát dầm trong khoảnh khắc đó dương thanh cũng đấm một phát theo nắm đấm của hai người va vào nhau, khí thế cuồng bạo lập tức bùng nổ. Dầm, cao thủ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong của Dược Vương cốc bay thẳng ra xa. Những cao thủ còn lại mới đến siêu phàm thất cảnh hậu kỳ là cùng, bây giờ thực lực của Dương Thanh đã ngang với siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, còn ai làm gì được anh chứ? Không có cao thủ nào của Dược Vương Cốc chịu được một đòn của Dương Thanh hết. Sau mấy chục giây ngắn ngủi, dưới đất đã toàn thi thể. Hoài Lam nuốt nước bọt, nhìn về phía Dương Thanh, nói với vẻ gượng gạo, anh Thanh, anh, anh không sao chứ. Có lẽ vì sợ hãi nên giọng Hoài Lam cũng run theo. Dương Thanh bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía Hoài Lam. Trong đôi mắt đỏ ngầu kia tràn ngập sát khí. Vào giây phút này, Hoài Lam chỉ cảm thấy mình đã bị thần chết để mắt tới, cô ta thấy lạnh thấu xương, cứ đứng đờ ra đó, không dám nhúc nhích, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Cút! Dương Thanh bỗng tức giận quát hoài lam thoáng sững sờ rồi mới hoàn hồn trong cơn sợ hãi cô ta lập tức đưa ra quyết định quay người bỏ chạy ngay tuy cô ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn biết bây giờ dương thanh đang rất khác thường anh sẽ thực sự ra tay giết cô ta mất nhưng chưa đi được bao xa cô ta đã nhận được điện thoại từ thành chủ hoài thành không được phép trốn nhân lúc cậu ta vẫn còn chút lý trí dẫn cậu ta tới dược vương cốc đi giọng thành chủ hoài thành vang lên Nghe thấy thế, Hoài Lam có vẻ tuyệt vọng. Cô ta quay đầu nhìn Dương Thanh đang phát ra sát khí mãnh liệt, nói vào điện thoại, "Ông nội, Dương Thanh cũng sắp mất kiểm soát rồi, cháu không thể dẫn anh ta tới Dược Vương cốc đâu." Thành chủ Hoài Thành nói bằng giọng lạnh lùng, "Dù có chết thì cháu cũng phải dẫn cậu ta tới Dược Vương cốc." Nghe thấy Thành chủ Hoài Thành nói thế, Hoài Lam hoàn toàn tuyệt vọng. Cô ta cắn chặt răng, trong đôi mắt đỏ hoe tràn ngập sự bi thương. Cô ta im lặng một lát rồi mới nói, "Vâng." Thưa ông nội. Ngày đưa cô ta về phủ Hoài Thành, thành chủ Hoài Thành từng nói với cô ta một câu, từ nay trở đi, cháu chính là cháu gái ta, nếu ta bảo cháu sống thì cháu phải sống, nếu ta bảo cháu chết thì cháu bắt buộc phải chết. Câu nói này như một lời nguyền, đã giam cầm cô ta cho đến ngày hôm nay. Cô ta chưa bao giờ dám phản kháng, người ngoài nhìn vào đều nghĩ cô ta là cháu gái của thành chủ Hoài Thành, là người phát ngôn của thành chủ Hoài Thành ở bên ngoài, chỉ mình cô ta biết cô ta chỉ là quân tốt mà thành chủ Hoài Thành có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào thôi. Cô ta quay người lại, nhìn Dương Thanh một lúc lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, chạy tới chỗ anh. Cô ta nói ngay, anh Thanh, có phải cổ trùng vô tâm đang phát tác không? Tình trạng của anh bây giờ rất nguy hiểm, anh phải giết Lưu Ba ngay, bây giờ tôi sẽ đưa anh tới Dược Vương Cốc nhé, chắc chắn Lưu Ba đang ở đó. Audio điện tử võ tấn bền bằng không, cô ta đã không xin lỗi Dương Thanh. Đây là mệnh lệnh của thành chủ Hoài Thành à?" Dương Thanh nói với vẻ mặt u ám. "Anh đã hiểu rất nhiều chuyện, hồi nãy anh gần như mất kiểm soát, nếu đúng là thành chủ Hoài Thành đã ra lệnh cho Hoài Lam dẫn anh tới dược vương cốc, tức là thành chủ Hoài Thành định mượn tay anh để tàn sát dược vương cốc rồi." Khi giữ tỉnh táo, anh đã có thể phát huy thực lực ngang với siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, nếu hoàn toàn mất lý trí, anh sẽ có thực lực mạnh hơn. Dương Thanh lẩm bẩm với vẻ mặt khó coi chẳng lẽ thành chủ Hoài Thành muốn mượn tay mình để đối phó với Dược Vương Cốc à? Nhưng nếu đúng thế thật, trước đó khi ở phủ Hoài Thành, tại sao thành chủ Hoài Thành lại đối đầu với Dược Vương vì mình chứ? Có những vấn đề mà Dương Thanh không sao hiểu nổi. Đúng lúc này, lão cửu bỗng xuất hiện, ông lão bước từng bước về phía Dương Thanh, còn sách theo một người đàn ông đã bị thương nặng nữa. Điều khiến Dương Thanh kinh ngạc chính là, người đàn ông đang bị lão cửu sách như gà con này không phải ai khác, chính là Lưu Ba đã hạ cổ độc vô tâm cho anh. Lúc này, người Lưu Ba đầy máu tươi, đang thoi thóp, khiến người ta không sao liên tưởng lão ta với đại sư cổ thuật ban đầu. Lão Cửu nói, cậu đoán không sai, Thành chủ Hoài Thành định mượn tay cậu để đối phó với Dược Vương Cốc. Thậm chí ngay cả những cao thủ siêu phàm cảnh của Dược Vương Cốc hồi nãy cũng không phải người của Dược Vương Cốc thật, mà đều là cao thủ thuộc phủ Hoài Thành, do Thành chủ Hoài Thành cử tới đây để kích thích cậu thôi. Sao cơ? Nghe thấy lão cửu nói thế, Dương Thanh lập tức biến sắc. Anh chưa bao giờ nghĩ những người vừa bị anh giết lại là cao thủ của phủ Hoài Thành. Lão cửu nghiêm nghị nói, thành chủ Hoài Thành hiểu rất rõ tình trạng của cậu, ông ta biết cách kích thích cậu, chọc giận cậu, khiến cậu hoàn toàn tiến vào trạng thái cuồng hóa. Khi giữ tỉnh táo, cậu đã có thể phát huy thực lực ngang với siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Một khi hoàn toàn tiến vào trạng thái cuồng hóa, cậu sẽ phát huy được thực lực ngang với siêu phàm bát cảnh trung kỳ, thậm chí là bát cảnh hậu kỳ bát cảnh đỉnh phong với trạng thái này chỉ cần ông ta ra mặt giữ chân dược vương cao thủ của dược vương cốc sẽ bị một mình cậu giết sạch dương thanh đang định rời đi một bàn tay bỗng nắm lấy góc áo anh hoài lam vừa hôn mê đã tỉnh cô ta đang nắm góc áo dương thanh mắt rơm rớm nước mắt dương thanh nhìn hoài lam với vẻ mặt phức tạp lạnh lùng nói hoài lam tôi có thể cho cô một con đường sống nhưng nếu cô dám tiết lộ tung tích của tôi, tôi sẽ tự tay giết cô đấy." Tuy biết người phụ nữ này cũng bị ép, nhưng dù sao đối phương cũng là người của thành chủ Hoài Thành, bây giờ anh đã biết kế hoạch của ông ta nên đương nhiên không thể vui vẻ với Hoài Lam. Hoài Lam nói với đôi mắt đẫm lệ, "Anh Thanh, cảm ơn anh đã tha cho tôi, cũng cảm ơn anh đã hiểu cho nỗi khổ tâm của tôi, tôi hy vọng anh có thể tin tôi lần cuối, tôi biết một con đường rời khỏi Hoài Thành, bảo đảm an toàn." Lão Cửu lập tức sầm mặt, lạnh lùng nói, "Dương Thanh, đừng mềm lòng, hãy giết người phụ nữ này đi, chúng ta phải nắm chắc thời gian rời đi, bằng không có mọc cánh cũng khó thoát. Dương Thanh hơi do dự, tuy anh mới quen Hoài Lam chưa lâu, nhưng anh luôn cảm thấy cô ta cũng không ác, có lẽ cô ta thực sự có thể dẫn họ an toàn rời khỏi Hoài Thanh. Sau phút giây im lặng ngắn ngủi, Dương Thanh nhìn về phía lão cửu, ông cửu, có lẽ bây giờ tất cả các thế lực ở Hoài Thành đều đang tìm chúng ta, nếu chúng ta muốn rời đi thì rất khó, chỉ bằng tin cô ta một lần, nếu tình hình không ổn, tôi sẽ đích thân giết cô ta lão cửu không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào hoài lam bằng đôi mắt âm u hoài lam không hề sợ hãi đối mặt với lão cửu trong mắt tràn ngập sự chân thành mấy giây sau rốt cuộc lão cửu cũng đưa ra quyết định ông lão lạnh lùng nói dẫn đường đi nghe thấy lão cửu nói thế hoài lam lập tức mừng rỡ nói ngay hai người đi theo tôi đi bây giờ tất cả thế lực ở hoài thành đều đang tìm dương thanh nếu lão cửu muốn dẫn anh rời khỏi nơi đây thì đúng là hão huyền chỉ cần hoài lam thật lòng muốn dẫn họ rời khỏi hoài thành chắc chắn việc đi theo cô ta sẽ là lựa chọn sáng suốt nhất trong lúc hoài lam dẫn dương thanh và lão cửu rời đi ở phủ hoài thành trong một tòa nhà rộng rãi sắc mặt thành chủ hoài thành u ám tới cực điểm trong mắt tràn ngập sát khí mãnh liệt phía dưới có mấy cao thủ với hơi thở đáng sợ đang quỳ thành chủ chúng tôi đã dốc sức tìm kiếm dương thanh nhưng không thấy bóng dáng cậu ta đâu bây giờ ngay cả cô hoài lam cũng mất liên lạc rồi một cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ nghiêm nghị nói dầm thành chủ hoài thành đập bàn chiếc bàn gỗ có giá trị không nhỏ kia lập tức vỡ nát lão ta lạnh lùng nói với vẻ tức giận nếu nó dám phản bội ta thật chắc chắn ta sẽ khiến nó trả giá đắt lão ta nói rồi khoát tay ra lệnh bắt đầu phong tỏa hoài thành điều động tất cả cao thủ siêu phàm cảnh trong hoài thành để tìm kiếm dương thanh cho tôi bất kể sống chết vâng người giúp việc vội đáp sau khi người giúp việc rời đi trong phòng chỉ còn dòng chính của phủ Hoài Thành. Hoài Tinh Vũ nhìn về phía thành chủ Hoài Thành, ngờ vực hỏi, bố, con vẫn luôn thắc mắc chuyện này, nếu bố đã không định thả Dương Thanh rời khỏi Hoài Thành, khi cốc chủ dược vương cốc tới đòi người, tại sao bố phải đắc tội với ông ta để bảo vệ Dương Thanh chứ? Nghe thấy bà ta nói thế, các dòng chính khác của phủ Hoài Thành cũng có vẻ khó hiểu. Thành chủ Hoài Thành lạnh lùng nói, các người thật sự nghĩ tôi sẽ đối đầu với Dược Vương vì một con tép siêu ư, Đám người vẫn chưa hoàn hồn thì nghe thấy thành chủ Hoài Thành nói tiếp, sư phụ của Dương Thanh có thực lực rất mạnh, rất có thể đã vượt xa siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, từ 10 năm trước ông ta đã bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong rồi. Một khi Dương Thanh chết ở phủ Hoài Thành chúng ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, với tính cách bao che của Vô Danh, chắc chắn ông ta sẽ tiêu diệt cả phủ Hoài Thành mất. Còn Dược Vương Cốc thì vẫn luôn là cái đinh trong mắt tôi, nếu không tiêu diệt Dược Vương Cốc thì tôi khó mà yên lòng được. Tôi bảo vệ Dương Thanh cũng vì tôi biết rõ, chắc chắn Dương Thanh sẽ tới dược vương cốc, dù sao cậu ta cũng phải tự tay giết Lưu Ba thì mới hóa giải được cổ độc vô tâm. Nếu đã vậy, chỉ cần tôi giả vờ liều mạng bảo vệ Dương Thanh, chắc chắn cậu ta sẽ tới dược vương cốc. Sau khi tới dược vương cốc, chắc chắn cậu ta sẽ rơi vào tình cảnh cửu tử nhất sinh. Một khi cậu ta chết ở đó, tôi sẽ cho người loan tin ngay, lúc đấy vô danh sẽ đi tiêu diệt dược vương cốc rồi. Nghe thấy thế, những người thuộc dòng chính của phủ Hoài Thành đều sướng sờ. Hoài Tinh vô tươi cười nói, thì ra là thế. Bố định cho một mũi tên chúng hai con chim, vừa giải quyết Dương Thanh, vừa xóa sổ mối họa là Dược Vương Cốc. Hoài Phượng kích động nói, tức là ông nội vẫn không quên báo thù rửa hận cho bố cháu, ông nội, cảm ơn ông. Phía bên kia, Dược Vương Cốc. Phía trước Dược Vương là mấy người luyện võ có hơi thở mạnh mẽ, ai cũng đạt đến siêu phàm bát cảnh thậm chí cao thủ dẫn đầu còn đạt tới siêu phàm bát cảnh đỉnh phong dược phương nói với vẻ mặt u ám rốt cuộc cao thủ thần bí kia có lai lịch thế nào tại sao dám xông vào dược phương cốc chúng ta một mình chứ có người đáp ngay cốc chủ tôi đã điều tra rõ rồi cao thủ thần bí này chính là cao thủ đã đến hoài thành với dương thanh là cao thủ của phủ miêu thành dược phương hơi hít mắt miêu thành chủ lúc này lại có người bước vào phòng nhìn về phía dược phương cốc chủ theo tin tức mới nhất thành chủ Hoài Thành đã ra lệnh cho cả thành lùng bắt Dương Thanh rồi. Ồ, Dược Phương hơi kinh ngạc, bèn nói, chẳng phải ông ta còn định ra tay với tôi vì tên nhãi đó ư. Sao tự dưng lại cho cả thành lùng bắt cậu ta thế? Người kia nói, tôi nghe nói thanh niên tên Dương Thanh kia có địa vị rất khó lường, thân phận của sư phụ cậu ta còn cao hơn nữa, có lẽ là cao thủ vượt xa siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Sao cơ? Ngay cả Dược Phương cũng có vẻ kinh hãi, thông tin này chính xác chứ? Đối phương vội lắc đầu, cốc chủ, đây là những gì mà tôi tra được, tôi chỉ nói là có thể thôi. Về phần sư phụ của Dương Thanh, tôi cũng không thể khẳng định xem ông ta đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong chưa. Nghe thấy thế, sắc mặt dược phương vô cùng nghiêm nghị, lão ta vốn là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, phải đạt đến cấp bậc này thì mới biết, siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong vẫn chưa phải mức cao nhất của võ thuật, vẫn còn những người vượt xa mốc đó, nếu sư phụ của Dương Thanh mạnh như thế thật, đúng là lão ta đã gây ra chuyện lớn rồi. sư phụ, con thấy rất khó hiểu về chuyện này, xin người chỉ bảo cho. lúc này, một đồ đệ của Dược Vương mở miệng nói, trước đó, thành chủ Hoài Thành hết mực bảo vệ thanh niên kia, thậm chí sẵn sàng đánh với người, nhưng bây giờ, tại sao ông ta lại cho cả thành lùng bắt người thanh niên đó thế? con cảm thấy chuyện này hơi khác thường, rất có thể thành chủ Hoài Thành đang chuẩn bị một âm mưu lớn để đối phó với Dược Vương cốc chúng ta nghe thấy thế dược phương hơi hít mắt câu hỏi của đồ đệ cũng là nỗi nghi vấn trong lòng ông ta một đồ đệ khác cũng nói sư phụ người nói xem trước đó thành chủ hoài thành hết mực bảo vệ dương thanh có phải vì kiêng rè sư phụ của dương thanh nên mới làm vậy không thế lưu ba đang ở dược vương cốc chúng ta dương thanh lại trúng cổ trùng vô tâm nếu muốn sống chắc chắn cậu ta phải tới dược vương cốc tự tay giết lưu ba việc thành chủ hoài thành ra sức bảo vệ dương thanh chỉ là một vở kịch sau khi dương thanh xông vào dược vương cốc chúng ta chắc chắn cậu ta chỉ còn con đường chết một khi cậu ta chết ở dược vương cốc sư phụ của cậu ta sẽ tìm tới chúng ta để báo thù nhưng ông ta không ngờ cao thủ đến từ miêu thành kia lại xông vào dược vương cốc đồng thời đưa lưu ba đi nhân lúc sư phụ xông vào phủ hoài thành thiếu đi lưu ba dương thanh cũng không tới dược vương cốc nữa thành chủ hoài thành sợ chuyện bị lộ nên mới cho cả thành lùng bắt dương thanh giết chết mối họa này nhìn thấy tống tả sắp bị dương thanh giết chết tống hữu thét lớn không vì tâm linh tương thông nên từ khi ra đời hai anh em họ đã luôn như hình với bóng cùng nhau luyện võ cùng nhau đi thăm thú khắp nơi họ vốn cho rằng không còn hy vọng gì để có thể báo thù được nữa cho đến khi gặp phải dương thanh giây phút phát hiện ra anh sắp thức tỉnh huyết mạch cuồng hóa hai người mới nhìn thấy tương lai khó khăn lắm mới nhen nhóm hy vọng lại sắp rơi vào tuyệt vọng ngay lúc tiếng hét đầy hốt hoảng của tống hữu vang lên dương thanh với đôi mắt long sòng sọc và nét mặt đờ đẫn đột nhiên dừng lại bàn tay chỉ cách đầu của tống tả một tấc trong lúc nhất thời cả thế giới đều như dừng lại tống tả như ngừng thở vẻ tuyệt vọng trên gương mặt cũng trứng lại cứ ngẩn ngơ nhìn dương thanh như thế tống hữu cũng dừng chân không dám động đậy chút nào sợ hành động của mình sẽ kích động anh đi đi đột nhiên dương thanh lớn tiếng quát nét mặt anh dần dần trở nên dữ tợn đôi mắt đỏ như máu dường như trở nên có thần. Cậu Thanh, đây là ngưng thần đan, nó sẽ giúp cậu củng cố tinh thần nhanh chóng. Mãi đến khi nghe thấy tiếng quát của Dương Thanh, Tống Tả mới hoàn hồn, vội vàng nói. Nhưng anh không nhận lấy viên ngưng thần đan kia mà lại giận dữ thét, đi đi. Anh à, cậu Thanh có thể nói chuyện thì chứng tỏ cậu ấy sắp thức tỉnh thành công rồi, chúng ta đi thôi. Tống Hữu nôn nóng thúc giục, sợ Dương Thanh không kiểm soát được, giết chết anh mình nhìn vào đôi mắt đỏ như máu của dương thanh tống tả không dám lưỡng lự từ bỏ suy nghĩ đưa ngưng thần đan cho dương thanh mà lập tức cùng tống hữu rời khỏi đây hai anh em họ tống đã đi gương mặt của dương thanh lại trở về với dáng vẻ đờ đẫn vừa rồi như hồn lìa khỏi xác giờ phút này anh đang nỗ lực áp chế dòng máu đang sôi trào trong cơ thể mình sự cuồng bạo ấy rất khó để khống chế cứ như nó muốn xông ra ngoài vậy phải điên cuồng vận chuyển đại đạo thiên diễn kinh và không ngừng củng cố tinh thần thì Dương Thanh mới có thể miễn cưỡng áp chế khí thế cuồng bạo trong cơ thể. Hai anh em nhà họ Tống không biết rằng, Dương Thanh rơi vào trạng thái mất ý thức như thế không phải do tiêu hao tinh thần quá nhiều trong quá trình thức tỉnh, mà là vì anh không dám nhúc nhích, phải sử dụng sức lực toàn thân để đè ép sự cuồng bạo trong người xuống. Vừa rồi hai người họ đã nói những gì, Dương Thanh đều nghe thấy, cũng biết họ muốn đưa ngưng thần đan có giá trị không hề nhỏ cho mình không phải anh không muốn nhận tấm lòng ấy, mà là tự tin có thể dùng chính sức mình để ngăn chặn cơn cuồng bạo đó. Lúc được tống tả chuẩn bị cho ăn ngưng thần đan, chính khoảnh khắc lơi lòng ấy đã khiến Dương Thanh mất đi lý trí, suýt chút nữa đã giết lão ta. May mà đã có kinh nghiệm đè ép sự cuồng bạo trong cơ thể xuống bằng sức mình trong lần bị Black Doctor trích liều thuốc siêu hoàn mỹ. Không ngờ lại bị rơi vào trạng thái này một lần nữa, nhưng Dương Thanh hiểu rằng Cảm giác trong lần này hoàn toàn khác biệt so với lúc Black Doctor trích liều thuốc siêu hoàn mỹ cho mình. Liều thuốc siêu hoàn mỹ chỉ thông qua yếu tố bên ngoài để khiến lý trí dần dần mất đi, từ từ tiến vào trạng thái cuồng bạo. Còn lần này lại giống như có sự thay đổi từ trong máu, anh có cảm giác máu trong cơ thể mình như đang sôi trào lên. Cảm giác này thoải mái hơn rất nhiều so với khi chịu tác dụng của liều thuốc siêu hoàn mỹ, nhưng sự cuồng bạo lại hơn xa một bên dương thanh liều mạng áp chế khí thế cuồng bạo không ngừng muốn lao ra khỏi cơ thể một bên liên tục thực hiện đại đạo thiên diễn kinh dùng phép hô hấp để tinh thần sớm hồi phục từ đó dễ dàng khống chế sự cuồng bạo hơn từng giây từng phút trôi qua dương thanh nhận ra cảm giác thứ gì đó muốn phá ra kia càng ngày càng yếu thậm chí anh đã bắt đầu thử dừng việc áp chế thế nhưng mỗi lần như thế dương thanh lại như biến thành một người khác cái cảm giác toàn thân tràn trề sức mạnh kia khiến anh chìm đắm muốn từ bỏ việc áp chế để vĩnh viễn trong trạng thái cuồng bạo. Chẳng qua trạng thái này lại thôi thúc Dương Thanh lao xuống núi, giết hết tất cả mọi người. Anh không hề nghi ngờ rằng, nếu hai anh em họ Tống không đi thì đã bị giết trong lúc mình cố gắng khống chế sự cuồng bạo này. Sau một lúc nỗ lực, rốt cuộc cảm giác thôi thúc cũng đã dần biến mất, mọi thứ đều trở lại như cũ. Khí thế võ đạo trên người Dương Thanh cũng trở về siêu phàm tam cảnh. Mưa tạnh rồi, sao lại tạnh một cách đột ngột như thế chứ? lúc nãy còn mưa như thác lũ một giây sau đột nhiên tạnh hình như trên yến sơn cũng hết động đất rồi chẳng lẽ cơn mưa tầm tã vừa rồi có liên quan đến yến sơn chấm những người đang chú ý đến yến đô đều sửng sốt dưới yến sơn hai anh em họ tống đều mừng rỡ tống tả ngẩng đầu nhìn vầng sáng bảy sắc trên bầu trời kinh ngạc thốt vầng sáng bảy sắc xuất hiện nghĩa là có kỳ tài xuất hiện xem ra cậu thanh đã thành công thức tỉnh huyết mạch cuồng hóa rồi tống hữu cũng lên tiếng một bên khác long tấn và thượng quan hoàng đang dẫn các cao thủ hàng đầu ở hoàng thành của mình đến chân yến sơn tuy nhiên khi nhìn thấy cái xác trên lưng anh mọi lời chúc mừng đều nghẹn lại nơi cuống họng gương mặt dương thanh tang thương anh không nói một lời cứ cõng vũ văn cao dương xuống núi như thế rồi về nhà của gia tộc vũ văn người của các gia tộc quyền thế đều ăn ý không nói gì chỉ đi bộ theo sau lưng dương thanh cái chết của vũ văn cao dương đã khiến cả yến đô kinh hãi Đồng thời, ở Yến Đô còn xảy ra một chuyện khiến người ta khiếp sợ, các thế lực đỉnh cao của Chiêu Châu thi nhau rút khỏi Yến Đô. Thậm chí rất nhiều thế lực đã từ bỏ sản nghiệp ở nơi này. Tám nhà quyền thế ở Yến Đô cũng không tồn tại nữa, bây giờ chỉ còn ba nhà, đó là gia tộc Vũ Văn, nhà họ Diệp và nhà họ Hoàng đã phục tùng Dương Thanh từ lâu. Sau khi Vũ Văn Cao Dương mất 7 ngày, Dương Thanh sắp xếp chuyện trong gia tộc Vũ Văn thỏa đáng rồi mới chuẩn bị rời đi. Cậu Thanh, cậu sắp đi à? Trong từ đường của gia tộc Vũ Văn, một ông lão tóc bạc đứng sau lưng Dương Thanh, nói với vẻ không nỡ. Đây là quản gia của gia tộc Vũ Văn Hàn Thiên Thành, hồi trước, khi Dương Thanh mới từ biên giới phía Bắc quay về Giang Hải, chính ông ta đã đến truyền đạt ý định trao ngôi chủ gia tộc của Vũ Văn Cao Dương cho anh, nhưng lại bị Dương Thanh từ chối. Bây giờ Vũ Văn Cao Dương đã qua đời, Hàn Thiên Thành cảm thấy rất bi thương. Dương Thanh gật nhẹ đầu, ánh mắt hết sức thản nhiên, tôi còn rất nhiều việc phải làm, cũng nên đi rồi. Tuy anh đã cố gắng kiềm chế, nhưng mỗi khi nhớ đến chuyện xảy ra 7 ngày trước, lửa giận trong lòng anh lại bùng lên. Diệp Lâm của hoàng tộc họ Diệp phải chết, trừ Diệp Lâm ra, lưu lão quái của Miêu Thành cũng phải chết. Hơn nữa bây giờ, mã siêu anh em tốt của anh cũng đang bị kẹt ở hoàng tộc họ Phùng, cần anh đến hỗ trợ. Có thể nói, những chuyện này đều rất quan trọng, rất cần Dương Thanh đi giải quyết. Đã tìm thấy Vũ Văn Bân chưa? Dương Thanh chợt hỏi. Khi nhắc đến tên Vũ Văn Bân, sát khí đáng sợ lập tức bùng nổ từ người anh. So với Diệp Lâm và Lưu Lão Quái, Dương Thanh muốn giết Vũ Văn Bân hơn. Nếu Vũ Văn Bân không lấy Vũ Văn Cao Dương ra uy hiếp anh, sao Vũ Văn Cao Dương lại phải tự sát chứ? Nhưng sau trận chiến ở Yến Sơn 7 ngày trước, Vũ Văn Bân như bốc hơi khỏi thế gian. Hàn Thiên Thành vội nói, vẫn chưa có tin tức gì, tên súc sinh này như đột một biến mất ở Yến Sơn, nhưng theo video giám sát dưới chân Yến Sơn, có một người thần bí mặc áo choàng đen đã vác một người khác xuống núi, có lẽ đó chính là tên súc sinh kia rồi. Hàn Thiên Thành cũng nghiến răng nghiến lợi khi nhắc đến Vũ Văn Bân. Người thần bí mặc áo choàng đen, Dương Thanh nhíu mày, chợt nhớ tới một chuyện. Một ngày trước bữa tiệc mừng thọ của nhà họ Diệp, trong tiệc rượu do hoàng tộc họ Long tổ chức, một cao thủ mặc áo choàng đen bỗng xuất hiện rồi cứu Phương Nho chủ gia tộc họ Phương ở Hoàng Thành Long đi. Nhưng khi Dương Thanh đuổi theo, Phương Nho đã bị đối phương diệt khẩu rồi. Chẳng lẽ người đưa Vũ Văn Bân xuống khỏi Yến Sơn cũng là cao thủ áo choàng đen bí ẩn đó ư? Vâng, cao thủ đó mặc áo choàng đen, đội cả mũ trùm màu đen, không sao thấy rõ mặt. Hàn Thiên Thành vội nói. Dương Thanh không nói gì nữa, khuôn mặt có vẻ nghiêm nghị. Ngày đó, khi đuổi theo cao thủ áo choàng đen, anh đã biết được sự mạnh mẽ của đối phương rồi, quan trọng là trên người đối phương không hề có khí thế. Tuy hai người chưa so đấu với nhau, nhưng theo tốc độ của đối phương ít nhất đối phương đã đạt đến siêu phàm ngũ cảnh, thậm chí siêu phàm lục cảnh rồi. Nhưng tại sao cao thủ cấp bậc này lại cứu Vũ Văn Bân xuống khỏi Yến Sơn chứ? Hơn nữa, suốt cuộc người mặc áo choàng đen đó là ai? Dương Thanh đã đắc tội với rất nhiều người, nhưng không mấy ai có thực lực như thế, anh nhanh chóng nghĩ đến một người. Black Doctor, Dương Thanh nghiến răng nghiến lợi. Black Doctor, đó là ai? Đây là lần đầu tiên Hàn Thiên Thành nghe thấy cái tên này, ông ta vô thức hỏi. Dương Thanh lạnh lùng nói: Một nhà khoa học biên còn cải tạo bản thân thành quái vật nửa người nửa máy, thực lực rất mạnh. Còn có người như thế nữa cơ à? Hàn Thiên Thành sững sờ. Dương Thanh vốn đang nghi ngờ Black Doctor đã sống lại sau khi bị sư phụ anh giết, giờ anh càng thêm khẳng định suy đoán này hơn. Bởi vì Black Doctor không có tu vi võ thuật mà đã dùng công nghệ cao để biến mình thành cao thủ siêu phàm cảnh, thế nên trên người ông ta cũng không có khí thế gì hết. Ngày đó cao thủ bí ẩn đã cứu Phương Nho khỏi tay Dương Thanh cũng không có khí thế gì. Ngoài ra, trong trận chiến ở Yến Sơn 7 ngày trước, khi Dương Thanh thức tỉnh huyết mạch cuồng hóa, Vũ Văn Bân cũng đang có mặt, nếu có ai khác xuất hiện, chắc chắn anh sẽ cảm nhận được ngay, nhưng vấn đề là anh không thấy gì hết. Hay nói cách khác, người đã đưa Vũ Văn Bân đi và người áo đen bí ẩn định cứu Phương Nho là một người. Tóm lại, rất có thể cao thủ mặc áo choàng đen bí ẩn đã đưa Vũ Văn Bân đi chính là Black Doctor. Đây là lệnh bài của chủ gia tộc Vũ Văn, sau này chuyện ở gia tộc Vũ Văn sẽ giao cho ông nhé. Dương Thanh bỗng lấy lệnh bài chủ gia tộc mà Vũ Văn Cao Dương đã đưa cho anh khi còn sống ra, giao cho Hàn Thiên Thành. Cậu Thanh, chuyện này, cậu Thanh, sau khi Dương Thanh rời khỏi gia tộc Vũ Văn không lâu, phía trước xuất hiện hai bóng người, chính là cặp anh em Tống Tả và Tống Hữu Cảm ơn hai người vì chuyện lúc trước nhé. Chấm. Cái quỷ của anh em nhà họ Tống khiến Dương Thanh sững sờ. Cho dù thế nào, đối phương cũng đáng tuổi làm ông nội Dương Thanh, nhưng lúc này cả hai lại quỳ trước mặt anh. Hai người mau đứng dậy đi, Dương Thanh vội nói rồi vươn tay đỡ hai người dậy. Cậu Thanh, anh em chúng tôi vẫn luôn phiêu bạt khắp nơi, mãi đến khi gặp cậu thì mới thấy hy vọng. Tống Tả nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, nói một cách chân thành, sau này anh em chúng tôi muốn đi theo cậu, hy vọng cậu Thanh sẽ thu nhận chúng tôi. Tống Hữu cũng nói với vẻ chân thành, xin cậu Thanh hãy thu nhận chúng tôi. Nghe thấy hai anh em nói thế, Dương Thanh sững sờ, Tống Tả và Tống Hữu là cao thủ siêu phàm cảnh thực thụ, một người là siêu phàm tam cảnh, người kia là siêu phàm nhị cảnh, hơn nữa Tống Hữu cũng cách siêu phàm tam cảnh không xa. Bây giờ, khi hai người liên thủ với nhau, vì tâm ý tương thông nên họ có thể phát huy thực lực ngang với siêu phàm tứ cảnh, nếu thực lực của họ có chỗ tinh tiến, có lẽ sẽ đối phó được cả siêu phàm ngũ cảnh luôn. Dương Thanh thực sự không hiểu tại sao anh em nhà họ Tống lại muốn đi theo mình hai người cứ đứng dậy trước đi đã dương thanh nói lúc này hai anh em mới đứng dậy tống hữu hỏi với vẻ mừng rỡ cậu thanh cậu đồng ý thu nhận chúng tôi à dương thanh lắc đầu tôi thực sự không hiểu tại sao hai người lại chọn đi theo tôi dù sao hai người cũng có thể phát huy thực lực ngang với siêu phàm tứ cảnh khi liên thủ không tranh lệch với tôi là mấy ngoài ra hai người cũng hơn tôi mấy chục tuổi cho dù muốn đi theo tôi thì cũng nên cho tôi lý do hợp lý đúng không dương thanh không ngu tuy anh chưa tiếp xúc nhiều với anh em nhà họ Tống, hơn nữa có vẻ nhân phẩm của họ cũng không đến nỗi nào, nhưng anh không tin người mạnh mẽ như thế lại cam lòng phục tùng anh. Chẳng lẽ chỉ vì thiên phú võ thuật của anh cao? Không phải đâu nhỉ, dù sao hai anh em này cũng có thể phát huy sức chiến đấu hơn xa cảnh giới của họ sau khi hợp sức với nhau, khắp chiêu châu, cao thủ cấp bậc như họ đã thuộc loại mạnh nhất rồi. Hai anh em nhìn nhau, sau đó Tống tả nói, bởi vì chúng tôi nhìn thấy hy vọng báo thù từ cậu. Tuy họ mới tiếp xúc với nhau một khoảng thời gian ngắn, nhưng hai anh em cũng biết Dương Thanh là loại người gì. Vì muốn báo thù nên họ mới chọn đi theo anh. Nếu bây giờ lừa Dương Thanh thì sẽ tăng thêm phiền phức trong tương lai, thế nên hai anh em quyết định nói thật. Sự thẳng thắn của họ khiến Dương Thanh kinh ngạc, báo thù? Hai người gặp phải kẻ địch rất mạnh nên muốn nhờ tôi báo thù giúp ư? Không giấu gì cậu Thanh, gia tộc chúng tôi vốn là gia tộc cổ võ, nhưng vào 50 năm trước, gia tộc chúng tôi đã bị tiêu diệt rồi. Bây giờ nhà họ Tống chỉ còn hai anh em chúng tôi đang trốn chui trốn nhủi mà thôi. 50 năm qua, chúng tôi đã cận kề cái chết rất nhiều lần, cũng từng bị đuổi giết, nếu chúng tôi không may mắn, chị E, e đã chết từ lâu rồi. Chúng tôi cứ tưởng kiếp này không còn hy vọng báo thù nữa, nào ngờ chúng tôi lại gặp được cậu. Tống Tả Chân thành nói, "Cậu Thanh, những gì mà tôi nói đều là thật, nếu cậu không tin thì cứ đi điều tra." Chúng tôi biết cậu chẳng thân quen gì với chúng tôi, nếu bảo cậu báo thủ giúp chúng tôi, đặt cậu vào tình cảnh khó xử là rất không phù hợp, nhưng chúng tôi cũng hết cách rồi. Thiên phú võ thuật của chúng tôi hết sức bình thường, kiếp này không còn hy vọng báo thù nữa. Dương Thanh thầm kinh ngạc, không ngờ cặp anh em này lại là người của gia tộc cổ võ. Gia tộc cổ võ nào cũng hết sức đáng sợ, cho dù chỉ là gia tộc yếu nhất thì cũng mạnh hơn hoàng tộc nhiều. Nhưng bây giờ, Tống Tả lại nói cho anh biết rằng nhà họ Tống thuộc hàng gia tộc cổ võ đã bị tiêu diệt từ 50 năm trước. Thế lực tiêu diệt nhà họ Tống sẽ mạnh đến mức nào đây? Tôi chỉ có thực lực siêu phàm tam cảnh, cố lắm mới đến siêu phàm ngũ cảnh, từ 50 năm trước, kẻ địch của hai người đã có thể tiêu diệt gia tộc cổ võ như nhà họ Tống rồi, tôi biết giúp hai người kiểu gì đây. Sau khi nghe xong, Dương Thanh sững sờ, huyết mạch cuồng hóa lợi hại đến thế à? Tống tả gật đầu, người sở hữu huyết mạch cuồng hóa luôn có thiên phú võ thuật hết sức xuất chúng, cũng vì lẽ đó nên tốc độ tu luyện của họ mới nhanh như vậy. Sau khi họ thực sự thức tỉnh huyết mạch cuồng hóa, thiên phú võ thuật sẽ mạnh mẽ hơn, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn. Khi thấy vẻ mặt mong chờ của Dương Thanh, Tống Tả lắc đầu, nói bằng giọng áy náy, "Cậu Thanh, rất xin lỗi, tôi không biết gia tộc có huyết mạch cuồng hóa đó họ gì, cũng không rõ họ ở đâu." Tống Hữu bổ sung, "Cậu Thanh đừng hiểu lầm, chúng tôi cũng không cố tình giấu giếm, mà những chuyện liên quan tới gia tộc này chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi." Có lẽ ngay cả những nhân vật đã sống lâu năm của gia tộc cổ võ cũng không biết gia tộc này. Đúng thế, những chuyện về gia tộc kia đã được lưu truyền suốt mấy trăm năm, nhưng không có ai thực sự tiếp xúc với họ hết, Tống Tả cũng nói. Nghe thấy hai anh em nói thế, ánh mắt mong chờ của Dương Thanh ảm đạm dần. "Không sao, chuyện này cũng không trách hai người." Dương Thanh nói. Nếu gia tộc đó chỉ tồn tại trong truyền thuyết, Tống Tả và Tống Hữu không biết về dòng chính của họ thì cũng rất đối bình thường. Chúng tôi nói cho cậu biết chuyện này vì muốn nói, bây giờ cậu đã thức tỉnh huyết mạch cuồng hóa, có tiền đồ hết sức khó lường, với thực lực của cậu bây giờ, cậu không thể báo thù giúp chúng tôi, nhưng nếu cho cậu thêm thời gian, chắc chắn cậu sẽ mạnh đến mức khiến cả giới cổ võ kinh ngạc. Khi đó, với thực lực của cậu, có lẽ không cần cậu đích thân ra tay, chỉ cần cậu nói một câu là đã có thể khiến rất nhiều thế lực đỉnh cao làm việc cho mình rồi. Cậu Thanh, tùy thiên phú võ thuật của hai anh em tôi không quá xuất chúng, nhưng sau khi liên thủ thì cũng ngang ngửa với siêu phàm tứ cảnh, nếu cậu cho chúng tôi đi theo, chắc chắn sau này chúng tôi sẽ giúp được cậu rất nhiều, xin cậu hay thu nhận chúng tôi. Thái độ của hai anh em rất chân thành, trong mắt tràn ngập vẻ cầu khẩn. Họ đã hạ mình rất nhiều, đồng thời còn bày tỏ, họ sẽ luôn đi theo Dương Thanh, làm việc cho anh, chờ anh có thực lực khiến cả giới cổ võ kinh ngạc rồi giúp họ báo thù. Có thể nói, họ rất tin tưởng Dương Thanh nên mới quyết định như thế dù sao dương thanh cũng chưa thể giúp họ báo thù ngay về phần sau này anh có đứng trên đỉnh cao của giới cổ võ không thì cũng không biết được dương thanh im lặng một lát cuối cùng cũng gật đầu được rồi vậy sau này hai người cứ đi theo tôi khi nào thực lực của tôi mạnh tới mức có thể báo thù giúp hai người chắc chắn tôi sẽ đi với hai người một chuyến cảm ơn cậu thanh cảm ơn cậu thanh thấy dương thanh đồng ý hai anh em lập tức kích động đến mức nói năng lộn xộn vội vàng cảm ơn dương thanh khoát tay hít mắt hai người cũng biết chuyện xảy ra vào 7 ngày trước rồi, Diệp Lâm của hoàng tộc họ Diệp thông đồng với lưu lão quái của Miêu Thành, định giết tôi, ngay cả bố nuôi tôi cũng chết trong cuộc tranh chấp đó, chắc chắn cả hoàng tộc họ Diệp lẫn lưu lão quái của Miêu Thành sẽ phải trả giá nặng nề. Cậu Thanh nói không sai, hoàng tộc họ Diệp sẽ bị tiêu diệt, lưu lão quái của Miêu Thành cũng phải chết, chúng tôi sẽ giúp cậu Thanh trấn áp hoàng tộc, giết lưu lão quái. Anh em nhà họ Tống lập tức bày tỏ thái độ. Trong mắt Dương Thanh lóe lên sát khí, Chúng ta đến Hoàng Thành Diệp trước, rồi mới tới Miêu Thành. Vâng, sau khi rời khỏi Yến Đô, ba người lên chuyến bay đến Hoàng Thành Diệp. Cùng lúc đó, trong một căn mật thất ở Hoàng phủ họ Diệp, Hoàng Thành Diệp. Diệp Lâm đang ngồi xếp bằng, phóng khí thế ra ngoài, trong mật thất tràn ngập khí thế võ thuật vô cùng mạnh mẽ. Phù, Diệp Lâm bỗng mở mắt ra, thu hồi khí thế lại, ánh sáng lạnh lẽo lóe lé lên trong đôi mắt, ưng rồi biến mất ngay. Không ngờ sau khi bị thương nặng trong chuyến đi tới Yến Đô, chẳng những nền tảng võ thuật của mình không bị ảnh hưởng mà còn gặp điều may trong cái rủi, đột phá đến siêu phàm lục cảnh sau bao nhiêu năm. Diệp Lâm lạnh lùng nói, nếu Dương Thanh dám đến Hoàng Thành Diệp, chắc chắn mình sẽ khiến cậu ta một đi không trở lại. Lúc này, khí thế trên người Diệp Lâm đã là của cao thủ siêu phàm lục cảnh. Trên khắp Chiêu Châu, có rất ít thế lực sở hữu cao thủ siêu phàm lục cảnh, sau khi bước vào siêu phàm cảnh, việc đột phá sẽ rất khó khăn. Có những người mất cả đời mà vẫn không thể đột phá một cảnh giới. Diệp Lâm đã dừng ở siêu phàm ngũ cảnh mấy chục năm, cứ tưởng kiếp này không còn cơ hội tăng thực lực lên nữa, nào ngờ lần này lão ta lại gặp may mắn, chẳng những sống sót quay về từ Yến Đô mà còn đột phá siêu phàm lục cảnh. "Lão hoàng chủ, đúng lúc này, một lão già hơn 60 tuổi vội vàng chạy vào mật thất. Có chuyện gì thế?" Diệp Lâm nhíu mày. Lão già vội nói, "Lão hoàng chủ, thám tử ở Yến Đô vừa báo cáo, Dương Thanh đã lên chuyến bay đến Hoàng Thành Diệp, sau 3 tiếng nữa, cậu ta sẽ có mặt ở đây. Nghe thấy thế, Diệp Lâm đang rất bình tĩnh bỗng đứng phát dậy, trên mặt có vẻ sợ hãi. Tuy lão ta đã đột phá siêu phàm lục cảnh, nhưng những chuyện xảy ra trên đỉnh Yến Sơn 7 ngày trước đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng lão ta. Lão ta hiểu rõ sự mạnh mẽ của Dương Thanh hơn bất cứ ai khác, lão ta đã liên thủ với lưu lão quái mà vẫn không thể giết nổi anh, nhưng sự bối rối này chỉ xuất hiện trong thoáng chốc rồi biến mất ngay sau khi bình tĩnh lại lão ta lạnh lùng nói dương thanh đúng là ngông cuồng dám đến hoàng thành diệp để ra oai nếu cậu ta dám đến tôi sẽ khiến cậu ta ở lại đây vĩnh viễn sau khi lão già kia đi diệp lâm bấm số điện thoại rồi nói ba tiếng nữa dương thanh sẽ đến hoàng thành diệp đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta giết cậu ta chẳng biết đối phương nói gì nét mặt diệp lâm lập tức cứng đờ khốn kiếp diệp lâm tức giận quát rồi cúp máy luôn Hoàng Thành Diệp nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu, tất cả cao thủ thần cảnh đỉnh phong đều đến Hoàng Phủ họ Diệp. Trong điện Diệp Hoàng, Diệp Lâm ngồi trên ngai vàng, lạnh lùng nhìn quanh rồi nói, ba tiếng nữa, Dương Thanh sẽ dẫn hai cao thủ siêu phàm cảnh đến Hoàng Thành Diệp. Lão ta vừa dứt lời, hơn 10 cao thủ từ thần cảnh đỉnh phong trở lên đang có mặt đều biến sắc. Bảy ngày trước, Hoàng tộc họ Diệp đã tổ chức tiệc mừng thọ cho Diệp Lâm ở Yến Đô, Hầu hết người ở đây đều đã tới yến đô, cũng tận mắt chứng kiến Dương Thanh mạnh đến mức nào. Cho dù Diệp Lâm và Lưu lão quái liên thủ thì cũng không thể giết nổi Dương Thanh, còn phải chạy trối chết, nhưng bây giờ Diệp Lâm lại nói, 3 tiếng nữa Dương Thanh sẽ tới đây. Có thể tưởng tượng được các cao thủ ở đây đang sợ hãi đến mức nào sau khi biết tin này. "Lão hoàng chủ, đừng nói ngài gọi chúng tôi đến đây để đối phó với Dương Thanh nhé." Lúc này, một cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh chợt hỏi. Diệp Lâm cũng không giấu diêm ý đồ của mình, gật nhẹ đầu, trầm giọng nói, chắc các vị đều biết Dương Thanh mạnh đến mức nào, nếu chỉ có mình tôi thì rất khó giết được Dương Thanh, do đó mới cần mọi người hỗ trợ để tiêu diệt Dương Thanh ở Hoàng Thành Diệp. Lão Hoàng Chủ, trong số chúng tôi, không có ai đạt đến siêu phàm cảnh hết, cho dù chúng tôi muốn giúp ngài thì cũng không giúp nổi đâu. Đúng thế, dưới siêu phàm cảnh đều là sâu kiến, chỉ e chúng tôi còn chưa chạm được vào người Dương Thanh thì đã bị cậu ta giết rồi. Lão Hoàng Chủ, Tôi đề nghị ngài liên lạc với Lưu lão quái ở Miêu Thành để nhờ ông ta giúp đỡ, có lẽ sẽ giết được Dương Thanh. Trong lúc nhất thời, đám người thi nhau nói. Họ đều không ngu, Diệp Lâm bảo họ giúp để họ làm bia đỡ đạn cho mình, nhưng Diệp Lâm và Lưu lão quái đã liên thủ mà vẫn không giết nổi Dương Thanh, sao mấy con tép siêu chưa đột phá siêu phàm cảnh như họ có thể giúp được lão ta chứ? Diệp Lâm sầm mặt, chờ đám người im lặng rồi mới lạnh lùng nói, tức là các vị không định phối hợp với tôi à? Lão hoàng chủ không phải chúng tôi không phối hợp, mà vì thực lực của chúng tôi quá yếu, một cao thủ thần cảnh đỉnh phong đứng dậy, mở miệng nói, nhưng ông ta chưa dứt lời thì đã im bặt. Một cây bút ghim vào giữa lông mày ông ta, chỉ còn một nửa bên ngoài. Trong lúc nhất thời, xung quanh lặng ngắt, những cao thủ thần cảnh đỉnh phong và bán bộ siêu phàm cảnh vừa phản đối đều im ri, không dám hó hé gì. Còn ai có ý kiến khác nữa không? Diệp Lâm nhìn quanh, lạnh lùng nói. Lão ta đã giết mất người có ý kiến khác rồi, làm gì còn ai dám nói không nữa. Trong lúc nhất thời, không ai dám đứng ra, mọi người đều im lặng. Diệp Lâm nói, nếu không còn ý kiến gì khác, sắp tới mọi người cứ im lặng làm theo lời tôi đi. Tôi biết thực lực của Dương Thanh rất mạnh, mọi người đều chưa bước vào siêu phàm cảnh, có lẽ sẽ không chịu nổi một đòn từ Dương Thanh. Nhưng cũng không sao, tôi không cần mọi người đối phó với Dương Thanh, chỉ cần mọi người liên thủ Ngăn cản anh em nhà họ Tống 10 phút giúp tôi là được. Chỉ cần mọi người ngăn cản anh em nhà họ Tống trong 10 phút, tôi cam đoan sẽ giết được Dương Thanh rồi đi giúp mọi người. Nghe thấy thế, các cao thủ của Hoàng Thành Diệp nhìn nhau, một cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh đánh liều hỏi, "Lão Hoàng chủ, anh em nhà họ Tống cũng là cao thủ siêu phàm cảnh, cho dù chúng tôi liên thủ thì có lẽ cũng rất khó ngăn cản họ trong 10 phút." Diệp Lâm nói, "Cứ yên tâm, tôi không để mọi người đi chịu chết đâu." Lão ta nói rồi lấy một cuốn sách cũ nát ra, ở chỗ tôi có một cuốn sách về thuật hợp kích, nội dung cũng như tên, cần rất nhiều cao thủ hợp sức với nhau để phát huy thực lực mạnh mẽ. Thuật hợp kích này vô cùng đơn giản, chỉ cần nửa tiếng để học thành công, chúng ta không nói nhảm nữa, mọi người bắt đầu luyện tập đi, cố gắng nắm giữ thuật hợp kích trong 20 phút, thời gian còn lại thì phối hợp với nhau cho nhuần nhuyễn trước khi Dương Thanh xuất hiện. Lão ta vừa dứt lời, mọi người đều có vẻ mừng rỡ. Họ cứ tưởng Diệp Lâm sẽ bắt họ đi chịu chết, thì ra lão ta đã chuẩn bị trước rồi. Ở đây có tổng cộng 18 cao thủ thần cảnh đỉnh phong và bán bộ siêu phàm cảnh, 18 cao thủ nhanh chóng tiến vào trạng thái huấn luyện thuật hợp kích. Thuật hợp kích cần các cao thủ tham gia duy trì thực lực gần như ngang nhau thì mới có thể khiến thực lực của 18 cao thủ chồng lên nhau, phát huy đòn mạnh nhất. Trong số những người ở đây, có 15 cao thủ thần cảnh đỉnh phong, 3 cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh, khi dùng thuật hợp kích các cao thủ thần cảnh đỉnh phong hãy dốc hết sức mình, còn ba cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh thì chỉ cần giữ thực lực ở mức thần cảnh đỉnh phong thôi. Được rồi, mọi người tiếp tục đi, Diệp Lâm đích thân chỉ đạo. Khi biết Dương Thanh sắp đến Hoàng Thành Diệp, lão ta không sao bình tĩnh nổi, tuy Hoàng Thành Diệp đã có người bảo vệ nhưng lão ta vẫn rất lo lắng. Dù sao lần này, bên cạnh Dương Thanh còn có hai cao thủ siêu phàm cảnh. Tuy lão ta đã đột phá siêu phàm lục cảnh, nhưng thực lực mạnh nhất của Dương Thanh vào 7 ngày trước cũng đã ngang ngửa với siêu phàm lục cảnh rồi. Lão ta có thể đối phó với Dương Thanh, nhưng anh em nhà họ Tống thì đành để 18 cao thủ thần cảnh đỉnh phong và bán bộ siêu phàm cảnh đối phó. Dương Thanh ngồi tại chỗ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ê, đúng lúc anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng có người vỗ vai anh, lạnh lùng nói, "Thằng nhãi, mày ra sau ngồi đi." Coi chừng. Cô gái trẻ đang ngồi cạnh Dương Thanh lập tức hô lên kinh hãi thu hút sự chú ý của vô số người. Bộp, đúng lúc thanh niên kia sắp đấm trúng mặt Dương Thanh, anh bỗng vươn tay ra, giữ lấy cổ tay đối phương. Buông ra, thanh niên kia lập tức kêu đau, giận dữ nói. Dương Thanh lạnh lùng nói, xin lỗi đi. Anh vốn không biết đã xảy ra chuyện gì, sau khi lên máy bay, anh vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, giờ tự dưng lại bị người ta làm phiền, chuyện này khiến anh rất bực bội. Nếu đây không phải nơi công cộng, Hành vi của đối phương đã đủ để anh đánh hắn tàn tật rồi. Thanh niên định đánh Dương Thanh tức giận nói: "Xin lỗi á? À? Tao tên Diệp Thiên Minh, họ Diệp, chuyến bay này đang đi đến Hoàng Thành Diệp đấy, mày chắc chắn rằng mày vẫn muốn tao xin lỗi à? Nếu bây giờ mày buông tay ra rồi đổi chỗ với tao, tao sẽ xem như chưa có gì xảy ra, bằng không mày tự chịu hậu quả." Dương Thanh nhíu mày, nhìn thanh niên kia bằng ánh mắt lạnh lẽo: "Mày là người của hoàng tộc họ Diệp à?" Hừ diệp thiên minh ngạo nghễ nói mày biết sự lợi hại của tao rồi chứ gì nếu đã biết thì mau buông tay rồi cút đi vậy tao cũng cảnh cáo mày nếu mày lập tức xin lỗi tao rồi biến đi tao sẽ cho mày sống thêm một khoảng thời gian nữa dương thanh nói bằng giọng đằng đằng sát khí nếu đối phương không nhắc đến thân phận của mình có lẽ dương thanh sẽ không so đo với hắn dù sao đây cũng là nơi công cộng nhưng không ngờ hắn lại là người của hoàng tộc họ diệp mà lần này anh cũng đang định đến đó không ngờ còn chưa xuống máy bay thì đã gặp phải người của hoàng tộc họ diệp rồi tống hữu và tống tả ngồi phía trước đang định ra tay nhưng lại bị dương thanh ngăn cản bằng ánh mắt thằng nhãi kia mày nói gì diệp thiên minh cứ tưởng mình nghe nhầm bèn trợn tròn mắt nhìn dương thanh diệp thiên minh anh đừng quá đáng đúng lúc này cô gái trẻ ngồi cạnh dương thanh bỗng tức giận nhìn về phía diệp thiên minh lúc này dương thanh mới chú ý đến cô gái ngồi cạnh mình thì ra là một cô gái đẹp Xem ra cô ta quen biết với Diệp Thiên Minh. Dương Thanh bỗng hiểu tại sao Diệp Thiên Minh lại đòi đổi chỗ với anh, xem ra là vì cô gái này. Đường Ước Nhu, anh quá đáng chỗ nào? Chẳng lẽ em không thấy thằng nhãi này đang nắm cổ tay anh, bắt anh xin lỗi hả? Diệp Thiên Minh nhìn Đường Ước Nhu với vẻ không vui, đừng quên, em là vợ chưa cưới của anh đấy, anh muốn ngồi cạnh em cũng có lỗi à? Đường Ước Nhu cắn chặt môi, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng Dương Thanh nhận thấy cô ta cũng không dám nói ra. Rõ ràng hoàng tộc họ Diệp có địa vị cao quý ở hoàng thành Diệp, Đường Ước Như lại là vợ chưa cưới của Diệp Thiên Minh, cho dù cô ta không tự nguyện, chỉ e gia tộc cô ta cũng sẽ bắt cô ta lấy hắn. Đây là khoang hạng nhất, chuyến bay này đang tiến về phía hoàng thành Diệp, trong khoang toàn những nhân vật lớn, đám người vốn đang hơi tức giận vì chuyện giữa Diệp Thiên Minh và Dương Thanh, nhưng sau khi biết thân phận của Diệp Thiên Minh, họ đều im lặng, vờ như không thấy gì nữa. Thưa anh, anh có thể buông anh ta ra không ạ? Đường ước nhu bỗng nhìn về phía dương thanh bằng ánh mắt khẩn cầu dương thanh nhìn đường ước nhu rồi lắc đầu lạnh lùng nhìn về phía diệp thiên minh nhắc lại tao cho mày cơ hội cuối xin lỗi đi thằng khốn mày chán sống rồi diệp thiên minh hoàn toàn nổi giận bỗng nắm tay kia lại đấm mạnh vào đầu dương thanh coi chừng đường ước nhu hét lên kinh hãi Rắc, tiếng xương gãy giòn giã bỗng vang lên á tay của tôi tay của tôi a à, ngay sau đó tiếng hét đau đớn bỗng vang khắp khoang, cánh tay bị dương thanh nóng của Diệp Thiên Minh đã uốn cong 90 độ. Mặt Diệp Thiên Minh đầm đìa mồ hôi lạnh vì đau, hắn nhìn dương thanh bằng ánh mắt độc ác, chỉ muốn giết anh ngay lúc này. Tiếng hét của hắn đã khiến mọi người chú ý đến, đường ức nhu cũng kinh hãi hé miệng, có vẻ không dám tin. Một lúc lâu sau, đường ức nhu mới kinh ngạc nói, anh điên rồi à. Anh ta là dòng chính của hoàng tộc họ Diệp, cháu ruột Diệp Hoàng, anh bẻ gãy tay anh ta, sau khi đến hoàng thành Diệp, chắc chắn anh ta sẽ không tha cho anh. Dương Thanh không buồn nhìn đường ức nhu, như thể chuyện vừa xảy ra không liên quan đến mình, nhắm mắt nghỉ ngơi tiếp. Đường ức nhu càng kinh ngạc hơn, nói với vẻ tức giận, rốt cuộc anh có nghe tôi nói không thế. Chuyến bay này đến Hoàng Thành Diệp, Diệp Thiên Minh là người của Hoàng tộc họ Diệp, anh biết điều đó có ý nghĩa gì không? Cô quan tâm tôi như thế vì thích tôi à? Dương Thanh bỗng mở mắt ra, nhìn đường ức nhu với vẻ nghiền ngẫm mặt đường ước nhu lập tức đỏ bừng lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, cô ta thoáng sững sờ rồi thở hổn hển, anh nói linh tinh gì thế? Tôi mới gặp anh lần đầu tiên, sao có thể thích anh được? Nếu đã không thích thì cô quan tâm tôi như thế làm gì? Chẳng lẽ cô bị hành động dũng cảm của tôi chinh phục rồi hả? Nếu Dương Thanh háo sắc thật thì đã chủ động bắt chuyện với cô ta từ lâu, nhưng anh không làm thế. Đường ước nhu quay sang nhìn Dương Thanh, trong mắt tràn ngập vẻ tò mò, cô ta là người nhà họ đường một trong các thế lực đỉnh cao ở hoàng thành diệp việc được diệp thiên minh coi trọng đồng thời trở thành đối tượng để hai nhà thông gia đã cho thấy cô ta có năng lực thực sự chứ không vô dụng nghe thấy thế lão cửu hiểu ngay rốt cuộc ông lão cũng mỉm cười thì ra là thế cậu định dùng thuyền của họ để rời khỏi hoài thành dương thanh mỉm cười gật đầu chúng ta đã không thể rời đi bằng thuyền của tiền bối giang nếu cao thủ của hoài thành muốn bắt kịp chúng ta họ cũng phải trèo thuyền tới sau khi họ tới chúng ta mượn thuyền của họ để rời đi không tốt à lão cửu là cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong ở hoài thành chỉ có thành chủ hoài thành và dược vương đạt đến siêu phàm cửu cảnh thế nên chỉ cần họ không xuất hiện hy vọng rời đi của đám người dương thanh rất cao giang thành tử cũng cười giỏi thật đấy dám tính kế cả lão già tôi nhưng trong giọng lão cũng không có định ý gì mà còn chứa đựng sự tán thưởng lúc này ba chiếc thuyền con kia đã bao vây thuyền của họ lại Dương Thanh, cậu còn định trốn đi đâu? Cao thủ dẫn đầu đã đạt đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, ông ta nghiêm nghị quát Dương Thanh. Trên ba chiếc thuyền con có tổng cộng 15 cao thủ, người dẫn đầu sở hữu thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, sau đó là hai cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, còn lại đều dưới siêu phàm bát cảnh. Đội hình mạnh mẽ này vẫn khiến Dương Thanh cảm nhận được áp lực cực lớn. Với thực lực của anh bây giờ, anh có thể miễn cưỡng phát huy thực lực ngang với siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Nếu muốn phát huy thực lực mạnh hơn thì có lẽ sẽ mất lý trí. Về phần lão Cửu, có lẽ ông lão chỉ đối phó được cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong kia thôi. Bởi vậy, nói cách khác, Dương Thanh và Hoài Lam sẽ phải đối phó với hai cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ và 12 cao thủ dưới siêu phàm bát cảnh. Hoài Lam chỉ có thực lực siêu phàm tam cảnh đỉnh phong, không phải là đối thủ của bất cứ cao thủ nào ở đây hết thế nên Dương Thanh sẽ phải một mình đối phó với hai cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ và 12 cao thủ dưới siêu phàm bát cảnh. Khí thế của lão cửu bỗng tăng vọt, bóng ông lão nhoáng lên, ông lão nhảy thẳng lên một chiếc thuyền con, tấn công một cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Dầm, sau một đòn tấn công nặng nề, cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ kia lập tức bị đánh văng mấy chục mét như một quả bóng ra, rơi xuống sông hoài. Đúng lúc lão cửu ra tay, Dương Thanh cũng xông lên chiếc thuyền khác, tung trưởng về phía một cao thủ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Dầm, cao thủ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong này cũng lập tức bị đánh cho rơi xuống nước. Chỉ trong chớp mắt, trong số 15 cao thủ, một cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ và một cao thủ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong đã mất sức chiến đấu. Các người chán sống à? Cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong dẫn đầu lập tức biến sắc, tức giận lao tới chỗ lão cửu. Lão cửu lạnh lùng nói, người chán sống là các người. Dầm, hai cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong lập tức chiến đấu lão cửu đã đánh bay một cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ ngay từ đầu dương thanh cũng giải quyết một cao thủ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong chuyện này giúp áp lực mà dương thanh phải đối mặt giảm mạnh đúng lúc lão cửu bắt đầu chiến đấu dương thanh cũng lao tới chỗ cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ kia ý chí chiến đấu của anh dâng trào huyết mạch cuồng hóa lập tức được kích hoạt chiến thần quyết được vận hành khí thế cuồng bạo lan ra từ người anh lúc này người chỉ có thực lực siêu phàm thất cảnh trung kỳ như anh trông chẳng khác gì cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ thực thụ anh giơ tay đánh một đòn dầm cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ kia đỡ được đòn của dương thanh luồng sức mạnh cuồng bạo khiến chiếc thuyền con dung dữ dội như sắp vỡ tan giết bốn cao thủ khác cũng ở trên chiếc thuyền đó cùng tấn công dương thanh ánh mắt dương thanh lạnh thanh ý chí chiến đấu dâng trào anh bỗng dậm mạnh chân khiến thuyền dung bần bật bốn cao thủ của phủ hoài thành kia vẫn chưa xông lên thì người đã lay theo chiếc thuyền nhỏ rồi đúng lúc này dương thanh lao tới với tốc độ nhanh như chấp dầm 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 bốn cao thủ của phủ hoài thành thi nhau rơi xuống nước trên một chiếc thuyền khác lão cửu cũng phát động tấn công trừ cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong kia những người khác lần lượt rơi xuống nước dầm một tiếng động lớn bỗng vang lên một chiếc thuyền con lập tức nổ tung trong lúc nhất thời chỉ còn lão cửu đang đánh với cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, còn Dương Thanh thì đánh với cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ kia, những người khác của Hoài Thành đã rơi xuống nước hết. Audio điện tử võ tấn bền dầm. Một tiếng động lớn bỗng vang lên, chiếc thuyền dưới chân hai người lập tức chia thành bốn năm mảnh. Dương Thanh hơi nhún chân, lập tức xuất hiện trên một tấm ván gỗ từ chiếc thuyền bị vỡ. Cao thủ của phủ Hoài Thành cũng đứng trên một miếng gỗ nhỏ khác sắc mặt dương thanh hết sức khó coi anh nghiến răng nghiến lợi ông chán sống rồi khó khăn lắm mới dẫn được thuyền của cao thủ phủ hoài thành tới giữa sông hoài bằng thuyền của giang thành tử kết quả chiếc thuyền con này lại nát nhanh như thế bên phía lão cửu chiếc thuyền ấy cũng đã vỡ nát vì không chịu nổi trận chiến với cường độ cao rồi nếu đám người dương thanh muốn vượt sông hoài chỉ bằng mấy tấm ván gỗ này thì rất khó giết dương thanh bỗng đạp mạnh chân nhảy bật lên lao tới chỗ cao thủ của phủ hoài thành sắc mặt của cao thủ phủ hoài thành hết sức khó coi, sự mạnh mẽ của Dương Thanh khiến ông ta không chống đỡ nổi, ông ta cứ tưởng sau khi làm vỡ thuyền, Dương Thanh sẽ khó giết ông ta hơn, nào ngờ sau khi thuyền nát, hành động của Dương Thanh vẫn không bị ảnh hưởng gì, còn ông ta lại bị vướng víu đủ kiểu. Khi đòn tấn công của Dương Thanh ập đến, ông ta mất cả chỗ né tránh, chỉ có thể cố gắng đỡ chiêu này của anh. Dầm! Dương Thanh lao đến, đá vào đôi tay đang bắt chéo nhau của đối phương. Dầm rầm dầm! dầm bọt nước bắn tung tóe trên sông hoài như khi đá tảng rơi xuống biển suốt cuộc cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ của phủ hoài thành cũng không chịu nổi đòn tấn công từ dương thanh nữa ông ta bị đạp xuống sông hoài như một quả bóng ra. dương thanh đáp xuống tấm ván gỗ duy nhất thờ hồn hền trận chiến cường độ cao vừa rồi đã tiêu tốn rất nhiều sức lực của anh anh nhìn sang phía lão cửu trận chiến giữa lão cửu và đối phương vẫn đang tiếp diễn người mạnh như lão cửu lại bị đối phương áp đảo về mọi mặt Dương Thanh thấy lòng mình trùng xuống, nếu thực lực lão cửu chỉ đến thế thì có lẽ chẳng mấy chốc, ông lão sẽ bị đối phương đánh bại thôi. Một khi lão cửu thua, Dương Thanh chỉ còn con đường chết. Đúng lúc này, trước sự kinh ngạc của Dương Thanh, bỗng có thêm một bóng người đang đạp nước sông hoài để bước đến. Khi thấy rõ mặt mũi đối phương, anh thấy lòng mình chịu nặng. Người vừa tới không phải ai khác, mà chính là thành chủ hoài thành. Thành chủ hoài thành đã đích thân đến, anh còn đường sống ư thành chủ hoài thành hư lạnh, không biết tự lượng sức mình. Sau khi dứt lời, lão ta bỗng khoát tay. Khí thế cuồng bạo lao thẳng tới chỗ Dương Thanh. Dầm, tấm ván gỗ dưới chân Dương Thanh vỡ vụn, cơ thể anh rơi thẳng xuống nước. Dương Thanh liều mạng giấy ruộng trong nước, nhưng cho dù anh giấy ruộng thế nào thì vẫn không ăn thua, cả người anh chìm xuống nước, việc thiếu dưỡng khí khiến anh gần như bất tỉnh. Trên thuyền của Giang Thành Tử, Thành Chủ Hoài Thành nhìn về phía Hoài Lam. Bịch, hoài lam lập tức quỳ xuống sợ hãi nói ông nội xin ông hãy nương tay tha cho chúng cháu rời đi thành chủ hoài thành nói với vẻ mặt u ám cô phản bội phủ hoài thành còn dám xin tôi thả các người đi à hoài lam hết sức tuyệt vọng với tư cách là người phát ngôn của thành chủ hoài thành cô ta biết rõ lão ta là người thế nào hơn bất cứ ai bây giờ cô ta đã phản bội phủ hoài thành vậy thì chỉ còn con đường chết hoài lam chăm chú nhìn thành chủ hoài thành rồi lập tức nhảy xuống nước luôn trong lúc nhất thời, trên sông Hoài, gió êm sóng lặng, chỉ còn một chiếc thuyền con, trước thuyền là một ngư dân đội mũ rộng vành và thành chủ Hoài Thành đang đứng chắp tay. Đúng lúc này, dưới nước bỗng truyền đến tiếng ủng ục. Hửm! Thành chủ Hoài Thành nhíu mày, nhìn xuống nước. Ở một chỗ trên mặt nước, có vô số bong bóng đang nổi lên. Đồng thời, một luồng khí thế khiến ngay cả lão ta cũng cảm thấy căng thẳng dần trồi lên mặt nước. Dầm! Ngay sau đó, một tiếng động lớn bỗng vang lên, một người thanh niên lao lên khỏi mặt nước. Anh khiến mặt nước nổi sóng. Có hai bóng người đang lơ lửng trên nước, chính là lão Cửu và Hoài Lam. Tuy hai người đã hôn mê nhưng chưa chết, cơ thể họ trôi trên mặt sông như đang nằm trên đất bằng. Còn Dương Thanh thì đứng trên mặt nước, trong đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sát khí cuồng bạo. Con người của thành chủ Hoài Thành bỗng co lại, sao có thể? Cậu ta mới đến siêu phàm thất cảnh trung kỳ, sao có thể tu luyện được sức mạnh nguyên tố thủy chứ? Nhưng sự hồ hởi qua đi, Vương Chiến lại càng phiền muộn, đột nhiên hỏi, cậu Thanh, liệu có khi nào mâu thuẫn giữa cậu và hoàng tộc họ Long sẽ lớn hơn không? Nụ cười trên mặt Dương Thanh tắt dần, anh bình tĩnh nói, vậy phải xem hoàng tộc họ Long thế nào, Dương Thanh tôi không muốn phá vỡ sự ổn định hiện nay của Chiêu Châu, nên dù là vương tộc hay hoàng tộc cũng thế thôi, chỉ cần không chạm vào danh giới cuối cùng của tôi thì tôi sẽ không so đo với họ. Tôi hiểu rồi. Vương Chiến gật đầu, sự kính trọng hiện lên trong mắt không hổ là cao thủ đi ra từ chiến vực luôn đặt cái chung lên hàng đầu câu nói này của dương thanh làm lão ta yên tâm hơn rất nhiều điều đó chứng minh rằng chỉ cần hoàng tộc họ long không chủ động gây chiến thì mâu thuẫn giữa họ và dương thanh sẽ không bùng nổ nữa đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng thắng xe đồng thời xuất hiện hơi thở của vài cao thủ sắc mặt vương chiến thay đổi lão ta biết những người kia là ai vừa rồi còn lo lắng mâu thuẫn giữa dương thanh và hoàng tộc họ long sẽ trở nên gay gắt hơn giờ thì họ phá nhiều người tới hơn rồi anh cũng nhíu mày tia sát y lóe lên trong mắt cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng vừa dứt lời ba bóng người nhanh chóng xông vào long càn long khôn hai người dám đến đây sao vương chiến phẫn nộ đứng chắn trước người dương thanh bịch 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 một cảnh tượng làm cho lão ta trợn mắt há mồm ba người đó đồng loạt quỳ xuống đất khó tin hơn là ngay cả long thiên vũ cháu đích tôn của long hoàng cũng quỳ xuống dưới chân anh mấy mấy người làm cái gì vậy vương chiến lắp bắp hỏi cậu thanh trước đây là do tôi có mắt như mù không biết trời cao đất dày chỉ vì là cháu đích tôn của hoàng tộc họ long mà ngạo mạn gây chuyện với cậu xin cậu hãy tha thứ cho tôi long thiên vũ thành khẩn cầu xin dáng vẻ lúc này của hắn ta đâu còn trịch thượng như hôm qua nét mặt đó tràn đầy sự kính sợ đối với kẻ mạnh không còn chút thù hận nào. Thấy Long Thiên Vũ khung núm quỷ trước mặt mình, Dương Thanh cực kỳ ngạc nhiên. Quá khác biệt so với lần đầu anh gặp hắn ta. Vương Chiến đứng sướng ra thật lâu mới nhận ra những kẻ này tới đây với mục đích gì. Lão ta cười lạnh, gì đây? Điện hạ đã hiểu chỉ có phòng khám ái dân mới có thể khôi phục căn cơ võ đạo của mình nên chịu nhục nhã để được cậu Thanh bỏ qua, sau đó nhờ cậy tiểu huyền chữa trị sao. Vương Chiến, ông câm miệng cho tôi điện hạ làm việc không tới lượt ông khua tay múa chân đâu long càn giận giữ quát lão ta long khôn nhíu mày mắng long càn ông cũng cầm miệng đi hôm nay họ tìm đến dương thanh đúng là vì xin được tha thứ từ đó nhờ phùng tiểu uyển cứu giúp dĩ nhiên điều quan trọng hơn là họ đã biết thân phận của dương thanh một nhân vật có máu mặt thế này hoàn toàn cùng đẳng cấp với long hoàng lão ta mà gặp cũng phải nể mặt dương thanh các cao thủ của hoàng tộc họ long càng không cần bàn đến long thiên vũ bình tĩnh nhìn về phía dương thanh cậu thanh tôi thừa nhận việc mình nhận lỗi với cậu là vì muốn được tiểu thần y phùng chữa cho nhưng tôi chỉ mong vậy thôi cho dù cô ấy từ chối thì tôi cũng chỉ hơi cay đắng mà thôi sẽ không ghi hận cậu hôm nay đến đây ngoài xin lỗi thì tôi còn muốn nói lời cảm ơn với cậu nữa dương thanh nở nụ cười như có như không nhìn hắn ta cảm ơn điện hạ long muốn cảm ơn tôi vì đã không giết anh sao nào ngờ long thiên vũ lại gật đầu chân thành đáp cậu thanh tài giỏi bằng trời muốn giết tôi thì dễ như trở bàn tay nhưng cậu lại không làm vậy không chỉ không giết tôi mà còn bỏ qua cho long khôn dù thế nào hoàng tộc họ long chúng tôi cũng nợ cậu hai cái mạng dứt lời hắn ta nhìn về phía vương chiến chính xác mà nói phải là ba mạng người hừ vương chiến hừ lạnh không trả lời thật ra lão ta cũng rất khó chịu khi thấy long thiên vũ quỷ gối thế này dù sao cũng đã gắn bó với hoàng tộc họ long từ nhỏ có thể nói lão ta đã nhìn long thiên vũ lớn lên luôn xem hắn ta là long hoàng tương lai mà đỡ đần không ngờ có một ngày bản thân lại bị vị điện hạ mà mình cam tâm tình nguyện dùng hết tính mạng đến bảo vệ này phái người đuổi giết nếu không nhờ dương thanh cưu mang thì lão ta đã chết rồi thôi những gì cần nói tôi đã nói hết rồi mong được cậu thanh tha thứ và có thể kết bạn được với cậu dứt lời long thiên vũ và hai người còn lại đứng lên hắn ta cúi đầu với dương thanh thật sâu rồi xoay người đi tới vội vàng đi vội vã như thể họ tới đây thật sự chỉ để xin lỗi mà không phải nhờ phùng tiểu huyền chữa trị vậy mãi đến khi chiếc xe bên ngoài rời đi vương chiến mới thở hắt ra nếu biết trước sẽ thế này thì cứ gì lại làm vậy dương thanh cũng im lặng thật lâu hành động của long thiên vũ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh với tu vi võ đạo của mình đương nhiên dương thanh biết rõ thực hư thế nào nếu vừa rồi long thiên vũ nói dối thì hơi thở sẽ thay đổi một chút nhưng anh lại không cảm giác được gì nói cách khác hắn ta thật sự tới đây để chân thành xin lỗi nghĩ vậy nét mặt dương thanh trở nên kỳ lạ nhìn vương chiến nói long thiên vũ này cũng được đấy vương chiến cũng không thể không thừa nhận gật đầu trong lớp trẻ của hoàng tộc long thiên vũ luôn đứng đầu về mọi mặt tiếc là căn cơ võ đạo bị phế nếu không thì vị trí long hoàng tương lai sẽ thuộc về cậu ấy Dương Thanh cũng tán thành, sự ngạo mạn, nghĩ mình đứng trên tất cả khi có thân phận cháu đích tôn của hoàng tộc họ Long đã hủy hoại anh ta. Mà có vẻ chuyện này đã giúp anh ta hiểu được nhiều điều, hôm qua còn muốn giết tôi lắm, hôm nay tôi không cảm giác được một chút sát ý nào trên người anh ta. Một khi căn cơ võ đạo được khôi phục thì Long Thiên Vũ sẽ có hy vọng đứng trên đỉnh cao của thần cảnh. Bất cứ ai cũng đều phải rèn luyện tâm cảnh để có thể đạt đến thần cảnh đỉnh phong. Tu võ cũng là tu tâm chỉ khi có một trái tim mạnh mẽ mới có thể bước lên cảnh giới võ đạo cao hơn. Cậu Thanh, vậy cậu có muốn cho tiểu huyền cứu cậu ấy không? Vương Chiến Thình Lình hỏi, mong đợi nhìn Dương Thanh. Anh bật cười, anh ta phái người giết ông, ông không hận sao? Lão ta cười trừ, lắc đầu, tôi cũng muốn hận nhưng dù sao cũng lớn lên ở hoàng tộc họ Long, có thể nói đó chính là nhà của tôi, Long Thiên Vũ cũng là đứa cháu tôi chứng kiến trưởng thành. Đối với tôi, cậu ấy không chỉ là cháu đích tôn của Long Hoàng mà còn là con cháu, có ai lại đi oán hận con cháu của mình đâu? nói xong, Vương Chiến quỳ phịch xuống đất, Thanh Khẩn nói: cậu Thanh, lão già tôi đây mặt dày, xin cậu hãy đồng ý cho Tiểu Uyển cứu Long Thiên Vũ đi, tôi xin thề chết đi theo cậu, chỉ cần cậu không chê thì cả đời tôi đều làm trâu làm ngựa. Phùng Tiểu Uyển ngẩn người, định lên tiếng nhưng cũng biết không thích hợp. Dương Thanh đánh giá Vương Chiến khá cao anh chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào có ai trung thành như vương chiến ngoài biên giới phía bắc cả dù bị hoàng tộc họ long ngược đãi thế nào từ tận đáy lòng lão ta luôn cho rằng mình là người của hoàng tộc họ long quả là một người trọng tình trọng nghĩa dương thanh cũng tin rằng đây là lần cuối vương chiến giúp đỡ long thiên vũ nếu sau này hắn ta lại gây hấn với anh thì sẽ không do dự đứng ở phe mình xin tiền bối hãy đứng lên anh tiến đến đỡ vương chiến đứng dậy dương thanh bội phục sự trung nghĩa của tiền bối Dứt lời, Dương Thanh nhìn Phùng Tiểu Uyển, nói, vậy thì vất vả Tiểu Uyển rồi. Nghe thấy câu này của anh, Vương Chiến mừng rỡ chảy nước mắt, cảm ơn cậu Thanh. Cảm ơn cậu Thanh, sau này Vương Chiến thể chết theo cậu. Dương Thanh mỉm cười lắc đầu, tiền bối không cần làm vậy đâu, tôi cứu ông không phải vì muốn dùng ơn cứu mạng để bắt ông ở cạnh tôi. Sự trung nghĩa của tiền bối làm tôi bội phục nên mới giúp đỡ thôi. Trên mặt Vương Chiến đầy vẻ chua sót, bây giờ tôi đã bị hoàng tộc đuổi đi, còn bị họ truy ná, dù chịu cho tôi trở về thi quan hệ giữa tôi và họ có thể trở lại như trước ư. Nghe lão ta nói vậy, Dương Thanh cũng thông cảm. Nghe lão ta nói vậy Dương Thanh cũng thông cảm. Từ nhỏ đến lớn vương chiến đều ở lại hoàng tộc họ Long, nơi đó là nhà, giờ lại bị chính nhà của mình vứt bỏ, là bế ta có thể đi đâu. Vô hình chung bên cạnh Dương Thanh lại có thêm một cao thủ thần cảnh, đây là chuyện tốt đối với anh. Vậy từ giờ tiểu bối cưa ở cạnh tôi là được, nếu có ngày tiền bối muốn đi thì tôi tuyệt đói không ngăn cản. Dương Tê Tê hát anh mỉm cười. Được, mà cậu cũng đừng gọi tôi là tiền bối nữa, tuy tôi lớn tuổi hơn nhưng cảnh giới võ đạo còn kém xa lắm. Vương Chiến vui vẻ nói, trên con đường võ đạo ai có cảnh giới cao hơn thì đứng trên, cậu mà gọi lôi là tiểu bối nữa thì cái mặt giờ này ngại lắm đấy. Đúng lúc này, điện thoại của Dương Thanh đột nhiên đổ chuông, anh vừa nghe máy thì một giọng nói đầy sợ hãi vang lên, cậu Thanh, Mã Siêu bị sát thủ của Hồng Trần bắt đi rồi. Ầm, um, người trong điện thoại vừa dứt lời thì một luồng khí thế kinh khủng bộc phát ra khỏi người Dương Thanh. Vương Chiến bị khí thế ấy đẩy lùi mấy bước, ánh mắt khiếp sợ. Cái gì? Dương Thanh giận dữ quát, cậu ấy bị sát thủ của Hồng Trần bắt đi rồi. Ảnh vệ của chúng ta chết rất nhiều, Mã Siêu cũng bị thương nặng nên mới bị bắt đi. Thông tin chúng ta có được sai rồi, Hồng Trần không phải chỉ có hai sát thủ chủ chốt mà còn có một cao thủ thần cảnh nữa khả năng chiến đấu rất mạnh, ngay cả Mã Siêu cũng không phải đối thủ của kẻ đó. Người ở đầu dây bên kia nhanh chóng báo cáo. Khí thế khủng bố trên người Dương Thanh cuộn trào ra bốn phương tám hướng. Lâu lắm rồi anh không tức giận như lúc này. Khi Mã Siêu nói hai tên sát thủ chủ chốt của Hồng Trần tiến vào Yến Đô, Dương Thanh không quan tâm vì cho dù có mạnh đến đâu cùng lắm cũng chỉ có thể liên kết với nhau bộc phát ra được sức mạnh ở thần cảnh mà thôi. Nhưng bây giờ Hồng Trần lại xuất hiện một sát thủ đã bước vào thần cảnh. Hồng Trần muốn bị tiêu diệt như thế thì tôi sẽ thành toàn cho chúng. Dương Thanh cắn răng nói ra câu này. Cúc máy, anh lập tức gọi một cú điện thoại khác, điều tra hang ổ của Hồng Trần cho tôi. Tôi muốn chúng biến mất khỏi thế giới này. Nghe Dương Thanh nói vậy, người trong điện thoại hoảng hốt. Anh Thanh, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mã Siêu bị sát thủ của Hồng Trần làm bị thương nặng, bắt đi rồi. Dì cơ, bọn Hồng Trần này muốn chết à? Sau đó Dương Thanh lại gọi vài cuộc khác vương chiến đang đứng bên cạnh không có cơ hội lên tiếng chỉ biết đứng nghe anh đưa ra hết mệnh lệnh này đến mệnh lệnh khác sau cùng dương thanh gọi cho ông phùng đang ở chiến vực xảy ra chuyện gì à ông phùng thấy anh gọi đến thì biết là có chuyện lớn vội vàng hỏi ông phùng yến đô cần vài cao thủ chiến vực đến giúp một thời gian tôi phải đi mấy ngày dương thanh đi thẳng vào vấn đề hai cao thủ thần cảnh trung kỳ đủ chưa lão ta không từ chối đáp ngay đủ rồi Dương Thanh cũng không khách sáo, cảm ơn ông Phùng. Bảo đảm trong 2 giờ họ sẽ tới nơi. Biết anh đang sốt ruột nên ông Phùng nói gọn. Được, cúp máy, Dương Thanh chuẩn bị rời khỏi đây. Anh Thanh, Phùng Tiểu Uyển cầm vài lọ sứ đến. Cô ta đưa hết cho anh rồi dặn dò, chỗ này có 5 viên thuốc giữ mạng, chỉ cần còn thở thì dù bị thương nặng đến đâu cũng sống được. Được, anh cất thuốc đi, xoay người ra ngoài. Tiểu Uyển, cậu Thanh sao vậy? Đến khi không thấy Dương Thanh nữa, Vương Chiến mới giật mình hỏi. Phùng Tiểu Uyển lo lắng lắc đầu, cháu không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn là chuyện lớn rồi, nếu không thì anh Thanh đã không mất kiểm soát như thế. Đam Mỹ Hải Vương Chiến gật đầu, kiên định nói với cô ta, Tiểu Uyển, cháu có cách nào để ông sớm khôi phục căn cơ võ đạo không? Như đoán được suy nghĩ của lão ta, Phùng Tiểu Uyển nặng nề nói, ông Chiến, không dối ông, quả thật cháu có cách để sớm khôi phục căn cơ nhưng tỷ lệ thất bại rất lớn, nếu thất bại thì chẳng những không khôi phục được căn cơ mà còn không thể tu luyện được nữa. Vương Chiến hoàn toàn không sợ, ông mang ơn cậu Thanh, nếu không có cậu ấy thì ông đã chết rồi. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu ông có thể trở lại cảnh giới đỉnh phong thì có thể giúp đỡ cậu ấy được phần nào. Nghe vậy, Phùng Tiểu Uyển rất cảm động nhưng vẫn hơi do dự. Cô ta là cháu của thần Y Phùng, sao lại không biết cách khôi phục căn cơ võ đạo chứ? nhưng cô ta chưa từng dùng nó để chữa trị cho một bệnh nhân nào cả nếu thất bại thì hậu quả rất nghiêm trọng ông chiến cháu nghi ông nên suy nghĩ lại phùng tiểu uyển nghiêm túc khuyên nhủ anh thanh đã sắp xếp mọi chuyện rồi nên sẽ không có vấn đề gì đâu ạ à. chữa trị từ từ thì cháu đảm bảo chưa đến 3 tháng là ông có thể tu luyện trở lại rồi không ông không chờ được nữa tiểu uyển, cháu nghe ông dùng cách nhanh nhất để chữa cho ông đi ông có thể chịu đựng mà vương chiến nghiêm nghị đáp thấy lão ta đã nói đến nước này, Phùng Tiểu Huyền rốt cuộc đồng ý, thôi được, cháu sẽ chữa cho ông ngay. Cô ta lập tức đóng cửa phòng khám ái dân, đặt một thùng nước thuốc lớn vào phòng. Đây là thuốc cố cơ cháu dùng hơn 200 loại dược liệu thuần dương để điều chế ra, rất hiệu quả đối với những người bị tổn thương căn cơ võ đạo. Phùng Tiểu Huyền điều chế tròn nửa ngày mới chuẩn bị được một thùng nước thuốc cố cơ lớn như vậy. Vương Chiến chưa vào mà đã cảm giác được trong thùng nước có một hơi thở khủng khiếp đang gầm thét. Lão ta chắc chắn một khi mình ngồi vào đó sẽ phải chịu đựng cơn đau xé da xé thịt. Ông Chiến, ông phải ngâm trong thùng nước thuốc cố cơ này 7749 giờ, hơn 2 ngày, sẽ đau lắm. Do nó sẽ làm lỗ chân lông của ông nở ra để hấp thu chất thuốc. Nếu ông không chịu nổi thì có thể ra ngoài sớm hơn thời hạn nhưng hiệu quả sẽ giảm đi đáng kể, thậm chí căn cơ võ đạo của ông sẽ càng khó chữa trị hơn. Nhưng nếu kiên trì được 49 giờ và hấp thu toàn bộ chất thuốc cố cơ cơ thể ông sẽ có sự thay đổi rất lớn, không chỉ có thể tu luyện trở lại mà thực lực cũng tăng lên nữa. tuy nhiên, nếu ông không chịu được mà vẫn cố gắng hấp thu thì có khả năng sẽ khiến kinh mạch ông nứt đoạt, hoàn toàn trở thành một người bình thường. khi đó, cho dù là hoa đà sống cũng không cách nào chữa khỏi bệnh của ông đâu ạ. À. nghe lời nhắc nhở của phùng tiểu uyển, hai mắt phương chiến sáng ngời, chỉ có sự kiên định, yên tâm đi, ông chiến của cháu không phải hạng hèn nhát, nhất định sẽ kiên trì đến cùng. vâng, vậy cháu ra ngoài đây. Cô ta xoay người đi, để lại Vương Chiến ngồi một mình bên trong. Lão ta không do dự tiến vào thùng nước thuốc. Chậc, vừa vào trong, Vương Chiến đã cảm thấy cơ thể mình như bị sức mạnh nào đó cắn xé. Đồng thời còn như có vô số con kiến điên cuồng vào trong người lão ta. Chỉ mới bắt đầu thôi mà cơn đau đớn đáng sợ đó đã trải rộng toàn thân. "Tới đi." Vương Chiến gầm lên, cắn răng chịu đựng. Từng giây từng phút trôi qua, cơn đau chẳng những khôn biến mất mà còn trở nên nhức nhối hơn, chán vương chiến dịn đầy mồ hôi vẫn sắn răng kiên trì. Đây không phải là cơ hội để lão ta khôi phục tu vi mà cũng là cơ hội để báo ơn Dương Thanh. Cùng lúc đó, Dương Thanh đã đi lên máy bay rời khỏi Yến Đô tới chiến trường ngoài biên giới. Anh đã nhận được tin báo về căn cứ của tổ chức sát thủ Hồng Trần, không chỉ có tổng hội mà còn 10 phân hội đều ở ngoài chiến trường ngoài biên giới.